Chuyện này không liên quan gì hắn, Lục Lâm Thiên không định chọc vào rắc rối. Lục Tâm Đồng lắc tay Lục Lâm Thiên làm nũng, mắt long lanh. Ca ca, Tâm Đồng cầu xin ca ca hãy báo thù giúp Tâm Đồng, có được không? Lục Lâm Thiên khẽ thở dài. Tâm Đồng, ca ca thật sự không đủ sức. Thực lực của hắn kém thật, ba trưởng lão phi linh môn toàn là vũ phách nhị trọng, trước mắt Lục Lâm Thiên không đấu lại nổi. Trương Minh Đào ép mua ép bán. Đại nhân đã có được trưởng môn ấn phù, theo quy định thì đại nhân chính là trưởng môn của phi linh môn. Đại nhân là trưởng môn thì có thể đối phó với hoàng trưởng lão. Lục Lâm Thiên nói, ngươi cảm thấy chuyện này có thể không? Chẳng lẽ trưởng môn kêu hoàng trưởng lão đi chết thì hoàng trưởng lão sẽ ngoan ngoãn chịu chết? Lục Lâm Thiên cầm trưởng môn ấn phù phi linh môn nhưng nếu đi môn phái sẽ bị đối phương cướp, rồi cắn ngược lại khi đó hắn bi kịch. Trương Minh Đào nghẹn lời. Cái này, Trương Minh Đào thử người không biết làm sao thuyết phục. Lục Tâm Đồng khóc. Ca ca chắc chắn có cách, cầu xin ca ca, báo thù cho Tâm Đồng được không? Tâm Đồng cầu xin ca ca. Lục Lâm Thiên ôm Lục Tâm Đồng, an ủi. Tâm Đồng đừng khóc, ca ca sẽ tìm cách giúp cho, nín đi. Tuy mới ở chung mấy ngày nhưng Lục Lâm Thiên xem Lục Tâm Đồng như muội muội ruột của mình, không để tiểu cô nương chịu chút uất ức. Mắt Lục Tâm Đồng ướt sũng nước tội nghiệp nhìn Lục Lâm Thiên. Hứa rồi đấy, không cho ca ca đổi ý. Ca ca đã nói sẽ tìm cách báo thù cho Tâm Đồng. Lục Lâm Thiên cười khổ nói. Cái này, được rồi. Lục Lâm Thiên thầm nghĩ. Ca ca chỉ thuận miệng nói để Lục Tâm Đồng đừng khóc nữa, không ngờ xem là thật. Trương Minh Đào cảm kích nói. Đa tạ đại nhân. Lục Lâm Thiên nói với Trương Minh Đào. Muốn báo thù điều đầu tiên là phải biết hoàng trưởng lão có thật sự giết sư phụ của ngươi không, còn ai tham gia vào. Bắt đầu từ bây giờ ngươi phải nghe theo lời ta. Trương Minh Đào vỗ ngực bảo đảm. Cái này không thành vấn đề, kêu ta làm gì cũng được. Phi Linh Sơn, ở trong cổ vực hiếm ai biết Phi Linh Sơn là đâu, nhưng hơi bị nổi tiếng gần Sơn Mạch Vũ Đô. Chủ yếu vì phong cảnh Phi Linh Sơn đẹp, còn có môn phái nhỏ nửa chết nửa sống tồn tại trong đó khiến nhiều người nhớ kỹ Phi Linh Sơn. Phi Linh Sơn không phải một ngọn núi mà là sơn mạch nhỏ, chính giữa có một sơn phong chính gọi là Phi Linh Sơn. Ba mặt Phi Linh Sơn đối diện nước, trên đảo cây xanh mọc tùm xanh tươi, nước từ thượng du chút xuống có chút đồ sộ. Quanh khu vực nước có gành đá rộng rãi. Nếu từ trên cao nhìn xuống Phi Linh Sơn mạch khá là bao la hùng vĩ, diện tích không nhỏ. Lúc này là giữa trưa, ánh mặt trời chói mắt chiếu rọi khu vực nước như ngọc. Đôi khi có gió xuân thổi nhẹ qua khu vực nước khiến mặt nước lấp lánh ánh bạc như vảy cá. Ngẫu nhiên có gió thổi mấy mảnh lá cây bay qua bầu trời xanh rơi xuống dòng nước. Ba bóng người xuất hiện trong Phi Linh Sơn mạch, hai nam một nữ, hai lớn một nhỏ. Đó là Lục Lâm Thiên, Trương Minh Đào, Lục Tâm Đồng. Lục Lâm Thiên suy nghĩ kỹ đã ra quyết định là trở về Phi Linh Sơn. Tuy sẽ gặp nguy hiểm nhưng hắn nghĩ ba trưởng lão phi linh môn chỉ cỡ vũ phách nhị trọng. Nếu gặp nguy hiểm Lục Lâm Thiên có tiểu long, không đến mức chịu đòn. Đã đồng ý sẽ báo thù cho Lục Tâm Đồng thì Lục Lâm Thiên muốn biết rốt cuộc là ai giết Lục Thanh. Thứ hai, Lục Lâm Thiên không tìm được cách nào trở về thành Vũ Đô ngay. Chỉ có một dòng binh đoàn đi thành Vũ Đô đã xuất phát vào mấy ngày trước, đi rồi về mất hơn 4 tháng. Trong thời gian 4 tháng này Lục Lâm Thiên cần tìm một chỗ đặt chân. Quyết định trở về Phi Linh Môn, Lục Lâm Thiên cẩn thận dặn dò Lục Tâm Đồng, Trương Minh Đào nhiều điều. Đầu tiên, giả bộ phải không biết Lục Thanh bị ai giết, tránh cho người ta nghi ngờ. Thứ hai, thân phận của Lục Lâm Thiên, hắn giả tạo thân phận mới là đệ tử quan môn được Lục Thanh thu nhận trong Sơn Mạch Vũ Đô, vậy thì dễ danh chính ngôn thuận ở lại Phi Linh Môn hơn. Dặn dò xong Lục Lâm Thiên đi Phi Linh Sơn, hắn quan sát xung quanh, hơi bất ngờ vì tiểu môn tiểu phái mà có sơn môn rất khá. Trương Minh Đào tự hào nói. Đại nhân, không, sư đệ, Phi Linh Sơn chúng ta phong cảnh không tệ, nếu có rảnh có thể đi ngắm xem. Lục Lâm Thiên nói. Đương nhiên, có rảnh chắc chắn đệ sẽ ngắm cảnh. Đập vào mắt Lục Lâm Thiên là nhiều kiến trúc xung quanh ngọn núi. Đi gần xem xét những kiến trúc này đa phần là cung điện, khoảng 2-30 cái nằm rải rác. Nghe Trương Minh Đào nói thật lâu trước kia khi Phi Linh Môn nhiều người nhất có khoảng 300 người. Về sau mỗi năm Phi Linh Môn tụt dốc dần, gần 10 năm nay Phi Linh Môn không thu được một đệ tử nào. Trong phạm vi mấy chục dặm người bình thường đều biết Phi Linh Môn vừa nghèo vừa uất ức,
trong nhà có vũ giả sẽ không đưa đến phi linh môn tu luyện. Ở trong phi linh môn không có chút tương lai nào. Đệ tử phi linh môn thì 2/3 đã rời khỏi môn phái đi tìm đường khác. Đoàn người đến gần dãy kiến trúc mới thấy mặt đệ tử phi linh môn. Ba bóng người xuất hiện trước mặt Lục Lâm Thiên, Trương Minh Đào, Lục Tâm Đồng. Trương Minh Đào sư huynh đã về. Toàn là thanh niên 21-22 tuổi, quần áo nửa cũ nửa mới, bộ dạng vô dụng ăn nằm chờ chút, không chút tinh thần. Trong môn phái thế này chịu ở lại đã là nhân đạo. Trương Minh Đào nói với ba thanh niên. Ba vị sư đệ mau đến chào Lục Lâm Thiên sư huynh, vị này là đệ tử quan môn của trưởng môn, sau này là sư huynh của các sư đệ. Trong phi linh môn có chia ra đệ tử thân truyền và đệ tử bình thường. Đệ tử bình thường bất chấp tuổi tác, thời gian nhập môn, cùng thế hệ đều phải gọi đệ tử thân truyền là sư huynh. Chỉ có trong đệ tử thân truyền mới xưng hô theo thời gian nhập môn, hiện tại phi linh môn chỉ có đệ tử của ba trưởng lão, tông chủ là đệ tử thân truyền, cũng chỉ được vài người. Lục Lâm Thiên biết Lục Thanh có Trương Minh Đào, Trung Vân Châu là hai đồ đệ. Nay Trung Vân Châu đã chết, chỉ còn mình Trương Minh Đào. Ba thanh niên tò mò nhìn Lục Lâm Thiên, chậm rãi hành lễ, vẻ mặt hờ hững. Kính chào sư huynh. Đệ tử mới được trưởng môn thu không đáng bọn họ đặt trong lòng, nhìn người Lục Lâm Thiên không toát ra chút khí thế gì, ba thanh niên cho rằng hắn là tay mơ. Lục Lâm Thiên khẽ ừ. Ba thanh niên hai người là vũ sĩ nhất trọng, một là vũ đồ cửu trọng, khoảng 22-23 tuổi, thực lực quá thấp. Lục Lâm Thiên không biết nên nói phi linh môn bồi dưỡng kém hay mấy người này thiên phú tệ hại. Trương Minh Đào nói với Lục Lâm Thiên. Sư đệ, chúng ta vào đi. Trong một cung điện xây trên sườn núi dựa núi non, bên dưới có thác nước to, xung quanh cây cối tùm xanh ngắt, ngẫu nhiên có mấy con chim bay qua. Lục Lâm Thiên đứng trước lan can cảm thán rằng. Phong cảnh đẹp thật. Phong cảnh thế này không còn gì để soi mói. Trương Minh Đào nói. Sư đệ, đây là chỗ trước kia sư phụ ở, sư đệ hãy ở lại đây đi. Lục Tâm Đồng chớp mắt nói. Ca ca, trước kia Tâm Đồng cũng ở đây. Lục Lâm Thiên khá là vừa lòng chỗ ở, nơi này yên lặng, hắn muốn tu luyện cái gì sẽ không gây chú ý. Tiểu Long có thể đi ra chơi mà không bị ai thấy. Mấy thanh niên đệ tử phi linh môn đứng bên ngoài kêu lên. Trương Minh Đào sư huynh, ba vị trưởng lão kêu sư huynh đi đại điện. Và cả Tâm Đồng tiểu thư, đệ tử trưởng môn mới nhận. Trương Minh Đào căng thẳng hỏi ý kiến Lục Lâm Thiên. Chúng ta làm sao đây? Lục Lâm Thiên thầm nghĩ. Biết tin nhanh thật, vừa vào phi linh môn trưởng lão đã biết. Lục Lâm Thiên suy nghĩ một lúc sau nói. Chúng ta đi, cứ hành động theo kế hoạch là được. Lục Tâm Đồng cắn môi hồng nói. Vâng, Tâm Đồng nhớ kỹ, Tâm Đồng nghe lời ca ca, cố nhịn chờ sau này báo thù. Mắt Lục Tâm Đồng ánh lên tia kiên quyết. Lục Lâm Thiên xoa đầu Lục Tâm Đồng. Đúng rồi, chúng ta đi. Lục Lâm Thiên dặn Tiểu Long núp trong tay áo, nếu có cơ hội cũng dễ hành động. Đoàn người ra khỏi cung điện, bên ngoài có 30 thanh niên đệ tử phi linh môn vây xem. Trong 10 năm qua phi linh môn không có người mới tham gia, bây giờ đột nhiên có người mới đến, nghe nói còn là đệ tử trưởng môn mới nhận làm đám đệ tử ăn không ngồi rồi trong phi linh môn tò mò muốn đến xem ai xui xẻo vào vực sâu không ánh sáng này. Lục Lâm Thiên không quan tâm ánh mắt mọi người, chỉ lo đánh giá tu vi của 30 người đến. Nhìn khí thế lộ ra ngoài thì đa phần là vũ đồ bát trọng, cửu trọng. Chỉ có 3-4 người là vũ sĩ. Lục Lâm Thiên hơi hiểu thực lực tổng thể của phi linh môn, xem ra phi linh môn không bồi dưỡng đệ tử mới. Nếu không thực lực của đám người này không tệ tới mức đó. Đi qua mấy con đường lát đá, đứng trước cung điện mấy chục năm không biến dạng, Lục Lâm Thiên nhíu mày. Đại điện phi linh môn cũ nát, bốn phía răng mạng nhện. Một môn phái tồi tàn đến mức này thật khiến người mở rộng tầm mắt. Đi vào đại điện, diện tích không lớn, chứa khoảng hơn 200 người. Hai bên đại điện có tranh vẽ nhưng đường nét đã nhòe. Khoảng 60 đệ tử bình thường có mặt trong đại điện. Đứng trước nhất là hai nam một nữ trung niên. Lục Lâm Thiên khỏi đoán cũng biết ba người này là ba trưởng lão của phi linh môn, Hoàng Hải Ba, Chu Ngọc Hậu, Trịnh Anh. Lục Lâm Thiên đã thấy hình dạng ba người trong não Trương Minh Đào. Lục Lâm Thiên quan sát ba trưởng lão, người chính giữa tên Hoàng Hải Ba, mặc trường bào màu vàng, tóc dài trán rộng, đôi mắt sâu thẳm không cảm xúc, có chút âm trầm. Chu Ngọc Hậu đứng bên cạnh, hơi mập và lùn, mắt lóe tia sắc bén.
Trịnh Anh là nữ, mặc cung trang màu xám, 30 tuổi, giữ gìn vóc dáng rất tốt, tựa như thiếu phụ, có chút quyến rũ. Lục Lâm Thiên nhìn ký ức của Trương Minh Đào biết trưởng lão Trịnh Anh luôn ở trong Phi Linh Môn, không biết vì lý do gì mà luôn không thành thân. Bên cạnh ba trưởng lão có khoảng 10 đệ tử, nhìn là biết đồ đệ của bọn họ. Trong số đệ tử thân truyền Phi Linh Môn có mấy nữ đệ tử chắc là đồ đệ của Trịnh Anh. Trương Minh Đào tiến lên hành lễ với ba người. Kính chào ba vị trưởng lão. Chỉ có Lục Lâm Thiên biết mới rồi Trương Minh Đào cố nén tức giận, Lục Lâm Thiên rất sợ gã sẽ xúc động, nhưng xem ra người này không ngốc. Hoàng Hải Ba hỏi. Trở về rồi sao, người này là ai? Mắt Hoàng Hải Ba luôn nhìn Lục Tâm Đồng, Lục Lâm Thiên. Lục Tâm Đồng nhìn thẳng mắt Hoàng Hải Ba. Hoàng Sư Thúc, đây là đồ đệ phụ thân đã nhận. Bàn tay Lục Tâm Đồng nắm tay Lục Lâm Thiên khẽ run, không biết là sợ hay hoảng. Lục Lâm Thiên nhẹ bóp tay Lục Tâm Đồng, nhìn tiểu cô nương ra hiểu hãy bình tĩnh. Hoàng Hải Ba nhìn kỹ Lục Lâm Thiên. À, đệ tử mới nhận, sao ta không biết? Trịnh Anh ngồi xổm hỏi Lục Tâm Đồng. Tâm Đồng, phụ thân của ngươi đâu? Sư Thúc, phụ thân đã chết. Trịnh Anh biến sắc mặt nói. Cái gì? Nhiều đệ tử Phi Linh Môn biến sắc mặt. Các cặp mắt nhìn Hoàng Hải Ba chằm chằm. Lục Lâm Thiên luôn quan sát đám người, giờ nghe tin trưởng môn chết thì Hoàng Hải Ba, Chu Ngọc Hậu cùng biến sắc mặt. Đồ đệ của Chu Ngọc Hậu, Hoàng Hải Ba thì vẻ mặt không mấy ngạc nhiên, có chút hốt hoảng. Lục Lâm Thiên thầm nghĩ. Quả nhiên có điều lạ. Trịnh Anh sốt ruột nói. Tâm Đồng, mau cho sư thúc biết phụ thân của ngươi chết như thế nào. Lục Tâm Đồng nức nở nói. Phụ thân bị người bịt mặt giết. Tâm Đồng không biết bọn họ là ai. Lam bà cũng chết, bọn họ muốn giết Tâm Đồng. Sau đó xuất hiện yêu thú ăn mất người bịt mặt muốn giết Tâm Đồng, Tâm Đồng và ca ca khó khăn lắm mới trốn thoát. Hoàng Hải Ba biến sắc mặt hỏi Lục Tâm Đồng. Tâm Đồng, trước khi phụ thân của ngươi chết có giao cái gì cho ngươi không? Lục Tâm Đồng lắc đầu, nói. Không có. Chu Ngọc Hậu hỏi tiếp. Vậy Lam bà có giao gì cho Tâm Đồng không? Trịnh Anh quay đầu lại nói với hai người. Đại sư huynh đã chết, các người không nóng lòng báo thù mà vội vàng muốn tìm trưởng môn ấn phủ sao? Chúng ta làm sao báo thù? Không biết là ai làm? Hoàng Hải Ba nói. Nếu muốn báo thù thì phải tìm ra hung thủ trước đã. Lục Lâm Thiên nhìn đám người, giữ im lặng. Ba trưởng lão và Lục Thanh là sư huynh đệ, trưởng môn Phi Linh Môn vốn nhận 4 đệ tử, sau truyền chức trưởng môn cho đại đệ tử Lục Thanh. Lục Lâm Thiên nhìn biểu tình của ba trưởng lão thì nhận xét Trịnh Anh có lẽ không biết chuyện, chỉ có Hoàng Hải Ba và Chu Ngọc Hậu hợp tác giết Lục Thanh. Chu Ngọc Hậu nhìn Lục Lâm Thiên chằm chằm, hỏi. Ngươi tên là gì? Sư phụ của ngươi có đưa cho ngươi cái gì không? Giao ra mau. Lục Lâm Thiên bình tĩnh nói. Không, sư phụ không giao cái gì cho đệ tử. Chu Ngọc Hậu không tin hỏi tiếp. Vậy sao? Ngươi hãy suy nghĩ thật kỹ đi. Lục Lâm Thiên lắc đầu. Hắn biết Chu Ngọc Hậu muốn tìm là trưởng môn ấn phù. Hoàng Hải Ba và Chu Ngọc Hậu nôn nóng muốn tìm trưởng môn ấn phù hay vì lên làm trưởng môn. Chợt một thanh âm hoảng hốt từ ngoài đại điện truyền vào. Trưởng lão, nguy, nguy rồi. Đệ tử Phi Linh Môn chạy vào đại điện, thở hồng hộc như trâu, vẻ mặt hoảng hốt. Hoàng Hải Ba quát mắng. Có chuyện gì mà hốt hoảng như thế? Còn ra thể thống gì? Đệ tử Phi Linh Môn vội nói. Trưởng lão, nhiều người La Sát Môn kéo đến, đã đánh bị thương ba người chúng ta. Bọn họ nói mấy hôm trước môn chúng ta có người giết đệ tử của bọn họ, đòi chúng ta giao người ra nếu không sẽ san bằng Phi Linh Môn. La Sát Môn. Lục Lâm Thiên nhớ ra hình như hai ngày trước lúc cứu Trương Minh Đào thì tự tay giết người La Sát Môn, không ngờ tìm tới cửa. Chu Ngọc Hậu biến sắc mặt hỏi. Cái gì, La Sát Môn, bao nhiêu người đến? Đệ tử đáp. Khoảng 20-30 người nhưng đều là nhị đại đệ tử, ta biết mặt bọn họ, không có trưởng lão La Sát Môn. Chu Ngọc Hậu nghe vậy thở phào nhẹ nhõm. Hoàng Hải Ba liếc đám người trong đại điện. Là ai đi ra ngoài gây sự, còn giết người của La Sát Môn? Bước ra. Trương Minh Đào tiến lên nói. Trưởng lão, là đệ tử làm. Hai ngày trước đệ tử chờ sư phụ trở về, người La Sát Môn hiếp người quá đáng định giết đệ tử nên đệ tử ra tay giết hắn trước. Trương Minh Đào không khai Lục Lâm Thiên ra. Hoàng Hải Ba nạt Trương Minh Đào. Giỏi, ngươi giỏi lắm.
Ta đã nói với các ngươi từ lâu là đi ra ngoài đừng chọc vào người khác, nếu không tùy thời sẽ mang họa diệt môn cho phi linh môn chúng ta. Nhiều đệ tử thở ngắn than dài. Ai? Đám đệ tử này tuổi khoảng 21, 22, là lứa tuổi sôi trào máu nóng. Nhưng ở trong phi linh môn bọn họ luôn được dặn là đi ra ngoài nên rụt vòi, đừng trêu vào người khác, có bị ai ăn hiếp cũng ráng nhịn. Giờ người ta tìm tới cửa trưởng lão còn nói câu nản lòng chiến sĩ, máu nóng trong bọn họ đã bị dập tắt, sớm đã quen điều này. Trương Minh Đào nói, trưởng lão, là đệ tử La Sát môn hiếp người quá đáng, đệ tử chỉ phòng vệ lỡ tay giết người. Trịnh Anh đứng dậy nói, người La Sát môn tìm tới cửa, chúng ta đi ra xem. Là bọn họ khi dễ người trước, chẳng lẽ người La Sát môn toàn là không nói lý. Hoàng Hải Ba nhướng mày nói, hiện tại La Sát môn tìm tới, toàn là nhị đại đệ tử, nếu chúng ta đi ra La Sát môn sẽ chụp mũ ỉ lớn hiếp nhỏ. Chuyện này là Trương Minh Đào gây ra, Trương Minh Đào là đại đệ tử của phi linh môn ta, để Trương Minh Đào giải quyết đi. Nhớ kỹ, người đừng gây rắc rối cho phi linh môn nữa. Chu Ngọc Hậu phụ hỏa. Nhị sư huynh nói đúng, chúng ta đi ra ngoài sẽ bị người La Sát môn nói là chúng ta ỉ lớn hiếp nhỏ, không biết sẽ gây ra rắc rối gì nữa. Cứ để Trương Minh Đào đi giải quyết. Nhưng người La Sát môn rất mạnh, Trương Minh Đào ra ngoài sẽ bị. Hoàng Hải Ba ngắt lời Trịnh Anh, chậm rãi nói. Chẳng lẽ chúng ta có thực lực đấu lại các trưởng lão La Sát môn không? Để Trương Minh Đào giải quyết đi. Trương Minh Đào nói. Trưởng lão, là đệ tử gây rắc rối, đệ tử sẽ tự mình giải quyết. Trương Minh Đào xoay người ra khỏi đại điện. Lục Lâm Thiên nhíu mày dắt Lục Tâm Đồng đi theo Trương Minh Đào, chuyện này là hắn làm, đi xem chừng cũng tốt. Trong đại điện, đám đệ tử bình thường do dự một chút rồi cũng theo ra khỏi đại điện. Trương Minh Đào là đại đệ tử của Phi Linh Môn, gã có chút uy vọng trong đám đệ tử bình thường. Trong đại điện, Hoàng Hải Ba và Chu Ngọc Hậu liếc nhau, mặt không biểu tình, ra hiệu mấy đồ đệ đi theo. Các đệ tử đi hết, Hoàng Hải Ba nói với Trịnh Anh. Tứ sư muội, trưởng môn đã chết, trưởng môn ấn phù mất, không biết chìa khóa trên người trưởng môn ở đâu. Ta thấy hay là chúng ta cưỡng ép mở mật thất ra đi. Trịnh Anh nói. Nhị sư huynh, sư phụ đã nói tổ tiên phi linh môn có dặn dò chỉ vào phút nguy hiểm sinh tử phi linh môn mới được mở mật thất, phi linh môn mới có cơ may vùng lên, nếu mở mật thất trước lúc đó sẽ gây ra họa diệt môn. Huống chi có ba chiếc chìa khóa, phải tụ tập ba chìa khóa và trưởng môn ấn phù mới mở mật thất ra được, nếu ai miễn cưỡng mở thì mật thất sẽ nổ. Chu Ngọc Hậu nói. Nhưng trưởng môn đại sư huynh chết rồi, trưởng môn ấn phù không biết nơi đâu, gã làm sao đây? Trịnh Anh trả lời. Thế thì tìm, chúng ta phải tìm ra trưởng môn ấn phù. Rời khỏi đại điện, Trương Minh Đào nói với Lục Lâm Thiên. Sư đệ, để sư huynh giải quyết chuyện này được rồi, sư đệ đừng đi theo tránh cho bị đám người kia nhận ra. Lục Lâm Thiên mỉm cười nói. Không sao, đệ đi xem thử, hơn nữa là đệ đã giết người. Rõ ràng Hoàng Hải Ba xúi Trương Minh Đào đi chịu chết, sau khi gã chết thì phi linh môn không còn rắc rối lớn gì, La Sát môn cũng không dễ bỏ qua. Trương Minh Đào nói, đám người La Sát môn luôn ăn hiếp phi linh môn chúng ta, nhưng các trưởng lão và sư phụ e ngại thực lực của La Sát môn nên không dám nói gì, người La Sát môn càng lúc càng quá đáng. Lúc này bọn họ chết một người tuyệt đối không chịu bỏ qua. Lục Lâm Thiên hỏi, sư huynh biết mà còn đi. Sư huynh không biết là người La Sát môn rất có thể sẽ giết sư huynh sao? Trương Minh Đào nói. Sư huynh không sợ, nếu sư huynh chết sư đệ hãy báo thù cho sư phụ thay sư huynh đi. Lục Lâm Thiên nạt. Nhỏ giọng chút, có người theo sau. Có gần trăm đệ tử bình thường của phi linh môn đi theo bọn họ. Một lát sau, trăm đệ tử bình thường của phi linh môn đuổi kịp. Thanh niên mập mạp đầu chọc nói. Đại sư huynh, chúng ta giúp sư huynh. Đám người La Sát môn thật đáng hận, chúng ta liều mạng với bọn họ. Nhiều đệ tử phụ hỏa. Chúng ta giúp đại sư huynh, liều mạng với họ. Đám người kéo nhau đến khu đất trống, chợt vang tiếng chế giễu. Phi linh môn toàn là một đám phế vật, không chịu nổi một kích. Giao người ra, nếu không chúng ta sẽ san bằng phi linh môn. Ha ha ha, phế vật phi linh môn, mau giao người. Trên khoảnh đất trống có 5. 6 đệ tử phi linh môn bị đánh trọng thương nằm la liệt dưới đất, ngực loang lổ vết máu. Trương Minh Đào hét to xông lên.
Dừng tay. Lục Lâm Thiên nhìn chằm chằm 30 người lạ, đẳng cấp vũ sĩ, thanh niên đi đầu là vũ sư, thực lực cỡ vũ sư nhất trọng, mặc hao phục, mặt âm trầm. Bên cạnh thanh niên vũ sư nhất trọng là vũ sĩ thất trọng La Sát Môn ngày trước bị Lục Lâm Thiên đuổi đi. Tất cả đệ tử La Sát Môn từ quần áo hay thực lực đều cao hơn Phi Linh Môn một bậc, hèn gì Phi Linh Môn bị ăn hiếp. Lục Lâm Thiên khẽ thở dài, đám nhị đại đệ tử La Sát Môn dám tìm tới tận ổ, trưởng lão Phi Linh Môn sợ hãi rụt cổ, cứ tiếp tục thế này sẽ diệt môn. Thấy đệ tử và Trương Minh Đào, thanh niên tu vi vũ sĩ thất trọng ngày hôm đó quay sang nói với thanh niên hoa phục. Tam sư huynh, là hai người kia, chính là bọn họ đã giết sư đệ. Thanh niên vũ sĩ thất trọng không dám nhìn thẳng mắt Lục Lâm Thiên. Thanh niên mặc hoa phục La Sát Môn hờ hững nhìn Lục Lâm Thiên, Trương Minh Đào, hỏi. Là hai người giết người của La Sát Môn ta? Lục Lâm Thiên không trả lời, nhướng chân mày, lòng thầm lên kế hoạch. Đám đệ tử La Sát Môn này chỉ có thanh niên mặc hoa phục là mạnh nhất, nhưng chỉ cỡ vũ sư nhất trọng. Nếu Lục Lâm Thiên giết thanh niên mặc hoa phục e rằng La Sát Môn sẽ không bỏ qua, không chừng kéo cường giả đến trực tiếp tiêu diệt Phi Linh Môn. Hoàng Hải Ba, Chu Ngọc Hậu khó tránh khỏi bị La Sát Môn giận chó đánh mèo, sẽ bị giết chết, vậy coi như đã trả thù cho Lục Tâm Đồng. Chỉ bằng thực lực hiện tại của Lục Lâm Thiên còn chưa thể để chống lại Hoàng Hải Ba, Chu Ngọc Hậu. Nghĩ đến kế hoạch có khả năng thành công, Lục Lâm Thiên cười thầm. Trương Minh Đào nhìn người La Sát Môn, nói. Là ta giết, La Sát Môn các người khi dễ ta trước, giờ muốn sao? Tam sư huynh, giết hắn. Giết phế vật Phi Linh Môn đi. Thanh niên mặc hoa phục ánh mắt âm trầm nói. Không muốn gì, chỉ muốn ngươi chết. Trường ấn ngưng tụ khói đen, ánh sáng chợt lóe dưới chân thanh niên mặc hoa phục, thân hình hóa thành tàn ảnh mơ hồ nhanh như chớp bay hướng Trương Minh Đào. Kinh khí cường đại chấn rách dòng không khí vang tiếng xé gió sắc nhọn. Lục Lâm Thiên biết Trương Minh Đào không đánh lại thanh niên mặc hoa phục. Trương Minh Đào mới là vũ sĩ tứ trọng, thanh niên mặc hoa phục là vũ sư nhất trọng, cách biệt quá lớn. Lục Lâm Thiên biến sắc mặt, thả tay Lục Tâm Đồng ra, chân khí bùng phát, hắn lao nhanh tới trước. Trương Minh Đào nét mặt xa sầm nói. Ta liều mạng với ngươi. Chân khí tuôn ra, Trương Minh Đào đang định liều mạng thì một bóng người áo xanh đáp xuống trước mặt gã. Sư huynh lo cho Tâm Đồng đi. Chợt một tiếng hét to vang lên. Lùi lại, La Sát Môn có là gì? Bóng áo xanh thay đổi thủ ấn, cột nước thô cỡ nắm tay rạch phá dòng không khí bắn thẳng vào thanh niên mặc hoa phục. Là đệ tử trưởng môn mới nhận, sao hắn bước ra? Chẳng lẽ hắn mạnh hơn đại sư huynh sao? Dám đi lên chịu chết. Nhưng lá gan của hắn to thật, dám liều đấu với người La Sát Môn, ta thích. Bùm! Thanh niên mặc hoa phục định xử Trương Minh Đào nhưng không ngờ có người đột nhiên ra tay, mặt lạnh băng, mắt tràn đầy tia sáng lạnh. Trưởng ấn thay đổi nghênh đón cột nước. Hai lực lượng va chạm, cột nước tứ tán, kinh khí cường đại thổi quét. Hai bóng người bị chấn lùi lại mấy bước mới ổn định thân hình. Các đệ tử Phi Linh Môn kinh thán. Thực lực thật mạnh. Tuy bọn họ yếu nhưng ánh mắt không kém, có thể đối kháng một chiêu ngang tài ngang sức với người La Sát Môn. Thực lực như thế mạnh hơn đại sư huynh nhiều. Thanh niên mặc hoa phục ổn định thân hình, nhìn thẳng vào Lục Lâm Thiên, hỏi. Ngươi là ai? Ánh mắt Lục Lâm Thiên nghiêm nghị nói. Đệ tử mới của Phi Linh Môn. Phi Linh Môn chúng ta không phải chỗ cho các ngươi dương oai, cút về La Sát Môn đi. Thanh niên mặc hoa phục sắc mặt âm trầm nói. Ngươi đang tự sát đấy. Chân khí lại bộc phát, hai tay nhẹ vung. Một thanh đại đao to bản nằm trong tay thanh niên mặc hoa phục. Đại đao lóe tia sáng lạnh vạch một đường cong chém hướng Lục Lâm Thiên. Thanh niên mặc hoa phục ở trong cùng thế hệ không yếu, mạnh hơn đệ tử Phi Linh Môn rất nhiều. Lúc này Lục Lâm Thiên không dám khinh thường, nếu ở trong sơn mạch Vũ Đô thì hắn không thèm để vũ sư nhất trọng vào mắt, giết chết thanh niên mặc hoa phục không khó gì, nhưng trong khu vực Phi Linh Môn thì hơi rắc rối. Lục Lâm Thiên không tiện dốc hết sức ra. Không phải dùng ba loại vũ kỹ, hay linh kỹ, chu tước quyết. Cho nên ngay từ đầu Lục Lâm Thiên đã vận dụng vũ kỹ thủy hệ, giờ hắn chỉ có thể ứng đối bằng vũ kỹ thủy hệ. Mọi người thấy thanh niên mặc hoa phục chém đao vào Lục Lâm Thiên, thầm toát mồ hôi lạnh cho hắn. Không biết đệ tử trưởng môn mới nhận có đỡ nổi không? 30 đệ tử La Sát Môn thì lạnh lùng nhìn, Tam sư huynh là cường giả tuyệt đối trong thế hệ trẻ La Sát Môn,
đột phá đẳng cấp vũ sư, đủ sức đối phó người phi linh môn. Chỉ có vũ sĩ thất trọng ngày đó thấy Lục Lâm Thiên ra tay là lộ biểu tình khó hiểu. Hôm ấy gã thấy Lục Lâm Thiên sử dụng vũ khí dường như là hỏa hệ, bây giờ là vũ khí thủy hệ, gã chắc chắn mình không bị hoa mắt. Tốc độ của thanh niên mặc hoa phục rất nhanh, gã bay vọt tới gần Lục Lâm Thiên, trường đao lóe đao quang vàng nhạt chém xuống. Ngay lúc này Lục Lâm Thiên hành động, tuy Lục Lâm Thiên không tu luyện vũ khí thân pháp nhưng trong sơn mạch vũ đô tôi luyện nửa năm trời rèn ra tốc độ phản ứng, nhanh nhẹn hơn hẳn thanh niên mặc hoa phục. Chân khí lóe qua dưới chân Lục Lâm Thiên, hắn lách sang bên cạnh vài bước, vừa vặn thoát khỏi nhát chém của thanh niên mặc hoa phục. Đao quang sắc bén chém xuống ngay trước chóp mũi Lục Lâm Thiên, đao chém mạnh xuống đất rạch một cái khe dài mấy chục thước, cát bụi bay mù mịt. Cột nước bay ra từ bàn tay Lục Lâm Thiên, dòng không khí cường đại xé rách dòng không khí cùng với tiếng xé gió chói tai kêu vù vù. Cột nước ngưng tụ chiêu thức nộ hải cuồng khiếu vũ khí hoàng giai sơ giai, uy lực không nhỏ. Lục Lâm Thiên là vũ sĩ bát trọng, bó tay bó chân, nếu không dựa vào vũ khí hoàng giai sơ giai thì khó thể đối kháng lại thanh niên mặc hoa phục. Cột nước đột nhiên công kích làm thanh niên mặc hoa phục ngạc nhiên về tốc độ của Lục Lâm Thiên, cũng cảm giác lực công kích cường đại. Thanh niên mặc hoa phục không dám coi khinh Lục Lâm Thiên nữa. Thanh niên mặc hoa phục hừ lạnh một tiếng. Hừ. Thanh niên mặc hoa phục nhanh chóng thụt lùi, chân khí vận chuyển dưới chân, nhún mũi chân vọt lên cao né thoát công kích từ Lục Lâm Thiên. Thanh niên mặc hoa phục chém vài luồng đao quang đổ ập xuống đầu Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên đánh ra thủ ấn, ánh sáng màu lam to lớn ngưng tụ trước mặt hắn hóa thành hơi nước dày đặc. Đao quang chém vào hơi nước gợn sóng, đao quang và hơi nước dây dưa trên bầu trời, tiếng gió rít nổ đi đùng. Bùm bùm bùm. Màn nước tan vỡ. Đao quang biến mất trong không trung. Thanh niên mặc hoa phục lao xuống dưới, đao quang chém ngang. Lục Lâm Thiên lùi nhanh, nghiêng người né thoát, chân khí vận chuyển dưới chân, nhún chân lộn người giữa hư không, chân chĩa lên trời, thân hình như chim ó vồ mồi, trưởng ấn lóe ánh sáng lam nhanh như chớp kèm theo kình phong mạnh mẽ vỗ xuống thanh niên mặc hoa phục. Thanh niên mặc hoa phục lại nhướng mày, dường như cảm thán tốc độ của Lục Lâm Thiên nhanh. Chân khí lại dồn xuống dưới chân. Thanh niên mặc hoa phục thụt lùi mấy bước, giơ trường đao chém mạnh đao quang xuống. Mọi người rất ngạc nhiên, nhất là người phi linh môn. Lục Lâm Thiên và thanh niên mặc hoa phục kịch chiến, chiêu thức tinh diệu chưa từng thấy. Đệ tử trưởng môn mới nhận mạnh quá, vũ khí đó chắc cỡ tinh giai trung giai trở lên. Ta từng thấy vũ khí tinh giai hậu giai, hắn mạnh hơn đại sư huynh nhiều. Dạy cho người La Sát môn bài học đi, bàn nội nó, cho chúng biết phi linh môn không dễ ăn hiếp. Đánh chết cha nó đi. Nhiều đệ tử phi linh môn kích động kêu gào, đã bao nhiêu năm rốt cuộc có người trong phi linh môn vùng lên. Lòng Lục Lâm Thiên chìm xuống thầm nghĩ. Giết tiểu tử này không dễ. Lục Lâm Thiên vừa phải giấu giếm thực lực thật sự khó thể giết thanh niên mặc hoa phục, hắn phải tìm cách khác. Hai người đánh nhau kịch liệt, đám nhị đại đệ tử La Sát môn mở rộng tầm mắt. Lục Lâm Thiên phản ứng nhanh nhạy nhờ vào rèn luyện, hai bên đánh nhau mấy chục chiêu. Lại giằng co. Thanh niên mặc hoa phục nhìn Lục Lâm Thiên, lạnh lùng nói. Không ngờ trong phi linh môn còn có đệ tử như ngươi, làm ta rất bất ngờ. Lục Lâm Thiên nói. Vậy sao, thế thì ngươi cút về La Sát môn đi. Hừ, cho rằng ta không thể làm gì ngươi sao. Thanh niên mặc hoa phục lắc mình, chân khí bộc phát chứa khói đen, hai bàn tay gã bao bọc làn khói. Lục Lâm Thiên nhướng mày nói. Độc trưởng. Thanh niên mặc hoa phục toát ra mùi nồng nặc khó ngửi chắc là khí độc, nhìn bàn tay gã có lẽ dính dáng đến chất độc. Lục Lâm Thiên không để bụng, khí độc trên người thanh niên mặc hoa phục rất nhạt, yếu hơn phệ huyết hóa cốt đan mà lão độc vật thôi hồn độc xuất cho hắn nhiều. Có Tiểu Long ở đây, Lục Lâm Thiên không sợ chút chất độc này. Khuôn mặt thanh niên mặc hoa phục cũng tràn các sợi tơ đen, gã hét to một tiếng. Độc Sa Trưởng, kinh khí bá đạo, mùi gai mũi. Trưởng vỗ ra. Trưởng ấn đè ép không gian làm dòng không khí rít gào. Đám người vây xem cảm thấy tim đập nhanh, lực lượng cuồng bạo thoáng chốc đè xuống. Mắt Lục Lâm Thiên lạnh băng. Đến đây. Lục Lâm Thiên biết thanh niên mặc hoa phục sắp sốc hết sức, hắn gầm lên, chân khí bộc phát từ cơ thể hắn dựng màn nước khổng lồ trước mặt. Cùng lúc đó, vạt áo xanh không gió tự bay, khí thế tăng vọt, màn nước trước mặt Lục Lâm Thiên xoay tròn. Màn nước xoay tít bắn giọt nước tung tóe,
nó như áng mây khổng lồ hóa thành sóng nước to trăm thước. Uy thế mạnh hơn cả thanh niên mặc hoa phục lan tràn bốn phía. Đây là vũ kỹ gì? Mạnh quá! Là vũ kỹ hoàng giai hay tinh giai cao giai? Đám người phi linh môn trợn mắt há hốc mồm nhìn Lục Lâm Thiên ngưng tụ vòng xoáy nước khổng lồ trên bầu trời. Đệ tử phi linh môn chỉ tu luyện vũ kỹ thần giai, chỉ đệ tử thân truyền được tu luyện tinh giai, hơn nữa là vũ kỹ tinh giai đê giai. Bọn họ chưa từng thấy vũ kỹ nào mạnh mẽ như vậy. Xoẹt! Trường ấn màu đen của thanh niên mặc hoa phục giáng xuống nước xoáy, chấn sóng nước lắc lư sắp tán đi. Lục Lâm Thiên đẩy thủ ấn. Nộ hải cuồng khiếu, bảo. Chân khí lại bùng nổ, vòng xoáy xoay tít chợt co bóp đầy thiết tấu như đang uốn những cái gì. Bùm bùm bùm. Tiếng nổ quanh quẩn trong sân, vòng xoáy to lớn nổ tung, bọt nước bắn ra bao phủ phạm vi mấy trăm thước rồi tan biến giữa hư không. Lực lượng cuồng bạo xới tung mặt đất, tùy thời tan biến. Một bóng người bị đánh văng ra xa hơn chục thước té cái bịch xuống đất, miệng hộc máu, là thanh niên mặc hoa phục. Lục Lâm Thiên thụt lùi mấy bước, huyết khí sôi trào. Nếu không nhờ lực phòng ngự cường đại của thân thể thì mới rồi Lục Lâm Thiên đã bị thương. Thanh niên mặc hoa phục là vũ sư nhất trọng mạnh hơn Lục Lâm Thiên nhiều. Đệ tử phi linh môn giật mình nhìn, không nói nên lời. Đệ tử trưởng môn mới nhận thật là quá mạnh. Chết đi. Lục Lâm Thiên biến mất tại chỗ, xông tới hướng thanh niên mặc hoa phục bị thương nặng. Nếu Lục Lâm Thiên giết thanh niên mặc hoa phục thì La Sát Môn sẽ nổi giận, lúc đó phi linh môn tàn đời. Hoàng Hải Ba và Chu Ngọc Hậu khó thoát khỏi La Sát Môn trả thù. Dừng tay. Một bóng người lao nhanh ra đáp xuống cạnh thanh niên mặc hoa phục, vầng sáng lam bao bọc toàn thân. Lục Lâm Thiên thu về thế công. Hoàng Hải Ba. Người đến là Hoàng Hải Ba, trưởng lão phi linh môn. Hoàng Hải Ba lạnh lùng nhìn Lục Lâm Thiên. Người muốn làm gì? Lục Lâm Thiên hét to. Hoàng trưởng lão, La Sát Môn tìm đến tận cửa kiếm chuyện. Chẳng lẽ không nên dạy cho bọn họ bài học sao? Muốn tất cả người phi linh môn chúng ta làm con rùa rút đầu sao? Dù chúng ta không đủ mạnh nhưng có thể liều mạng, còn hơn uất ức mặc người khi dễ, nhục nhã. Lục Lâm Thiên cố ý nói to cho đệ tử phi linh môn nghe thấy. Quả nhiên đám đệ tử bình thường la lên. Cho người La Sát Môn biết mùi đi, làm thịt nó. Phi linh môn chúng ta không dễ bị ăn hiếp. Hôm nay khó khăn lắm mới thấy người La Sát Môn bị đánh, làm bọn họ hết giận, thường có nhiều đệ tử phi linh môn bị ăn hiếp. Chu Ngọc Hậu bước ra. Lùi xuống hết, nếu không sẽ chịu phạt môn quy. Trịnh Anh cũng đến, nàng ngạc nhiên nhìn Lục Lâm Thiên, mới rồi nàng có thấy cảnh chiến đấu. Đám đệ tử bình thường của phi linh môn nhìn hoàng trưởng lão lại quay sang ngó Lục Lâm Thiên, e ngại môn quy nên đành ủ rũ lui xuống. Hình phạt môn quy không dễ chịu. Nhiều đệ tử La Sát Môn nâng thanh niên mặc hoa phục dậy, nói với đám người hoàng trưởng lão. Phi linh môn các người thật to gan, dám làm bị thương tam sư huynh chúng ta, La Sát Môn sẽ không tha cho các ngươi. Trịnh Anh chừng đám người La Sát Môn, nhướng mày nói. Mang người của các ngươi cút mau, không thì ta sẽ không khách sáo với các ngươi. Trưởng lão phi linh môn đã nói đến thế thì đám người La Sát Môn nghẹn lời, cộng với vừa rồi bị chèn ép sĩ khí. Bọn họ hung tợn trừng mắt dọa Lục Lâm Thiên và đám đệ tử phi linh môn, sau đó dìu thanh niên mặc hoa phục hốt hoảng chạy đi. Lục Tâm Đồng tới bên cạnh Lục Lâm Thiên, hỏi. Ca ca có sao không? Cảnh tượng vừa rồi làm Lục Tâm Đồng rất rung động, từ giây phút này trong đầu Lục Tâm Đồng chỉ có một ước muốn là về sau sẽ trở thành cường giả giống như ca ca. Lục Lâm Thiên dắt tay Lục Tâm Đồng, nói. Ta không sao. Hoàng Hải Ba nhìn Lục Lâm Thiên, lạnh lùng hỏi. Ngươi tên là gì, sốt cuộc là ai? Lục Lâm Thiên lạnh nhạt nói. Hoàng trưởng lão, đệ tử tên Lục Lâm Thiên, là đệ tử sư phụ mới nhận, vừa nãy nói rồi. Chu Ngọc Hậu quát to. Nực cười, ngươi vừa thi triển vũ kỹ không phải của phi linh môn ta, còn dám nói là đệ tử được trưởng môn thu. Lục Tâm Đồng ngước lên nói. Hai vị trưởng lão, ca ca thật sự là đệ tử do phụ thân thu, Tâm Đồng chính mắt thấy. Phụ thân kêu ca ca chăm sóc cho Tâm Đồng. Trịnh Anh góp lời. Hai vị sư huynh, Tâm Đồng đã nói vậy thì sẽ không sai. Trịnh Anh hỏi Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên, trước kia ngươi thuộc môn phái nào? Ngươi vừa thi triển vũ kỹ là sư huynh dạy cho ngươi hay trước kia tự học? Trịnh trưởng lão, đệ tử tên Lục Lâm Thiên, vừa mới thi triển vũ kỹ là trước kia vô tình học được,
không môn không phái. Tình cờ gặp sư phụ trong sơn mạch Vũ Đô, sư phụ nói tư chất của ta thượng thưa, là kỳ tài tu luyện hiếm có nên kiên quyết nhận ta làm đồ đệ, cho nên ta bái sư. Ai ngờ sau đó sư phụ. Lục Lâm Thiên thở dài, lòng cũng thầm cảm thán. Lục Lâm Thiên định giết thanh niên mặc hoa phục nhưng Hoàng Hải Ba đột nhiên xuất hiện phá hỏng mọi kế hoạch của hắn. Nghe Lục Lâm Thiên tự biên tự diễn làm Lục Tâm Đồng phì cười. Ngươi là đệ tử do sư huynh nhận, tất nhiên là đệ tử của Phi Linh Môn rất hiếu cộng với sư phụ của ngươi. Trịnh Anh khẽ thở dài. Sau này ngươi bớt chọc vào rắc rối đi, không phải Phi Linh Môn chúng ta mặc người ăn hiếp mà chỉ vì chúng ta quá yếu, có gì sơ sẩy là Phi Linh Môn sẽ gặp họa mất. Lục Lâm Thiên nói. Đệ tử biết. Lục Lâm Thiên công nhận đúng là Phi Linh Môn yếu xìu, có thể cắm rễ ở biên giới cổ vực mà chưa bị tiêu diệt đã là kỳ tích. Trịnh Anh nói với 10 đệ tử thân truyền khác. Lui ra hết đi. Trong mắt Trịnh Anh tràn ngập cô đơn. Mọi người tán đi. Trương Minh Đào đến gần Lục Lâm Thiên. Sư đệ mạnh quá, người La Sát Môn cũng không đánh lại sư đệ. Lục Tâm Đồng ngửa đầu, ánh mắt kiên cường nói. Ca ca đương nhiên lợi hại, sau này Tâm Đồng lớn lên cũng phải giỏi như ca ca. Lục Lâm Thiên nói với Trương Minh Đào. Sau này chúng ta phải hết sức cẩn thận. Lục Lâm Thiên vừa phô bày thực lực e rằng sẽ gây chú ý với Hoàng Hải Ba, Chu Ngọc Hậu, không dễ đối phó hai người này. Trương Minh Đào nói. Ta sẽ âm thầm điều tra là kẻ nào giết sư phụ. Hai người quay về chỗ ở, bên ngoài có nhiều đệ tử bình thường chờ sẵn, thấy Trương Minh Đào và Lục Lâm Thiên thì chạy tới, hưng phấn líu díu. Sư huynh! Chào sư huynh! Trương Minh Đào kinh ngạc hỏi. Sao các người đến đây? Một tên mập đầu chọc chen lấn lên trên. Chúng ta đến thăm sư huynh, không biết tên của vị sư huynh này là gì. Lục Lâm Thiên có chút ấn tượng với tên mập đầu chọc, ban đầu là gã la lớn giọng nhất. Trương Minh Đào cười nói. Sau này các người kêu tiểu sư huynh là được. Đám đệ tử bình thường đồng thanh kêu lên. Chào tiểu sư huynh. Tuy Lục Lâm Thiên đến Phi Linh Môn chưa được một ngày nhưng ở trong lòng các đệ tử bình thường đã xem hắn như người trong nhà. Tôn sùng hắn từ tận đáy lòng. Nhiều năm qua lần đầu tiên có người dám dạy dỗ La Sát Môn. Lục Lâm Thiên mỉm cười nói. Mọi người không cần đa lễ. Lần này Lục Lâm Thiên ngoài ý muốn được chút địa vị trong lòng đám đệ tử bình thường. Tiểu sư huynh mới thi triển vũ kỹ là đẳng cấp gì? Tinh cấp cao giai sao? Tiếc rằng hoàng trưởng lão xen vào, nếu không đã cho người La Sát Môn bài học nhớ đời, làm thịt nó. Tiểu sư huynh lợi hại nhất, đánh bại được người La Sát Môn, chắc là vũ sư. Đám người lao nhao bàn tán, vẻ mặt hưng phấn như thể mới rồi là bọn họ ra tay chút giận. Một thanh niên gầy gò bối rối chạy tới, sốt ruột nói. Nguy rồi, Tôn Nguyên sắp không chống nổi, bị thương quá nặng. Trương Minh Đào nóng nảy. Cái gì, để ta đi xem. Đám người kéo nhau chạy đi. Không lâu sau Lục Lâm Thiên đi theo đoàn người vượt qua mấy con đường lát đá đến dãy kiến trúc khác, đại điện đã cũ kỹ. Trong một gian phòng có khoảng 10 thanh niên luống cuống tay chân đứng trong phòng. Trên chiếc giường rộng rãi có 5 thanh niên mặt trắng bệch, hơi thở yếu ớt. Thanh niên bên trái đã hôn mê. Đám thanh niên khỏe mạnh thấy Trương Minh Đào đến thì kêu lên. Đại sư huynh, Tôn Nguyên không chống nổi nữa rồi, hắn bị thương quá nặng. Lục Lâm Thiên nhìn 5 thanh niên trên giường, là mấy người bị La Sát Môn đánh. Vết thương rất nặng, người La Sát Môn đúng là không nương tay chút nào. Trương Minh Đào sắc mặt âm trầm chạy nhanh tới gần người bên trái kiểm tra, mở miệng nói. Vết thương quá nặng, bó tay rồi. La Sát Môn chết tiệt, khốn nạn. Đám người biểu tình trầm trọng, đại sư huynh chịu thua thì bọn họ cũng bó tay. Mau đi tìm trưởng lão, không chừng trưởng lão sẽ có cách. Miễn đi, nhóm hoàng trưởng lão mặc kệ chúng ta chết sống, dù sao không phải đệ tử thân truyền. Đám người chen chúc trong phòng ồn ào, ai cũng bất lực. Lục Lâm Thiên nhíu mày nói. Để ta xem thử. Đám đệ tử Phi Linh Môn thật là trẻ mồ côi không ai thương, cũng tội. Đám người lập tức tránh ra một con đường. Mời tiểu sư huynh. Lục Lâm Thiên đến gần thanh niên nằm bên tay trái bị thương nặng nhất, cẩn thận kiểm tra. Lục Lâm Thiên nâng thanh niên đang hôn mê dậy, chân khí chậm rãi rót vào lưng thanh niên. Một lát sau bụng thanh niên co rút, phun ra búng máu đen. Phụt! Thanh niên từ từ tỉnh dậy.
Lục Lâm Thiên nhét viên đan dược trị thương nhị phẩm vào miệng thanh niên. Đừng nói chuyện, nuốt đan dược xuống, tập trung trị thương, khoảng 10 ngày nửa tháng là khỏe. Mọi người mừng rỡ reo lên. Tỉnh rồi, tiểu sư huynh giỏi quá. Cùng là sư huynh đệ bơ vơ thường tình cảm sẽ rất tốt, thấy thanh niên khỏe thì bọn họ rất mừng. Lục Lâm Thiên nhìn bọn họ, thầm cảm thán. Nếu ở trong đại môn đại phái thì tình cảm sư huynh đệ cũng không tốt như vậy. Trong đại môn đại phái vì ích lợi, tương lai, sư huynh đệ đấu đá với nhau, ít có mối quan hệ tốt đẹp. Trong phi linh môn này không có gì, toàn là đệ tử mồ côi nhưng có tình bạn chân thành nhất. Hèn gì kiếp trước có người bảo nam nhân là phải cùng nhau vác súng, cùng đi phố đèn đỏ, có như thế tình cảm mới chân thành. Lục Lâm Thiên móc ra 4 viên đan dược trị thương nhị phẩm khác cho 4 đệ tử bị thương nặng ăn. Các người cũng nuốt 1 viên đan dược, điều tức vài ngày thì sẽ khỏe. Đan dược nhị phẩm, là đan dược nhị phẩm. Đám đệ tử phi linh môn ngạc nhiên trợn mắt há hốc mồm. Trong mắt Lục Lâm Thiên bây giờ thì đan dược nhị phẩm không là gì, nhưng với đệ tử phi linh môn thì khác. Trong phi linh môn đừng nói đan dược nhị phẩm, bọn họ thậm chí chưa từng dùng đan dược nhất phẩm. 1 viên đan dược nhị phẩm giá trị mấy trăm kim tệ, một con số quá lớn với các đệ tử phi linh môn. Bọn họ không có nguồn kinh tế, không thể mua đan dược được. Trương Minh Đào ngạc nhiên nhìn Lục Lâm Thiên lấy ra đan dược nhị phẩm, gã là đại đệ tử phi linh môn, từ lúc nhập môn đến bây giờ chỉ dùng qua 2 viên đan dược nhất phẩm. Lục Lâm Thiên cười cười dắt tay Lục Tâm Đồng về chỗ ở. Hoàng hôn, một nữ đệ tử đến chơi. Lục Tâm Đồng chào hỏi. Tân Kỳ tỷ tỷ, Tâm Đồng. Nữ đệ tử nắm tay Lục Tâm Đồng hỏi. Tâm Đồng đã ăn gì chưa? Lục Tâm Đồng trả lời. Chưa, ca ca đang định làm. Lục Lâm Thiên quan sát nữ đệ tử, hắn đã gặp nàng trong đại điện, là đại đệ tử của Trịnh Anh. Cung trang xanh nhạt, mặt mày không tinh xảo nhưng nhìn mắt mắt, miệng nhỏ mắt to, có 2 lúm đồng tiền. Cung trang vẽ ra đường cong nhấp nhô, khí chất hiền hòa như tỷ tỷ nhà bên. Nữ đệ tử nhìn Lục Lâm Thiên, tò mò hỏi. Ngươi thật sự là đệ tử trưởng môn sư bá nhận. Ban ngày nữ đệ tử có trông thấy Lục Lâm Thiên đánh nhau. Lục Lâm Thiên mỉm cười nói. Nàng thấy sao, chẳng lẽ có chuyện nhận bậy sư phụ? Nữ đệ tử sửng sốt. Cũng đúng. Nữ đệ tử nói tiếp. Ta tên Phương Tân Kỳ, sau này gọi ta là Lục Sư Tỷ đi, thời gian ta nhập môn xếp thứ 6. Lam bà đã chết, sư phụ kêu ta đến chăm sóc Tâm Đồng, sau này ta cũng ở đây. Lục Lâm Thiên khẽ ừ. Ừm. Lục Lâm Thiên đang suy nghĩ nên dàn xếp Lục Tâm Đồng như thế nào, có Phương Tân Kỳ chăm sóc tiểu cô nương thì hắn không cần lo. Lục Tâm Đồng chớp mắt hỏi. Thật không Tân Kỳ tỷ tỷ? Phương Tân Kỳ nói. Thật, sau này Tân Kỳ tỷ tỷ sẽ chăm sóc Tâm Đồng thật tốt. Lục Lâm Thiên nói. Lục sư tỷ đến vừa lúc, làm chút đồ ăn cho Tâm Đồng đi, ta đi tu luyện. Nói xong Lục Lâm Thiên trở về phòng mình. Trương Minh Đào đã dọn dẹp một căn phòng cho hắn, gần thác nước sau núi, Lục Lâm Thiên rất thích. Lục Lâm Thiên ngồi xếp bằng trên giường, hắn thẫn thờ nghĩ vẩn vơ. Sợ là hắn sẽ phải ở lại phi linh môn, không có chỗ đặt chân nào khác, huống chi Lục Lâm Thiên đã đồng ý sẽ báo thù cho phụ thân của Lục Tâm Đồng. Nếu ở lại phi linh môn sẽ có nguy hiểm, Hoàng Hải Ba, Chu Ngọc Hậu là hung thủ giết Lục Thanh thì sẽ có thật giật mình ra tay xử luôn Lục Lâm Thiên, hắn cần cảnh giác. Tiểu Long bò ra khỏi tay áo Lục Lâm Thiên, ngước đầu nhìn hắn. Xèo xèo. Tiểu Long tò mò nhìn Lục Lâm Thiên ngây người, mắt nhỏ xoe tròn. Lục Lâm Thiên vuốt ve Tiểu Long, nói. Sau này nếu người buồn thì ra sau núi chơi, nhưng cẩn thận chút. Thực lực như Tiểu Long sẽ không gặp nguy hiểm khi ở quanh đây, mỗi ngày giấu nó trong tay áo cũng tội. Nhưng để Tiểu Long xuất hiện trước mặt người ngoài thì Lục Lâm Thiên lo có người nhận ra thân phận của nó. Tiểu Long co duỗi lưỡi, nhẹ gật đầu. Xèo xèo. Bộ dạng Tiểu Long như nghe hiểu lời Lục Lâm Thiên, rất đáng yêu. Tiếp tục tu luyện. Lục Lâm Thiên ngồi xếp bằng chậm rãi tu luyện, trong phi linh môn không quá an toàn nên hắn không lấy linh ngọc sàng ra. Một lát sau, Lục Lâm Thiên tiến vào trạng thái tu luyện, linh hồn thần dịch trong đầu còn một chút chưa luyện hóa xong. Đẳng cấp linh lực của Lục Lâm Thiên cách linh sĩ bát trọng trung kỳ không còn xa. Vầng sáng trong suốt bao phủ Lục Lâm Thiên, hắn chìm trong tu luyện, thời gian chậm rãi trôi qua. Ban đêm, ánh trăng nhạt rắc xuống mặt đất,
dưới ánh trăng mờ tối, một bóng người rời khỏi Phi Linh Môn, chớp mắt biến mất. Trong một khu rừng rậm rạp, một bóng người nhảy lên mấy lần chui vào trong rừng. Bóng người vào rừng cây, lại một bóng đen khác xuất hiện. Làm sao rồi, đã tìm thấy trưởng môn ấn phù chưa? Không, trên người của hắn không có trưởng môn ấn phù, nữ nhi của trưởng môn quay về, có vẻ cũng không mang theo. Vậy trưởng môn ấn phù đi đâu? Nghe nói không có trưởng môn ấn phù thì không mở mật thất ra được. Đúng vậy, trưởng môn ấn phù là mấu chốt, nếu không có chìa khóa thì vô dụng. Nhưng có một tiểu quỷ bỗng dưng xuất hiện, nói là đệ tử Lục Thanh vừa nhận, ta nghi ngờ trưởng môn ấn phù ở trên người hắn. Bóng đen nhíu mày hỏi. Hôm nay trong môn phái của ngươi có người đánh đệ tử môn ta, là người kia sao? Đúng rồi, tiểu tử đó lai lịch kỳ lạ, thi triển vũ kỹ hoàng giai. Vũ kỹ cao nhất Phi Linh Môn cũng không đến hoàng giai, tiểu tử này không giống là đệ tử của Lục Thanh. Vậy giết hắn là xong. Khó, sư muội của ta đã hơi nghi ngờ, và sư muội cũng giữ chìa khóa. Cộng với nếu tiểu tử kia có trưởng môn ấn phù chắc chắn sẽ giấu đi, giết hắn rồi càng khó tìm hơn. Vậy ngươi tìm cách đi, phải tìm ra trưởng môn ấn phù, cố gắng nhanh lên. Biết rồi, nhưng trong thời gian này kêu người trong môn của ngươi ít đến Phi Linh Môn kiếm chuyện đi, tránh cho tiểu tử kia xuất hiện chuyện gì ngoài ý muốn. Biết rồi, tiểu tử đó dám bị thương người trong môn của ta, nhớ giữ mạng hắn lại cho ta. Bóng đen tung người biến mất. Chỉ còn lại một người đứng tại chỗ, chốc lát sau cũng xoay người quay về Phi Linh Môn. Một đêm qua đi, chân trời phía đông lộ ra tia sáng, trong Phi Linh Sơn ríu rít tiếng chim hót. Lúc này toàn bộ Phi Linh Sơn bao phủ trong ánh ban mai dịu dàng. Mùi thơm theo làn gió bay ra từ rừng cây. Khi tia ban mai thứ nhất bắn xuyên qua sương mù, sắc trời sáng rực. Một đêm đã qua, nắng sớm bình yên nhẹ nhàng, không nóng cháy ồn ào, khiến người tĩnh tâm, vui vẻ thoải mái. Chân trời có mấy ngôi sao nép mình vào màn trời. Lục Lâm Thiên tu luyện cả đêm, hắn thở hắt ra. Phù! Lúc này linh hồn thần dịch trong đầu Lục Lâm Thiên đã bị luyện hóa hết, đẳng cấp linh lực đúng như hắn dự tính, chỉ đến trung kỳ linh sĩ bát trọng là cùng, cách linh sĩ cửu trọng còn xa. Lần đầu tiên dùng 1/10 linh hồn thần dịch, Lục Lâm Thiên đột phá 4 tầng, lần này chỉ đột phá 2 tầng. Lục Lâm Thiên phỏng chừng nếu hắn lại dùng 1/10 linh hồn thần dịch vậy chỉ đủ để đột phá 1 tầng linh sư. Lục Lâm Thiên chỉ vừa luyện hóa linh hồn thần dịch không lâu, nếu lại tiếp tục thì bây giờ không phải lúc tốt nhất. Lục Lâm Thiên quyết định đột phá đẳng cấp vũ giả đến đỉnh vũ sĩ cửu trọng rồi tính tiếp, khi đó lại sử dụng linh hồn thần dịch sẽ một hơi đột phá vũ giả và linh sư. Bên ngoài phòng vọng vào giọng Lục Tâm Đồng non nớt. Ca ca tỉnh chưa, dậy ăn sáng thôi. Lục Lâm Thiên mở cửa phòng. Tâm Đồng dậy sớm thật, hôm nay muội rất xinh. Lục Tâm Đồng mặc váy hồng sạch sẽ, cột tóc đen nhánh, dưới hàng lông mày là đôi mắt đen láy trong suốt, rèm mi dài trang sức đôi mắt đẹp như hai hạt nho thủy tinh, khuôn mặt trẻ con, thật là tiểu mỹ nhân bại hoại trong tương lai. Lục Tâm Đồng cười ngại ngùng. Xinh thật không? Lục Tâm Đồng kéo tay Lục Lâm Thiên đi hướng đại sảnh, tiểu cô nương tung tăng như bươm bướm rất đáng yêu. Trong sảnh, Phương Tân Kỳ mời Lục Lâm Thiên. Tiểu sư đệ, ăn bữa sáng đi. Trên bàn bày nhiều đồ ăn nhưng toàn là thanh đạm, Phi Linh Môn không có nhiều tiền để ăn món mặn. Lục Lâm Thiên ngồi xuống, khách sáo nói. Đa tạ sư tỷ. Lục Lâm Thiên nếm tay nghề của Phương Tân Kỳ, nấu khá ngon. Lục Lâm Thiên khen. Rất ngon, rất khá. Phương Tân Kỳ mỉm cười nói. Thấy ngon thì ăn nhiều chút. Phương Tân Kỳ cố ý vô tình liếc trộm Lục Lâm Thiên. Phương Tân Kỳ hỏi. Tiểu sư đệ học vũ kỹ từ đâu vậy? Uy lực rất mạnh. Lục Lâm Thiên đáp. Trước kia vô tình học được, tạm tạm, đệ cũng rất vừa lòng. Phương Tân Kỳ tò mò hỏi. Tỷ nghe nói hôm qua sư đệ một hơi lấy ra nhiều đan dược nhị phẩm, không biết trước kia sư đệ làm cái gì? Buổi chiều Lục Lâm Thiên lấy 5 viên đan dược nhị phẩm ra mà không chớp mắt cái nào, chuyện này đã đồn khắp đệ tử Phi Linh Môn. Lục Lâm Thiên trả lời. Trước khi gặp sư phụ thì đệ luôn tìm dược liệu trong sơn mạch vũ đô để bán, khá là may mắn, mỗi lần đều tìm được nhiều dược liệu. Phương Tân Kỳ kinh ngạc hỏi. Sơn mạch vũ đô, sư tỷ nghe nói chỗ đó rất nguy hiểm, tiểu sư đệ dám đi một mình. Cũng không có gì, cẩn thận chút là được. Lục Lâm Thiên ăn sáng xong, nói.
đệ muốn ra ngoài một chuyến, xin giao tâm đồng cho Lục sư tỷ. Phương Tân Kỳ nói, không thành vấn đề, bên ngoài hơi lộn xộn nhưng với thực lực của tiểu sư đệ chắc không gặp nguy hiểm gì, tuy nhiên cẩn thận thì hơn. Lục Lâm Thiên nói, đệ biết, đa tạ sư tỷ quan tâm. Lục Lâm Thiên rời khỏi nơi ở. Dọc đường đi Lục Lâm Thiên gặp nhiều đệ tử phi linh môn bình thường, bọn họ tôn kính chào hắn. Kính chào tiểu sư huynh. Kính chào tiểu sư huynh. Lục Lâm Thiên nhẹ gật đầu, rất là bất đắc dĩ. Có vẻ hắn rất được hoan nghênh. Lục Lâm Thiên rời khỏi phi linh môn, đi thẳng tới trấn nhỏ gần nhất. Lục Lâm Thiên biết địa hình, thôn trấn bên này từ trong não Trương Minh Đào nên không cần hỏi thăm ai. Theo Lục Lâm Thiên biết trấn nhỏ tên trấn Hoa Môn, là trấn gần phi linh sơn nhất, số người khá đông và náo nhiệt. Trong trấn có cửa hàng buôn bán đan dược, binh khí, dược liệu nên là nơi vũ giả, linh giả tụ tập. Lục Lâm Thiên định mua một ít dược liệu mình thiếu, và tài liệu luyện chế khôi lỗi để sắp tới luyện chế thành huyết hồn ấn, cũng thử xem có thể luyện ra khôi lỗi đê giai không. Trong thời gian này Lục Lâm Thiên nghiên cứu cẩn thận mọi thứ ghi trong thiên linh lục của sư phụ Thánh Thủ Linh Tôn, cảm thấy đã hiểu rõ, hắn quyết định tự làm thử. Chờ khi luyện huyết hồn ấn thành công là Lục Lâm Thiên có thể điều khiển yêu thú, đây là thủ đoạn rất mạnh. Về khôi lỗi, nếu Lục Lâm Thiên luyện chế gần trăm khôi lỗi mang theo bên người thì dù đấu upsilon.ng phải cường giả cũng có thể lấy con rối đẻ người, hắn thì thừa dịp chạy trốn. Xèo xèo. Vừa ra khỏi phi linh môn thì Tiểu Long nhanh nhẹn bò lên vai Lục Lâm Thiên, ngẩng đầu nhỏ nhìn xung quanh. Ngẫu nhiên Tiểu Long cố ý phát ra hơi thở hù dã thú chim bay bốn phía run cầm cập. Lục Lâm Thiên ra lệnh Tiểu Long thu hơi thở về, tránh cho gây rắc rối. Tiểu Long càng lớn thì càng như con nít, rất là bướng bỉnh. Gần đây Tiểu Long không thích ở trong tay áo Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên vào trấn nhỏ, đám đông tới lui nhốn nháo. Lục Lâm Thiên xem xét đa phần là vũ giả, có cả người bình thường. Lục Lâm Thiên bất ngờ thấy hai linh giả đẳng cấp linh sĩ đi trên đường, mấy vũ giả đi theo sau hai người. Trong trấn có nhiều cửa hàng bán vũ khí, dược liệu, đan dược vân vân là ít nhất, đa số là cửa hàng bán y phục, đồ linh tinh. Tuy nhiên cửa hàng bán vũ khí, dược liệu, đan dược vân vân tụ lại một khu bên đường. Lục Lâm Thiên đi dạo một vòng trong thị trấn, vào cửa hàng bán y phục trước, hắn mua nhiều váy đẹp cho Lục Tâm Đồng. Lục Lâm Thiên đi cửa hàng bán dược liệu, đan dược, vũ khí lớn nhất con phố. Lục Lâm Thiên nhìn tấm biển. Tụ Bảo Môn. Cái tên như miếu thần tài. Một nhân viên lanh lẹ đi lên hỏi. Đại nhân cần mua gì? Lục Lâm Thiên bất ngờ nhìn nhân viên, tu vi vũ sĩ nhất trọng. Lục Lâm Thiên liệt kê. Ta muốn mua bỉ ngãn linh thảo, thông linh chi, tụ huyết linh chi, và thượng hảo tinh thiết, huyền tinh thạch. Không biết các người có không? Những thứ Lục Lâm Thiên liệt kê rất nhiều, toàn là vật cần thiết để tu luyện huyết hồn ấn, luyện chế khôi lỗi. Nhân viên sửng sốt. Có. Đương nhiên là có, mời đại nhân vào. Bỉ ngãn linh thảo, thông linh chi, tụ huyết linh chi toàn là thứ đắt tiền, đây là mối làm ăn lớn, một số vật phẩm khác cũng có giá trị không nhỏ. Nhân viên mời Lục Lâm Thiên vào trong, kêu một lão nhân 50 tuổi đến tiếp chuyện. Lão nhân 50 tuổi xem xét Lục Lâm Thiên. Vị tiểu ca này, ta là quản sự cửa hàng, tiểu ca muốn mua nhiều thứ, có nhiều món giá trị lớn, không biết. Lục Lâm Thiên chỉ khoảng 16. 7 tuổi, đống đồ hắn muốn mua cộng lại khoảng chục vạn kim tệ. Lão nhân nghi ngờ không biết thiếu niên này có đủ kim tệ không. Lục Lâm Thiên thản nhiên nói. Yên tâm, không quỵt nợ các người đâu. Hiện nay Lục Lâm Thiên không thiếu tiền, hắn có kho báu của Bạch Lang Dòng binh đoàn, được đến 50 vạn kim tệ. Những thứ khác tìm trong sơn mạch vụ đô cộng lại khoảng 10 vạn kim tệ. Nếu bán hết dược liệu, đan dược trong sơn mạch vụ đô cũng cỡ 10 vạn kim tệ nữa. Chủ yếu là trong túi không gian của đại đoàn trưởng Bạo Lang Dòng binh đoàn có nhiều đan dược, dược liệu. Lão nhân quản sự cười tâu toét. Vậy đại nhân chờ chút, ta đi chuẩn bị ngay cho đại nhân. Đây là mối làm ăn lớn hơn chục vạn kim tệ hiếm có trong tiệm, lão nhân quản sự thậm chí thay đổi cả xưng hô. Lục Lâm Thiên chờ trong nội đường một lúc sau có người bưng trà bánh lên chiêu đãi. Chốc lát sau lão nhân quản sự mang theo ba nhân viên mỗi người ôm cái bao to đến trước mặt Lục Lâm Thiên. Lão nhân quản sự cung kính nói. Đại nhân, đây là dược liệu, tài liệu đại nhân muốn. Đại nhân kiểm tra xem còn sót cái gì không.
Bỉ ngạn linh thảo, thông linh chi, tụ huyết linh chi, tinh thiết, huyền tinh thạch. Lục Lâm Thiên kiểm tra từng món, hắn không muốn đi lần thứ hai. Xác định đầy đủ rồi Lục Lâm Thiên nói. Đã đủ, tính tiền đi. Lão nhân quản sự nói ngay. Đại nhân, đã tính xong, tổng cộng 105.300 kim tệ, bỏ số lẻ còn chẵn 105.000 kim tệ. Lục Lâm Thiên sớm biết mấy thứ này không rẻ nhưng không ngờ tốn hết chục vạn kim tệ, thầm giật mình. Âm dương linh vũ quyết thật là đốt tiền, tu luyện khống thú thuật và khôi lỗi trong thiên linh lục cũng tiêu tiền. Lục Lâm Thiên nói. Nhiều vậy các người chỉ cho ta số lẻ sao? Ăn lời nhiều vậy, thôi thì tính 10 vạn kim tệ đi, 5.000 kim tệ xem như bớt giá, nếu được thì tốt, không thì ta đổi tiệm khác. Lão nhân quản sự khó xử. Đại nhân, cái này. Trừ đi 5.000 kim tệ là quá nhiều. Lục Lâm Thiên đứng dậy định đi. Không được sao, vậy ta đổi tiệm khác. Mua đồ giá trị 10 vạn kim tệ, Lục Lâm Thiên biết bên bán lời khá nhiều, dù trừ đi 5.000 kim tệ thì vẫn lời to. Nếu ở trong thiên bảo môn, Lục Lâm Thiên có thẻ khách quý thì được bớt hơn 2 vạn kim tệ, tiếc rằng trấn nhỏ không có thiên bảo môn. Lão nhân quản sự nói. Được rồi, coi như bớt giá cho đại nhân. Sau này đại nhân có gì cần xin lại ghé đến. Lão nhân quản sự thấy Lục Lâm Thiên định đi thì cắn răng đồng ý. Lục Lâm Thiên lấy mấy thẻ ngọc tinh ra. Đây, trên các thẻ giải rác số kim tệ cộng lại cũng đủ tiền. Lão nhân quản sự khá ngạc nhiên vì thiếu niên mang theo nhiều thẻ ngọc tinh đến vậy, không biết hắn có lai lịch gì. Liên tục cả 4 thẻ ngọc tinh mới đủ 10 vạn kim tệ, Lục Lâm Thiên bỏ hết tài liệu luyện chế khôi lỗi. Các dược liệu vào túi không gian, rời khỏi cửa hàng. Sau khi Lục Lâm Thiên đi, 4 bóng người ra khỏi tụ bảo môn, xa xa bám theo hắn. Mua xong mọi thứ cần thiết, Lục Lâm Thiên định về phi linh môn ngay, tìm chỗ yên lặng bế quan một đoạn thời gian xem có thể tu luyện huyết hồn ấn thành công để luyện chế khôi lỗi không. Nghĩ đến tu luyện huyết hồn ấn là Lục Lâm Thiên dùng mình. Rất khó tu luyện huyết hồn ấn, đầu tiên cần dùng máu của mình cộng mấy loại dược liệu luyện hóa thành đan. Tiếp theo luyện hóa, phụ trợ thêm linh hồn lực mới ngưng tụ thành ấn. Chỉ có tu luyện huyết hồn ấn mới đủ sức thi triển khống thú thuật khống chế yêu thú, tinh huyết phải rút từ cốt tủy của mình, có thể tưởng tượng nổi đau đó dữ dội cỡ nào. Lục Lâm Thiên rời khỏi trấn nhỏ, trên đường trở lại phi linh môn hiếm có bóng người. Lục Lâm Thiên đi ngang qua sơn cốc, lúc này là giữa trưa, mùa hè nóng cháy. Hoa cỏ dại bị mặt trời đốt khô, không khí nóng nực. Bầu trời xanh trong không áng mây, mặt trời nóng nướng cháy sơn cốc. Tảng đá bốc khói như mây như sương trong không trung, nhìn càng nóng hơn. Lục Lâm Thiên chợt nhướng cao mày, sắc mặt âm trầm, tiếp tục đi tới. Lát sau một tiếng quát vang lên sau lưng Lục Lâm Thiên. Đứng lại! Lục Lâm Thiên quay người lại. Bám theo lâu như vậy rốt cuộc chịu ra. 4 nam nhân theo dõi Lục Lâm Thiên khoảng 28-9 tuổi, người lớn tuổi nhất khoảng 30. Người lớn tuổi nhất mặc trường sam màu xanh, mặt có vết đao. Nam nhân mặt sẹo nhìn Lục Lâm Thiên. Tiểu tử, giao hết đồ trên người ra đây. Lục Lâm Thiên hỏi. Các ngươi là ai? Lục Lâm Thiên xem khí thế của 4 nam nhân thực lực kém nhất là vũ sĩ lục trọng, một vũ sĩ bát trọng, một vũ sĩ cửu trọng. Nam nhân mặt sẹo đến đẳng cấp vũ sư nhị trọng. Lục Lâm Thiên sớm biết có 4 người bám theo mình. Trong sơn mạch vũ đô luôn phải cảnh giác. Quan sát xung quanh. Lục Lâm Thiên thói quen cảnh giác từng giây từng phút, khi đi ra tụ bảo môn hắn phát hiện có người theo đuôi mình. Nam nhân tu vi vũ sĩ lục trọng lạnh lùng quát. Chúng ta là ai có cho ngươi biết cũng vô dụng, chỉ trách ngươi khoe tiền làm gì, chết đi. Bàn tay nam nhân vũ sĩ lục trọng ngưng tụ hỏa trưởng nóng cháy, vạn chân khí dưới chân nhanh như chớp lao hướng Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên cười nhạt. Hừ, xem coi ai chết. Ngay khi trưởng ấn nóng cháy của vũ sĩ lục trọng sắp đến gần thì Lục Lâm Thiên đạp đất, cong người, thân hình như cung tên kéo căng. Thớ thịt căng cứng, chân khí nóng bỏng bộc phát, tiếng năng lượng nổ giòn vang, Lục Lâm Thiên còn nắm tay ngưng tụ quyền ấn. Trên quyền ấn lóe tia lửa, hơi thở nóng cháy khuếch tán lao thẳng vào trưởng ấn. Nắm đấm chứa kình phong xé rách không khí, kình khí vô hình mang theo hơi nóng cháy va chạm mạnh với trưởng ấn lửa. Bùm bùm. Thanh âm trầm đỡ Upsilon, C vang lên từ vị trí lực lượng đỡ Upsilon.NG chạm. Lửa tứ tán, hơi thở nóng cháy tràn ra. Trong thời tiết nóng nực bốc khói xám đậm đặc như mây như khói.
Nắm đấm của Lục Lâm Thiên tuôn ra kình khí cường đại ập vào bàn tay vũ sĩ Lục Trọng, đè gã oằn người xuống, bàn tay vang tiếng xương gãy. Vũ sĩ Lục Trọng rú lên. A! À. Vẻ mặt Lục Lâm Thiên hờ hững nhanh chóng thò tay trái, thủ ấn thay đổi, năm chỉ ấn nóng rực ngưng tụ trên đầu ngón tay. Năng lượng chân khí bộc phát, năm chỉ ấn mạnh mẽ đâm vào nam nhân vũ sĩ Lục Trọng. Hỏa ảnh chỉ. Lục Lâm Thiên thi triển hỏa ảnh chỉ uy lực mạnh hơn lúc mới vào sơn mạch vũ đô nhiều, cộng với nam nhân chỉ có tu vi vũ sĩ Lục Trọng, bản thân hắn là đẳng cấp vũ sĩ bát trọng. Cách biệt hai tầng tu vi đó là chênh lệch cực lớn. Vù vù vù. Năm hỏa ảnh chỉ gần trong gang tấc chứa kình khí cường đại vô hình tạc nổ ngực nam nhân vũ sĩ Lục Trọng, đẩy gã lùi ra sau. Ngực nam nhân vũ sĩ Lục Trọng thủng năm cái lỗ chảy máu ròng ròng. Bùm. Tất cả diễn ra trong 2 giây, nam nhân vũ sĩ Lục Trọng giờ là cái xác nằm dưới đất. Ba người khác vẻ mặt kinh hoàng. Lục Lâm Thiên lạnh lùng nhìn xác chết dưới đất, với người muốn hại mình thì hắn không bao giờ buông tha. Từ xưa cá tính của Lục Lâm Thiên đã sát phạt dứt khoát. Cộng với tôi luyện trong sơn mạch vũ đô khiến hắn càng biết làm sao đối phó kẻ thù. Lục Lâm Thiên không giấu khí thế tuôn ra từ thân thể, nam nhân mặt sẹo vũ sư nhị trọng kinh ngạc kêu lên. Vũ sĩ bát trọng. Hai nam nhân đứng bên cạnh nét mặt xa sầm, chỉ chớp đã chết một đồng bạn. Người Lục Lâm Thiên toát ra khí thế xen lẫn sát khí sắc bén như đao quang. Người chưa trải qua lửa máu tôi luyện thì không có loại khí thế sắc bén này. Thiếu niên áo xanh chắc chắn không đơn giản như bề ngoài của hắn. Nam nhân tu vi vũ sĩ bát trọng quá to. Không ngờ có chút công phu, để mạng lại. Đồng bạn bị giết khiến nam nhân vũ sĩ bát trọng rất tức giận, tay cầm cây gậy sắt màu xanh, một đầu nhọn, một đầu dẹp tựa như loan đao lóe tia sắc lạnh. Vũ khí rút ra từ tay nam nhân vũ sĩ bát trọng, khí thế mạnh mẽ xé rách không khí. Đá vụn trong sơn cốc bị hất bay lên, chân khí thuộc tính thổ bộc phát. Nam nhân vũ sĩ bát trọng vọt hướng Lục Lâm Thiên. Nam nhân vũ sĩ cửu trọng, nam nhân mặt sẹo vũ sư nhị trọng cũng lao vào Lục Lâm Thiên. Chân khí cuồng bạo, bọn họ định vây công Lục Lâm Thiên, không chút nương tay. Có thể thấy được ba người quen làm nghề chặn đường cướp bóc nhiều lần, chỉ mong nhanh chóng giết đối thủ, không có đạo nghĩa gì hết. Sắc mặt Lục Lâm Thiên âm trầm, trong tình huống nguy cấp vẫn không hốt hoảng. Mấy người này chưa đủ sức làm khó được Lục Lâm Thiên. Chỗ này không bóng người, hắn có thể thoải mái bộc lộ thực lực. Lục Lâm Thiên hừ lạnh một tiếng. Cùng nhau lên vậy cùng chịu chết đi. Chân khí hùng dũng như nước lũ xuyên qua kinh mạch rộng, thủ ấn nhanh nhẹn. Thanh linh khải giáp. Chớp mắt người Lục Lâm Thiên phủ lớp không gian vảy vàng nhạt trông rất thần dị, khí thế tăng vọt. Cùng thực lực tu vi vũ sĩ bát trọng nhưng Lục Lâm Thiên phát ra khí thế mạnh hơn đối thủ nhiều. Nếu so sánh khí thế của nam nhân vũ sĩ bát trọng tựa mưa rào thì khí thế trên người Lục Lâm Thiên là mưa to. Tất cả là vì kinh mạch trong người Lục Lâm Thiên rộng dày hơn người cùng tu vi, chân khí chuyển động nhanh hơn, mạnh hơn, khí thế cường đại hơn nhiều. Cùng một đòn công kích, Lục Lâm Thiên vận dụng thì có uy lực lớn hơn rất nhiều. Thanh linh khải giáp bao quanh thân Lục Lâm Thiên, khi ba đối thủ kinh ngạc thì phút giây đó hắn vung trường. Trường ấn màu vàng đất ngưng tụ, chân dẫm mạnh xuống đất. Năng lượng chân khí vàng đất tuôn ra từ bàn chân Lục Lâm Thiên, chân khí cường đại dao động thành lực đẩy mạnh mẽ khiến Lục Lâm Thiên hóa thành bóng đen vọt hướng vũ sĩ bát trọng. Vũ sĩ bát trọng cầm vũ khí kinh ngạc kêu lên. Vũ giả song hệ. Chân khí rót vào vũ khí nhiều hơn, vũ khí lóe ánh sáng sắc bén rạch phá không khí, kình khí rít gào đâm mạnh vào Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên ở giữa không trung vẻ mặt hờ hững nhìn quang nhận sắc bén đâm tới gần, người chợt lóe. Ngực hắn chỉ trong tích tắc né thoát quang nhận, rồi huy động trưởng ấn công kích nam nhân vũ sĩ bát trọng. Biểu tình nam nhân vũ sĩ bát trọng giật mình, gã không ngờ tốc độ của đối thủ mau vậy. Vũ sĩ bát trọng dựng hộ thân cương quyển vàng đất quanh thân, vội vàng vỗ trưởng nghênh đón Lục Lâm Thiên. Trưởng ấn ngưng tụ ẩn chứa kình khí hùng hồn đánh tan dòng không khí. Nhưng lúc này mắt Lục Lâm Thiên bắn tia sắc bén, lù lù bất động, người không dịch chuyển một ly. Lục Lâm Thiên mặc kệ trưởng đập trúng vai mình, trưởng ấn của hắn vỗ vào ốc ngực nam nhân vũ sĩ bát trọng. Trưởng ấn phá hộ thân cương quyển của nam nhân vũ sĩ bát trọng, kinh khí cường đại từ trưởng ấn ấp xuống. Bùm bùm bùm, thanh âm như sấm vang vọng trong sơn cốc, nam nhân vũ sĩ bát trọng phun búng máu, bị đánh bay xuống dưới đập mạnh vào khối đá to trong sơn cốc, đá nứt ra. Tất cả nói thì dài nhưng chỉ xảy ra trong 2 giây.
Lục Lâm Thiên dựa vào thanh linh khải giáp, cơ thể mạnh mẽ trực tiếp va chạm với trưởng lực từ vũ sĩ bát trọng. Đúng như dự đoán, trưởng của đối thủ trừ khiến ngực Lục Lâm Thiên sôi trào máu ra không tạo thành vết thương gì. Quyền ấn của nam nhân vũ sĩ cửu trọng phá mở không gian oanh thẳng vào lưng Lục Lâm Thiên, đã gần trong gang tấc. Tiểu tử chết đi. Lục Lâm Thiên sớm tính toán hết mọi thứ. Ba người cùng công kích, Lục Lâm Thiên bị vây công phải cùng lúc đánh với cả ba. Lục Lâm Thiên cảm giác lực lượng cường đại ập đến từ sau lưng còn một khoảng ngắn, kình phong làm lưng hắn tê dại. Tu vi vũ sĩ cửu trọng mạnh hơn vũ sĩ bát trọng nhiều. Lục Lâm Thiên không quay đầu lại, phất tay áo, ánh sáng vàng bắn ra. Lục Lâm Thiên vào tới trước nghênh đón trưởng của vũ sư nhị trọng. Trưởng của vũ sư nhị trọng vỗ xuống đầu Lục Lâm Thiên làm ra đầu hắn tê dại, tóc thổi rối tung. Tốc độ của Lục Lâm Thiên làm vũ sư nhị trọng rất ngạc nhiên, sắc mặt càng âm trầm. Vũ sư nhị trọng không cho Lục Lâm Thiên có thời gian thở dốc, nhanh như chớp vọt lên. Vũ sư nhị trọng bỗng cầm thanh trường kiếm đen nhạt, thân kiếm trắng tinh. Kiếm quang vẽ thành đường cong kèm theo kình khí mạnh mẽ rạch dòng không khí thành hình quạt chặn kín không gian trước mặt Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên nhanh chóng thụt lùi, nhếch môi cười nhạt. Lục Lâm Thiên kết thủ ấn, linh lực xung quanh tụ tập, lực gió khủng bố đè ép không gian vặn vẹo, khí thế cường đại khuếch tán. Linh đao đỏ rực như lửa ngưng tụ lại, quanh thân đao không gian gợn sóng, tiếng gió rít sắc nhọn vang lên. Đao hồn chạm. Linh đao đỏ ngưng tụ trong tay Lục Lâm Thiên rạch dòng không khí quét ngang như thái sơn áp đỉnh, lực lượng cuồng bạo chém vào lưới kiếm quang đằng trước. Linh đao cắt phá hư không. Nhát đao chém khiến không gian chấn động. Kinh khí rít gào nổ đi đùng, đao quang giấy lên tàn ảnh mang theo uy thế kinh khủng, ánh sáng chói mắt bắn ra. Đẳng cấp linh giả của linh lực đã đến linh sĩ bát trọng, thi triển uy lực đao hồn chạm càng thêm khủng bố. Linh đao đỡ upsilon.ng phải kiếm quang của nam nhân mặt sẹo đâm thủng qua, không gian vặn vẹo, năng lượng bạo động. Tất cả vượt dự đoán của nam nhân mặt sẹo, đao quang khủng bố đã chém vào người gã. Xoẹt. Không có tiếng nổ năng lượng, chỉ có tiếng cắt đứt. Hộ thân cương quyển trước mặt nam nhân mặt sẹo nứt vỡ, lực lượng không gì sánh bằng khuếch tán, không gian xung quanh vặn vẹo. Nam nhân mặt sẹo bị xẻ đôi, máu tuôn ra, con ngươi nở to tràn đầy hoảng sợ. Đến đây thì nam nhân mặt sẹo biết đối phương là linh giả, vận dụng linh kỹ. Vù vù vù. Kiếm quang cuồng bạo bị đao quang xuyên thấu vẫn không dừng lại, tiếp tục chụp xuống Lục Lâm Thiên. Nhưng sau khi nam nhân mặt sẹo bị giết, kiếm quang hóa thành năng lượng tan biến trong không trung. Mặt Lục Lâm Thiên trắng bệch, thi triển đao hồn kỹ tiêu hao khá nhiều linh lực. A! À, cùng lúc đó, không trung phía trước vang tiếng hét thảm. Tiểu Long cắn cổ nam nhân vũ sĩ cửu trọng, thoáng chốc gã thành cái xác khô. Lục Lâm Thiên đi tới bên cạnh nam nhân vũ sĩ bát trọng té trên tảng đá to. Vẫn chưa chết sao? Nam nhân vũ sĩ bát trọng mặt trắng bệch. Khóe môi loang lổ vết máu, vẻ mặt kinh hoàng không nói nên lời, thở ra nhiều hít vào ít. Nam nhân vũ sĩ bát trọng kinh hoàng lắc đầu, vùng vẫy muốn thụt lùi nhưng gã không thể nhúc nhích. Nam nhân vũ sĩ bát trọng nằm mơ cũng không ngờ một thiếu niên nhìn mảnh khảnh thế mà thực lực khủng bố đến nhường này. Bọn họ đã nhìn lầm, người trong môn cũng đã lầm. Lục Lâm Thiên nhỏ giọng nói. Không chết thì tốt. Thủ ấn thay đổi, một chảo ấn chụp xuống đỉnh đầu vũ sĩ bát trọng. Lực lượng cắn nuốt tuôn ra. A! À, nam nhân vũ sĩ bát trọng phát ra tiếng rú cuối cùng, thoáng chốc ra trên người khô héo. Nửa phút sau nam nhân vũ sĩ bát trọng thành cái xác khô. Lục Lâm Thiên thu về thủ ấn, sắc mặt âm trầm nói. Tụ bảo môn, món nợ này về sau sẽ tính sổ. Lục Lâm Thiên vừa nuốt chân khí của nam nhân vũ sĩ bát trọng vừa tìm tòi trong đầu óc gã. Kẻ phái bốn nam nhân chặn giết Lục Lâm Thiên là do tụ bảo môn phái ra. Tuy tụ bảo môn là cửa hàng lớn nhất trong trấn nhưng sau lưng làm hành động chặn giết cướp bóc kiếm lời không vốn. Gặp người thực lực thấp, lộ tiền trong cửa hàng sẽ bị chặn giết ngay. Lục Lâm Thiên lần mò trong bốn cái xác, chỉ có nam nhân mặt sẹo là có một túi không gian. Lục Lâm Thiên nhỏ máu nhận chủ, trong túi không gian có vạn kim tệ, hơn 10 viên đan dược nhị phẩm và tạp vật, thu hoạch bình thường. Tiểu Long trướng to, há mồm nuốt bốn cái xác. Xèo xèo. Tiểu Long thu nhỏ người, lại xoay quanh trên vai Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên vuốt đầu Tiểu Long, nói. Chúng ta trở về thôi. Tiểu Long có duỗi lưỡi,
ngước đầu nhỏ làm nũng dụi vào cổ Lục Lâm Thiên. Xèo xèo. Một người một thú trở về Phi Linh Môn, Lục Lâm Thiên yêu cầu Tiểu Long buộc phải chui vào ống tay áo. Dọc đường đi, các đệ tử Phi Linh Môn bình thường tôn kính chào Lục Lâm Thiên. Chào Tiểu Sư Huynh. Lục Lâm Thiên đến chỗ ở, Lục Tâm Đồng chạy ra, khuôn mặt nhỏ nhăn cười tươi. Ca ca. Lục Lâm Thiên mỉm cười nói. Nào, ca ca mua y phục cho Tâm Đồng, nhìn xem có thích không. Lục Lâm Thiên lấy ra nhiều y phục và váy mua cho Lục Tâm Đồng cất trong túi không gian. Lục Tâm Đồng vui vẻ nhảy cẫng lên. Nhiều quá, Tâm Đồng có đồ mới mặc, tạ ơn ca ca. Lục Tâm Đồng hôn lên mặt Lục Lâm Thiên một cái. Phương Tân Kỳ cười đi ra. Tiểu sư đệ đã về. Trương Minh Đào cũng có mặt. Lục Lâm Thiên khẽ ừ. Ừm. Lục Lâm Thiên hỏi Trương Minh Đào. Sư huynh, Phi Linh Môn có mật thất luyện công nào an toàn không? Đệ muốn bế quan tu luyện mấy ngày. Trương Minh Đào hiểu ý. Mật thất an toàn. Mật thất an toàn ý chỉ nơi đám người Hoàng Hải Ba không thể tùy ý ra vào. Có, đằng sau núi, nơi sư phụ thường hay bế quan tu luyện. Trương Minh Đào hỏi. Sư đệ định bế quan bao lâu? Lục Lâm Thiên trả lời. Không biết, ít thì nửa tháng, lâu thì hai tháng. Lần này bế quan Lục Lâm Thiên định tu luyện huyết hồn ấn, ngoài ra luyện chế khôi lỗi cũng tốn thời gian. Thác nước sau núi cách chỗ Lục Lâm Thiên ở không xa, mật thất nằm trong ngọn núi đá to lớn. Trương Minh Đào dẫn Lục Lâm Thiên đi vào mật thất, quanh mật thất là đá dày, đóng cửa đá nặng nề lại trừ phi mở ra từ bên trong nếu không sẽ không thể mở ra. Trước kia đây là mật thất Lục Thanh bế quan tu luyện. Lục Lâm Thiên đi vào mật thất, quan sát xung quanh, diện tích rộng đủ dùng. Về Tiểu Long thì Lục Lâm Thiên kêu nó canh giữ bên ngoài mật thất, một là bảo vệ an toàn cho hắn, hai là Tiểu Long có thể đi sau núi chơi. Lục Lâm Thiên ngồi xếp bằng bắt ấn. Luyện hóa trước đã. Năng lượng chân khí Lục Lâm Thiên nuốt của nam nhân vũ sĩ bát trọng chưa bị luyện hóa, sau khi luyện hóa xong tu luyện huyết hồn ấn sẽ chắc ăn hơn. Một lát sau, Lục Lâm Thiên tiến vào trạng thái tu luyện. Trong cơ thể Lục Lâm Thiên luyện hóa năng lượng chân khí đã cắn nuốt, từng tia chân khí tinh thuần chảy qua kinh mạch tụ trong đan điền khí hải. Thời gian chậm rãi trôi qua, ánh sáng vàng đất nhạt bao bọc quanh thân Lục Lâm Thiên, khí thế của hắn tăng dần lê, tất cả tiến vào cảnh giới kỳ diệu. Trong một dãy núi liên miên, mây mù bám vào vách đá nguy nga. Trên sườn núi có rừng núi, trời trong xanh. Thấp thoảng dãy kiến trúc hùng vĩ lung linh. Trong dãy núi này, trên một tòa cô phong cây cối sum xuê, che xanh rợp bóng, xung quanh là vách núi treo leo. Từ trên nhìn xuống dãy núi xanh ngắt, cây cối rậm rạp, trời xanh bao la, vài áng mây bay dệt nên bức tranh phong cảnh thanh nhã tuyệt vời. Trên núi mông lung, một nữ nhân nhìn phương xa, ánh mắt mơ hồ, mặt mày vương nét sầu. Một thanh âm trong trẻo vang lên. Vô song tỷ. Hai bóng dáng yêu kiều xuất hiện trên ngọn núi. Đi đằng trước là thiếu nữ khí chất cao quý xinh đẹp, Độc Cô Băng Lan. Thiếu nữ đi bên cạnh hai hàng chân mày dài, mắt to, da trắng, váy mỏng vẽ ra thân hình nhấp nhô, mặt có một đốm đỏ, là nha hoàn của Độc Cô Băng Lan, Thúy Ngọc. Nữ nhân quay đầu nhìn hai thiếu nữ, mỉm cười hỏi. Băng Lan, Thúy Ngọc, sao các ngươi đến đây? Nụ cười khuynh thành nhưng không ai may mắn được thấy. Độc Cô Băng Lan cười nói. Muội vừa tu luyện về liền chạy đến thăm Vô Song Tỷ ngay. Nghe nói hôm qua Vô Song Tỷ vào Long Bảng, muội đến chúc mừng. Đó là thứ hạng cuối cùng trong Long Bảng. Lục Vô Song cười nói. Tin tức của muội nhanh thật. Nha hoàn Thúy Ngọc trêu đùa. Hiện tại trong tông có nhiều nam đệ tử bàn luận về Vô Song Tỷ, rất nhiều người theo đuổi Vô Song Tỷ. Lục Vô Song bật cười. Nha đầu này. Ba nữ nhân cười giỡn trên núi. Bảy ngày sau, trong mật thất Phi Linh Môn, vầng sáng vàng đất đậm đặc bao phủ người Lục Lâm Thiên, khí thế trên người hắn mạnh hơn 7 ngày trước nhiều. Phù! Lục Lâm Thiên thở hắt ra, ánh sáng vàng đất thu vào lỗ chân lông trên da. Lục Lâm Thiên mở mắt ra, mắt lóe tia sáng. Vũ sĩ bát trọng hậu kỳ. Lục Lâm Thiên cảm giác đẳng cấp chân khí trong cơ thể. Luyện hóa chân khí của vũ sĩ bát trọng. Trừ tạp chất để lại tinh túy, Lục Lâm Thiên chỉ từ sơ kỳ đến hậu kỳ vũ sĩ bát trọng. Lục Lâm Thiên nhướng mày nói. Bây giờ bắt đầu tu luyện huyết hồn ấn. Nghĩ đến quá trình tu luyện huyết hồn ấn là Lục Lâm Thiên rợn tóc gáy.
Ong ong ong. Lục Lâm Thiên lấy Hỏa Long đỉnh ra đặt trong mật thất, lại lấy nhiều dược liệu ra. Bỉ ngạn linh thảo, thông linh chi, tụ huyết linh chi vân vân, toàn là dược liệu đắt giá. Lục Lâm Thiên cắn răng nói. Liều mạng, phải chịu được khổ cực mới vượt trên mọi người. Sau khi tu luyện huyết hồn ấn thành công là Lục Lâm Thiên có thể khống chế yêu thú cho mình dùng, vô hình trung tăng mạnh thực lực. Vì những điều này ăn chút đau khổ có là gì, trên đời không có bữa cơm nào miễn phí cả. Lục Lâm Thiên kết ấn, linh lực rót vào miệng rồng, trong Hỏa Long đỉnh tràn ngập lửa nóng cháy. Lục Lâm Thiên vung tay áo, một gốc dược liệu bị bỏ vào trong Hỏa Long đỉnh. Dược liệu vừa tiến vào thoáng chốc lửa nóng cháy bao bọc dược liệu, lửa phát ra nhiệt độ cao. Chốc lát sau dược liệu bị hòa tan. Lục Lâm Thiên rất chăm chú, hắn không dám sơ sẩy chút nào. Dược liệu luyện chế huyết hồn ấn cơ bản là nguyên liệu dùng để luyện chế đan dược tam phẩm. Lục Lâm Thiên ước chừng hắn khó luyện chế ra đan dược tam phẩm, nhưng có thể luyện hóa các dược liệu, tuy nhiên sẽ vất vả hơn những dược liệu khác, tiêu hao linh lực lớn hơn nhiều. Lửa cuồn cuộn trong Hỏa Long đỉnh, nhiệt độ mật thất nóng rực một cách đáng sợ. Dược liệu dần dần hóa thành linh dịch trong ngọn lửa. Lục Lâm Thiên bỏ dược liệu thứ hai vào Hỏa Long đỉnh, nhiệt độ cao khiến dược liệu nhanh chóng héo tàn, rồi chậm rãi bị luyện hóa. Qua 3 canh giờ, trước mặt Lục Lâm Thiên chỉ còn lại bỉ ngạn linh thảo, thông linh chi, tụ huyết linh chi. Ba loại dược liệu quý nhất, khó luyện hóa nhất, cũng là mấu chốt nhất để tu luyện huyết hồn ấn. 3 canh giờ luyện hóa dược liệu, Lục Lâm Thiên cảm giác linh lực của hắn bị tiêu hao khá nhiều. Lục Lâm Thiên do dự một lúc, lấy linh ngọc sàng ra khỏi chữ vật giới chỉ, ngồi xếp bằng trên linh ngọc sàng. Năng lượng vô hình chậm rãi thấm vào cơ thể Lục Lâm Thiên, năng lượng này có nhiều trấn phúc với linh lực của Lục Lâm Thiên, trong lúc này nó giúp đỡ rất nhiều. Lục Lâm Thiên bỏ bỉ ngạn linh thảo vào Hỏa Long đỉnh, tiếp tục luyện hóa. Bỉ ngạn linh thảo màu trắng tinh, dược khí đậm đặc. Dược liệu vào Hỏa Long đỉnh tuy cành lá héo úa nhưng chính giữa bỉ ngạn linh thảo không héo nhanh mà tỏa ánh sáng trắng chói mắt như đang chống cự ngọn lửa luyện hóa nó. Lục Lâm Thiên không bất ngờ gì. Bỉ ngạn linh thảo là vật dùng để luyện chế đan dược tam phẩm, trong số đan dược tam phẩm cũng có nhiều loại cần dùng bỉ ngạn linh thảo. Nửa canh giờ sau bỉ ngạn linh thảo chảy ra chất lỏng tinh khiết, mùi thuốc đậm đặc phát ra từ Hỏa Long đỉnh. Lục Lâm Thiên cảm giác tình huống trong Hỏa Long đỉnh, tiếp tục luyện hóa. Những linh dịch đã bị luyện hóa chưa phải thành phẩm, cần thanh lọc tạp chất bên trong. Thời gian trôi qua, cứ tiếp tục cho đến lúc hoàng hôn ngày thứ hai, Lục Lâm Thiên ngồi trên linh ngọc sàng mặt trắng bệch. Kiểu tiêu hao kéo dài thế này thật tình khiến người không chịu nổi. Gốc tụ huyết linh chi cuối cùng bị luyện ra linh dịch đậm đặc. Trong Hỏa Long đỉnh có nhiều linh dịch đang ngưng tụ. Phù! Lục Lâm Thiên thu về thủ ấn, nhanh chóng ném một viên đan dược vào miệng. Bước đầu tiên coi như thuận lợi hoàn thành, giờ Lục Lâm Thiên cần làm bước thứ hai, dùng linh hỏa đốt ra tinh huyết tinh thuần nhất trong cốt tủy. Đây mới là điều khiến Lục Lâm Thiên lo lắng nhất, hắn không biết mình có thể đối kháng nổi không. Trong Thiên Linh Lục của sư phụ Thánh Thủ Linh Tôn ghi rõ nếu cơ thể không đối kháng lại linh hỏa đốt cháy, nhẹ thì bán thân bất toại, người bị thương nặng, về sau không thể tu luyện huyết hồn ấn. Nặng thì trực tiếp bị linh hỏa đốt thành tro. Lục Lâm Thiên chậm rãi điều tức, hắn nhíu mày, ánh mắt nghiêm túc chưa từng có. Lục Lâm Thiên cắn răng nói. Bắt đầu. Cách chắt lọc tinh huyết Lục Lâm Thiên đã nhớ kỹ trong đầu, đánh ra một thủ ấn kỳ dị, tĩnh tâm ngồi trên linh ngọc sàng. Trong không gian khí hải trong đầu Lục Lâm Thiên linh lực tràn khắp người. Lục Lâm Thiên run rẩy, thủ ấn kỳ dị thành hình. Vù vù vù. Thoáng chốc cơ thể Lục Lâm Thiên bùng cháy linh hỏa đốt từ đầu đến chân, lửa không cháy bên ngoài cơ thể mà tập trung bên trong, bao bọc gân cốt. Lửa bùng cháy, cả người Lục Lâm Thiên run rẩy, cổ họng phát ra tiếng gầm đau đớn, khuôn mặt trắng không còn chút máu. Cùng với tiếng hét của Lục Lâm Thiên, linh hỏa mất khống chế đốt cháy trong cơ thể hắn, trong cơn đau rát, linh hỏa đốt tới nội tạng hắn. Người thường khó thể chịu nổi loại đau đớn này. Linh hỏa mất đi khống chế, không giống lúc trước Tiểu Long điều khiển lửa đốt chất độc phệ huyết hóa cốt đan. Tuy lửa vàng trong người Tiểu Long mạnh hơn linh hỏa nhiều nhưng có nó kiểm soát, không đốt người Lục Lâm Thiên với quy mô lớn, mục tiêu chỉ có chất độc. Hiện giờ linh hỏa của Lục Lâm Thiên đã mất kiểm soát đốt cháy khắp nơi. Cơ thể hắn vang lên tiếng kêu xèo xèo. Trong cơn đau nhức Lục Lâm Thiên nhanh chóng nhắm mắt lại, tinh thần chìm vào cơ thể. Lục Lâm Thiên chịu đựng cơn đau thấu óc cố gắng khống chế linh hỏa tiến vào gân cốt.
Tinh thần chui vào cơ thể, linh hồn Lục Lâm Thiên vô hình chung nhìn ngó, cảm ứng mọi thứ trong người. Linh hỏa tràn ngập trong cơ thể Lục Lâm Thiên, thiêu đốt kinh mạch, cơ bắp liên tục tạo ra những cơn đau nhức. Lửa nóng cháy xuyên qua kinh mạch giấy lên nỗi đau mãnh liệt. Lúc này Lục Lâm Thiên cảm giác trong cơ thể hắn, trên máu thịt có chân khí ngưng tụ thành vật mỏng manh ngăn cách linh hỏa đốt cháy. Cơ thể Lục Lâm Thiên vốn đã mạnh mẽ, đoạn thời gian trước bị lửa của Tiểu Long vô tình rèn luyện giúp ích rất lớn. Nếu là thân thể bình thường bị linh hỏa đốt sẽ thành cho ngay. Tuy cơ thể Lục Lâm Thiên mạnh nhưng lửa nóng cháy nhiệt độ cao tràn ngập trong người hắn, sắt thép còn bị nung đỏ chứ nói chi thân xác của hắn. Nhiệt độ cao làm mồ hôi Lục Lâm Thiên rơi như mưa, nhiệt độ cao làm kinh mạch héo rút. Kinh mạch dày rộng cứng cỏi bị nhiệt độ cao thiêu đốt vặn vẹo, trông rất kinh khủng. Thu! Lục Lâm Thiên cắn răng thu linh hỏa bao bọc vào gân cốt, linh hỏa tinh luyện ra tinh huyết trong cốt tủy mới được. Linh hỏa từ cơ bắp co rụt về với cách cực kỳ huyền ảo trùm lên gân cốt như muốn bóc tách máu thịt của hắn ra, một lúc sau linh hỏa đã đốt cháy hết gân cốt toàn thân Lục Lâm Thiên. Nỗi đau bị thiêu đốt gân cốt làm Lục Lâm Thiên rung bần bật, cắn chặt khớp hàm, máu chảy ra từ kẽ răng. Đau đớn đến từ cốt tủy khiến Lục Lâm Thiên cảm giác sống không bằng chết, thống khổ không muốn sống, đây chính là cảm giác trong truyền thuyết muốn sống mà không được, muốn chết cũng không xong. Nhưng Lục Lâm Thiên không muốn chết, hắn phải cắn răng chịu đựng. Linh hỏa đốt cháy gân cốt toàn thân Lục Lâm Thiên, trên bề mặt gân cốt khô ráo nóng bỏng. Quá trình đem lại đau đớn khiến máu và mồ hôi tràn ra từ lỗ chân lông Lục Lâm Thiên, miệng mũi trào máu. Trông Lục Lâm Thiên rất đáng sợ. Đau, rất đau, đau không chịu nổi. Linh hỏa bao bọc khắp cơ thể hắn, thiêu đốt xương cốt, người nào chưa trải qua thì không thể tưởng tượng nổi nỗi đau đó. Mặc dù hắn đã có chuẩn bị, nhưng cơn đau nhức đáng sợ hơn Lục Lâm Thiên tưởng tượng rất nhiều. Cuối cùng Lục Lâm Thiên không chịu nổi gào khan. A! Cổ họng phun ra hơi thở nóng cháy thấy dễ chịu hơn một chút nhưng không giảm được đau đớn trong cơ thể Lục Lâm Thiên. A! Cơ thể càng lúc càng đau, Lục Lâm Thiên không ngừng thê thảm kêu gào, như quỷ khóc sói tru rất là thê lương. May mắn bên ngoài không nghe thấy những gì trong mật thất. Lục Lâm Thiên cố gắng chịu đựng đau đớn không phải người thường chịu nổi, máu thịt co rút. Lục Lâm Thiên cảm giác hắn sắp không chịu nổi nữa, mặt trắng bệch. Loại đau nhức này khiến đầu óc Lục Lâm Thiên bị ký mơ hồ, người uể oải. Ngay lúc này, trên linh ngọc sàng dâng lên ánh sáng đậm đặc, có năng lượng khổng lồ sắp chui ra. Phải cố gắng kiên trì, tu luyện thành huyết hồn ấn, về sau thực lực vô hình trung tăng mạnh, cường giả và kẻ yếu nằm ở phần có kiên trì được không? Nếu vượt qua thì ta chính là cường giả. Lục Lâm Thiên cố gắng đối kháng, giữ vững tinh thần, điều khiển linh hỏa đốt cơ thể mình. Mặc kệ thân thể đi xuống địa ngục thì trong đầu Lục Lâm Thiên còn giữ sự tỉnh táo. Người Lục Lâm Thiên toát ra hơi thở thần dị như lão tăng nhập thiền. Xoẹt! Năng lượng trên linh ngọc sàng vốn định tuôn ra nhưng Lục Lâm Thiên toát ra hơi thở làm năng lượng co rút về linh ngọc sàng. Thời gian chậm rãi trôi qua, trong tra tấn vô tận, gân cốt của hắn có mảng máu chậm rãi chảy ra. Gân cốt toàn thân Lục Lâm Thiên như được mảng máu bao bọc. Lúc này Lục Lâm Thiên lại bắt đầu thay đổi thủ ấn, huyết màng trên gân cốt chuyển động dọc theo kinh mạch chậm rãi tụ lại. Khi những màng máu tụ tập lại hình thành một đoàn tinh huyết đỏ thắm. Lục Lâm Thiên lấy lại tinh thần từ trạng thái không minh, lòng thầm vui vẻ. Tinh huyết là máu huyết tinh thuần nhất trong cốt tủy, Lục Lâm Thiên điều khiển đoàn tinh huyết chuyển động nhanh trong cơ thể. Trong khi tinh huyết di chuyển, Lục Lâm Thiên thu về linh lực, tắt linh hỏa. Tinh huyết đi qua gân cốt để lại mảnh xương mù, kinh mạch và máu thịt cùng nhau phát ra khí thể năng lượng màu đỏ nhạt. Cơ thể bị linh hỏa tổn thương chớp mắt phục hồi. Người Lục Lâm Thiên từ trong ra ngoài càng ngưng tụ, khuôn mặt trắng bệch của hắn hồng lên một chút. Phụt! Người Lục Lâm Thiên phun ra tinh huyết rơi vào hỏa long đỉnh. Thoáng chốc thủ ấn của Lục Lâm Thiên thay đổi, trong hỏa long đỉnh lại bùng cháy ngọt lửa, bộc phát ra nhiệt độ cực kỳ khủng bố. Nhiệt độ cao kinh khủng ngưng tụ tinh huyết và linh dịch từ các dược liệu lại. Lục Lâm Thiên trầm giọng quát. Tụ lại. Thủ ấn không ngừng biến hóa điều động linh lực toàn thân rót vào hỏa long đỉnh. Linh hồn lực gần như thực chất hóa trong đầu Lục Lâm Thiên vô hình rót vào hỏa long đỉnh. Linh lực hùng dũng, lửa càng bùng cháy dữ dội. Trong hỏa long đỉnh lửa va chạm vách hỏa long đỉnh rầm rầm. Trong hỏa long đỉnh lửa nóng nhưng bên ngoài đỉnh thì vẫn lạnh lẽo chứng minh hỏa long đỉnh không phải vật bình thường. Trong hỏa long đỉnh tràn ngập khí nóng, linh hồn Lục Lâm Thiên giòm chừng.
Đoàn linh dịch và tinh huyết đang được linh hỏa bao bọc, bị lôi kéo từ từ tụ lại với nhau. Tuy linh dược và tinh huyết còn nhiều vật cản nhưng nhờ lửa cuồng bạo, linh hồn lực của Lục Lâm Thiên khống chế tinh diệu huyền ảo bao bọc, dung hợp linh dịch, tinh huyết lại. Nhưng điều này cần một quá trình. Thời gian trôi qua, linh hỏa nóng cháy tiếp tục luyện hóa, những tinh huyết, linh dịch trộn lẫn vào nhau to cỡ ba bàn tay, tiếp tục luyện hóa, rút nhỏ còn cỡ một bàn tay. Lại qua mấy canh giờ, linh dịch và tinh huyết đã là thu nhỏ chỉ còn một đoàn bé xíu. Linh dịch và tinh huyết hoàn toàn dung hợp với nhau biến thành màu đỏ xanh, năng lượng tinh thuần khuếch tán. Linh hỏa không thể đốt cháy năng lượng tinh thuần này, chỉ có thể áp xúc chúng nó lại. Thời gian lại lần nữa trôi nhanh, linh lực trong đầu Lục Lâm Thiên tiêu hao hầu như không còn, nếu không có linh ngọc sàng thần kỳ chống đỡ sợ là hắn không kiên trì tiếp được. Lục Lâm Thiên trầm giọng quát. Tụ đan. Linh hỏa nóng cháy, đoàn năng lượng đỏ xanh ngưng tụ lại. Hình dạng viên đan dược chậm rãi hình thành, mùi thuốc đậm đặc tràn ngập. Vù vù vù. Linh hỏa gào thét, một lát sau hỏa long đỉnh tỏa ánh sáng chói lòa, ánh sáng toát ra mùi máu thoang thoảng. Ong ong ong. Nắp hỏa long đỉnh bật mở, một viên đan dược màu đỏ xanh bay ra, năng lượng đậm đặc lan tràn. Lục Lâm Thiên nhìn chằm chằm viên đan dược được ánh sáng bao bọc lơ lửng trên hỏa long đỉnh, khuôn mặt trắng bệch, khóe môi treo vệt máu cong lên nụ cười. Huyết hồn đan. Lúc này từ luyện hóa dược liệu đến luyện hóa thành đan mất 5 ngày, đan dược này là huyết hồn đan, vật cần thiết để tu luyện huyết hồn ấn. Phù. Tay Lục Lâm Thiên đổi thủ ấn, há mồm, bụng phun ra lực hút. Huyết hồn đan trên hỏa long đỉnh bị Lục Lâm Thiên nuốt vào bụng. Đan dược vào bụng, Lục Lâm Thiên nhắm mắt lại ngay. Đan dược ở trong cơ thể hóa thành năng lượng khổng lồ khuếch tán, khuôn mặt trắng bệch của Lục Lâm Thiên dần hồng hào. Trong cơ thể Lục Lâm Thiên, huyết hồn đan biến thành năng lượng trực tiếp xông vào không gian khí hải linh lực trong đầu hắn, không một chút nào sót lại trong cơ thể. Năng lượng khổng lồ ngưng tụ trong không gian khí hải, biểu tình của Lục Lâm Thiên vẫn trầm trọng như mấy hôm trước. Đã tới bước quan trọng nhất tu luyện huyết hồn ấn. Trong đầu Lục Lâm Thiên khống chế linh hồn lực hơi ngưng tụ từ sâu trong linh hồn chậm rãi đến gần, nhưng thử mấy lần, rõ ràng linh hồn lực bị lôi rồi chớp mắt sau hóa thành hư vô trở lại sâu trong linh hồn. Linh hồn lực vốn là thứ hư vô mờ mịt, tuy lúc này ngưng tụ ra hình dạng nhưng nếu tách ra thì sẽ hóa thành hư vô ngay. Lục Lâm Thiên khống chế linh hồn lực thử mấy chục lần nhưng không lần nào thành công, lòng thầm sốt ruột. Bước cuối cùng nếu thất bại thì mọi cố gắng trong 5 ngày qua thành công cốc. Lục Lâm Thiên thầm nghĩ. Chẳng lẽ phải là linh sư mới được sao? Thất bại mấy chục lần, Lục Lâm Thiên thầm hối hận. Trong thiên linh lục đã ghi nếu muốn tu luyện thành huyết hồn ấn trừ chịu đựng đau đớn người bình thường khó chịu nổi ra cần có tu vi ít nhất là linh sư, vì chỉ đẳng cấp linh sư mới rút ra linh hồn lực ngưng tụ thành ấn được. Thiên linh lục ghi dù là linh sư ngũ trọng muốn thành công tách ra linh hồn lực của mình trong 100 người có một người đã là khá. Ban đầu Lục Lâm Thiên không tin, lúc này hắn hối hận. Lục Lâm Thiên mới chỉ là tu vi linh sĩ bát trọng, không thể phân ly linh hồn lực ngưng tụ thành ấn được. Lục Lâm Thiên thầm nhủ. Bình tĩnh, chắc chắn có cách nào đó. Trong thiên linh lục ghi bước này cần bình tĩnh giải quyết, trong đầu không minh mới được. Lục Lâm Thiên từ từ hít sâu, đẳng cấp linh sư có linh hồn lực mạnh hơn nhiều. Lục Lâm Thiên cảm nhận linh hồn lực của mình, hắn cho rằng mạnh hơn linh giả cùng đẳng cấp một chút. Linh Ngọc Sàng và linh hồn thần dịch giúp đỡ, trước đó Lục Lâm Thiên dùng 2 viên linh đan, có lẽ linh hồn lực đã hơi ngưng tụ. Theo Lục Lâm Thiên biết thì bình thường đến linh sư ngũ trọng mới khiến linh hồn lực ngưng thực được, vũ giả muốn làm đến trình độ này cần từ vũ phách trở lên. Cho nên Lục Lâm Thiên mới dám tu luyện huyết hồn ấn vào lúc này. Lục Lâm Thiên điều chỉnh lại, khống chế linh hồn lực hướng vào sâu trong linh hồn. Điều này thử thách trình độ khống chế linh hồn lực, nếu không kiểm soát linh hồn lực đến mức độ tinh diệu thì khó thể tách ra linh hồn lực. Thất bại. Lục Lâm Thiên điều chỉnh chính mình, lại tiếp tục. Thất bại, thất bại, thất bại, cứ thất bại mãi, nhưng Lục Lâm Thiên không nóng nảy, ngược lại càng lúc càng bình tĩnh hơn. Qua các lần thất bại Lục Lâm Thiên tăng thêm kinh nghiệm, cũng dần chết lặng. Thử đến lần thứ 98 thì sâu trong linh hồn có một luồng linh hồn lực thực chất hóa nhỏ bé bị Lục Lâm Thiên tâm niệm khống chế đến gần mép không gian khí hải linh lực. Lục Lâm Thiên mừng như điên. Thành công. Thủ ấn nhanh chóng biến đổi. Huyết hồn đan biến thành năng lượng trong không gian khí hải nhanh chóng thẩm thấu vào, quấn quýt với linh hồn lực thực chất hóa kia.
Lục Lâm Thiên quát to. Lấy tinh huyết làm dẫn, linh hồn làm ấn, ngưng tụ. Thủ ấn thay đổi nhanh, linh hồn lực và huyết hồn đan biến thành năng lượng hòa hợp lại tỏa ánh sáng chói mắt trong đầu Lục Lâm Thiên. Trán Lục Lâm Thiên nhận lực kéo, mơ hồ có ánh sáng xuyên thấu qua đầu chân mày, toàn thân trên dưới toát ra hơi thở kỳ dị. Linh hồn lực và huyết hồn đan biến thành năng lượng dung hợp, ánh sáng càng lúc càng chói mắt, tựu như mặt trời. Growl growl. Trong cơ thể Lục Lâm Thiên vang tiếng thú gầm như có như không, như tiếng sư giống hoặc như là hổ gầm, mơ hồ là tiếng long ngâm tiếng phượng hót. Uy hiếp hùng mạnh phát ra từ Lục Lâm Thiên, uy nhiếp khiến tim người đập nhanh. Trong mật thất yên lặng không ai chứng kiến. Bùm bùm bùm. Trong đầu Lục Lâm Thiên vang tiếng nổ trầm đỡ upsilon, c, ánh sáng chói mắt vỡ tung hóa thành vô số đốm sáng tán đi. Những đốm sáng khuếch tán, năng lượng ảo xuất hiện trong đầu Lục Lâm Thiên. Ảo ảnh đỏ rực như máu, ảo ảnh như rồng không phải rồng, như hổ không phải hổ, cực kỳ thần dị, tràn ngập uy nhiếp khổng lồ. Khóe môi treo vệt máu cong lên nụ cười. Thành công! Lục Lâm Thiên gục ngã trên linh ngọc sàng, hắn đã kiệt sức. Lục Lâm Thiên kiên trì nhờ vào tâm trí, ý niệm. Lúc này tu luyện huyết hồn ấn thành công, Lục Lâm Thiên không gượng nổi nữa. Trên linh ngọc sàng tỏa ánh sáng nhạt nhanh chóng bao bọc người Lục Lâm Thiên. Ánh sáng hóa thành vô số năng lượng nhỏ xíu thấm vào lỗ chân lông. Khi Lục Lâm Thiên tỉnh lại, cảm giác linh lực trong đầu phục hồi khá nhiều. Trong không gian linh hồn có một năng lượng hư ấn ở trong đó, cảm giác hình dạng của nó chính là huyết hồn ấn. Lục Lâm Thiên reo lên. Thành công, rốt cuộc thành công. Lục Lâm Thiên bình tĩnh lại, háo hức vận dụng huyết hồn ấn. Huyết hồn ấn trong đầu Lục Lâm Thiên nhanh chóng hóa thành chui vào kinh mạch. Lao ra các kinh mạch ngưng tụ vào bàn tay phải. Growl. Tiếng long phượng sư tử hổ báo thú gầm phát ra từ lòng bàn tay phải, chấn động mật thất rung lắc, uy nhiếp khổng lồ khuếch tán. Trên lòng bàn tay phải của Lục Lâm Thiên thần dị xuất hiện một ấn quyết kỳ lạ, ấn quyết như rồng không phải rồng, như hổ không phải hổ, màu đỏ rực rất là huyền ảo. Lục Lâm Thiên nhìn huyết hồn ấn trên tay phải, khóe môi cong lên. Lục Lâm Thiên giấu đi huyết hồn ấn. Nếu có dịp hắn sẽ thử hiệu quả của nó. Nhưng hiệu quả huyết hồn ấn tùy theo thực lực, nói chính xác hơn là quyết định dựa vào linh hồn lực. Huyết hồn ấn không đơn thuần dựa vào chân khí, linh lực tràn ngập, chủ yếu nhất là nương tựa linh hồn. Linh hồn lực càng cường đại thì uy lực huyết hồn ấn càng mạnh, Lục Lâm Thiên phỏng chừng thực lực hiện tại của hắn chỉ khống chế được một con yêu thú nhị giai, khó thể đối phó với yêu thú tam giai. Lục Lâm Thiên ngồi xếp bằng. Lục Lâm Thiên bắt đầu điều tức phục hồi linh lực, tiếp theo hắn sẽ thử luyện chế khôi lỗi. Một ngày sau, Lục Lâm Thiên móc ra nhiều tài liệu tinh thiết, huyền tinh thạch thượng hảo, toàn là vật dùng để luyện chế khôi lỗi. Hiện giờ Lục Lâm Thiên sắp thử luyện chế khôi lỗi có tên là khôi lỗi lang nhân, loại khôi lỗi đơn giản nhất trong thiên linh lục. Đẳng cấp loại khôi lỗi này toàn quyết định dựa vào tài liệu, thực lực của người luyện chế nó. Không có tài liệu tốt thì dù mạnh mấy cũng không thể luyện chế ra khôi lỗi tốt. Không có thực lực cực mạnh, dù tài liệu tốt đến đâu cũng không luyện chế được khôi lỗi tốt. Hai thứ này không thể thiếu cái nào. Nhưng hiện nay Lục Lâm Thiên không mơ xa, thực lực của hắn chưa đủ trình để luyện chế khôi lỗi đẳng cấp cao. Hiện tại khôi lỗi lang nhân có thuận lợi sinh ra hay không là cả một vấn đề, dù sao đây là lần đầu tiên Lục Lâm Thiên luyện chế khôi lỗi, hắn chỉ có trí thức lý luận, chưa từng thực tiễn. Nếu phân chia kỹ khôi lỗi thì bình thường có cửu cấp, mỗi đẳng cấp nói chia chính xác thì là sơ giai, trung giai, hậu giai. Thực lực, kỹ năng của khôi lỗi đến từ người luyện chế nó. Nhìn đống tài liệu đặt trong mật thất, Lục Lâm Thiên cười khổ. Mấy ngày tiếp theo hắn sẽ phải cố gắng nhiều. Thủ ấn thay đổi, linh lực vận chuyển, luyện chế khôi lỗi khác rồi lại giống luyện chế vũ khí, chỉ có bước cuối là không giống. Tuy nhiên Lục Lâm Thiên chưa từng luyện chế binh khí bao giờ. Linh lực rót vào hỏa long đỉnh có thể dùng như khí đỉnh. Lửa bốc cháy trong hỏa long đỉnh, một khối tinh thiết thượng hảo to lớn bị Lục Lâm Thiên ném vào trong. Ngọn lửa cháy hừng hực bốc lên, bắt đầu luyện hóa. Lục Lâm Thiên đã nhớ kỹ cách luyện chế khôi lỗi. Luyện chế khôi lỗi rất huyền ảo, không thể sơ sẩy, đi sai một bước là phải luyện chế lại, lãng phí linh lực. Tài liệu luyện chế khôi lỗi có giá trị rất lớn, đến lúc đó cũng thành sắt vụn. Thời gian chậm rãi trôi qua, trong phi linh môn luôn bình tĩnh như nước, các đệ tử nghe tin trưởng môn đã chết, trừ số ít đệ tử đau thương ra đa số người ngạc nhiên một lúc rồi bình thản sống tiếp.
Dù sao môn phái không liên quan gì lớn với bọn họ, phi linh môn suy tàn đến bây giờ khiến họ không còn lòng trung thành. Nhưng gần đây trong phi linh môn hơi náo động, dựa theo quy định thì đệ tử trong môn phái mỗi 5 năm đệ tử mới nhập môn có thể lĩnh một viên đan dược nhất phẩm tu luyện. Đệ tử cũ thì được lĩnh một viên đan dược nhị giai. 5 năm trước phi linh môn đã nợ đan dược của đệ tử một lần, thật sự là vì không có đan dược mà lấy ra. Lúc ấy phi linh môn có gần 300 người, vì vụ nợ đệ tử mà một nửa đệ tử rời khỏi phi linh môn. Sau đó Lục Thanh hứa lần sau sẽ cùng trả nợ hai đợt mới ổn định lòng người. Hiện tại đã đến thời hạn 5 năm, nhiều đệ tử xì xầm bàn tán. Trưởng môn đã chết, sợ là lần này cũng không có đan dược mà dùng. Nhiều đệ tử băn khoăn có nên rời khỏi phi linh môn không? Thực lực của bọn họ đa số là vũ đồ, vũ sĩ. Sau khi rời phi linh môn bọn họ không khó tìm công tác, tốt hơn người bình thường nhiều. Uất ức ở lại phi linh môn chẳng bằng tìm đường ra mới. Nhiều đệ tử bàn tán. Ngươi nói xem lần này chúng ta có được nhận đan dược không? Ta thấy hy vọng mong manh. Trưởng môn đã chết, chúng ta tìm ai đòi lại? Trưởng môn chết nhưng còn trưởng lão. Mấy người không rõ ràng tình huống của phi linh môn sao? Chắc không được phát đan dược đâu. Nếu lần này mà không được đan dược thì ta rời khỏi phi linh môn cho rồi. Không thể chết già tại đây, ta thả ra ngoài sông sáo một lần. Nhiều người nảy ý muốn rời khỏi phi linh môn, ai đều biết ở đây không có tương lai. 5 ngày sau, trong mật thất, linh lực của Lục Lâm Thiên rót vào hỏa long đỉnh, lửa hừng hực cháy. Mấy ngày này luyện chế tất cả tài liệu bị luyện thành dung dịch. Linh hỏa không ngừng đốt cháy, trừ bỏ các tạp chất trong dung dịch, có như vậy mới ra thành quả hoàn mỹ nhất. Thân thể khôi lỗi có tạp chất sẽ giảm mạnh lực phòng ngự. Lục Lâm Thiên chút linh lực ra, lửa trong hỏa long đỉnh bùng cháy càng dữ dội, một đoàn dung dịch bắt đầu cuồn cuộn như dung nham trong núi lửa. Hơi nóng có thể đốt một người thành tro. Lại một ngày qua đi, mặt Lục Lâm Thiên trắng không còn chút máu, tiêu hao kiểu này là cầm mạng ra liều. Dung dịch được luyện đến tình độ Lục Lâm Thiên vừa lòng. Lục Lâm Thiên trầm giọng quát. Khôi lỗi thuật, ngưng. Từng thủ ấn quái dị ngưng kết, các ánh sáng nhập vào hỏa long đỉnh. Xoẹt xoẹt xèo xèo xoẹt xoẹt. Trong hỏa long đỉnh, một đoàn dung dịch lao ra ngoài sau đó bị linh hỏa bao bọc lơ lửng trong không trung. Hơi nóng đốt mật thất đỏ rực. Lục Lâm Thiên liên tục đánh ra thủ ấn, các ánh sáng chùm lên dung dịch, thấm vào trong, lửa cháy hừng hực. Mặt Lục Lâm Thiên càng trắng. 3 canh giờ sau, đoàn dung dịch chậm rãi ngưng tụ thành hình dạng cao 2 thước, các giọt chất lỏng nóng cháy xoay tròn nhỏ biến đổi theo quy tắc Lục Lâm Thiên kiểm soát. Đoàn dung dịch cháy bỏng ngưng tụ ra thân hình thực chất, như người khổng lồ cao 2 thước. Người khổng lồ đầu sói thân người, đôi chân to, cánh tay có móng vuốt sắc bén, cánh tay dài tới đầu gối, nhe hàm răng nanh sắc nhọn. Lục Lâm Thiên lại đánh ra thủ ấn kỳ lạ bắn ra luồng sáng, toàn bộ dung dịch biến thành dòng nước bao bọc vật đầu sói mình người. Vật đầu sói mình người tỏa sáng lấp lánh, ánh sáng màu sắt thép, sắc đỏ biến mất thay cho màu xanh đen kim loại. Lục Lâm Thiên lại quát to. Ngưng tụ. Thủ ấn chỉ vào vật đầu sói mình người, một đoàn sáng thần dị bắn ra. Ánh sáng hóa thành các tia sáng nhỏ như sợi chỉ bám vào mỗi khớp nối cánh tay, khuỷu tay, vai, eo, chân, miệng, đầu gối của vật đầu sói mình người. Thủ ấn của Lục Lâm Thiên thay đổi, cánh tay, khuỷu tay, vai, eo, chân, miệng, đầu gối của vật đầu sói mình người hoạt động theo tiết tấu, như biến thành vật sống, không còn cứng nhắc. Khôi lỗi bí pháp. Ánh mắt Lục Lâm Thiên nghiêm túc, thủ ấn thay đổi, các luồng sáng thần dị và tia sáng từ trán hắn bay vào thân thể vật đầu sói mình người. Lúc này vật đầu sói mình người như sống lại, tự động nhúc nhích, mắt mở ra, đôi mắt trống rỗng tỏa ánh sáng chói lòa. Một lát sau Lục Lâm Thiên liên tục đánh ra thủ ấn, vật đầu sói mình người làm nhiều động tác như né, nhảy, chuyển động, lăn, lùi, vung đấm, đá chân. Các động tác của vật đầu sói mình người rất nhanh nhạy, không chúc chắc. Phù! Lục Lâm Thiên thu về thủ ấn, mặt không chút máu nhưng hắn cười tâu toét. Lục Lâm Thiên khẽ nói. Thành công! Lục Lâm Thiên cười phá lên, mặt dày tự khen. Bản công tử thật là thiên tài, tự học thành tài a. Trước mặt Lục Lâm Thiên là vật đầu sói mình người chính là Khôi Lỗi Lang Nhân. Lục Lâm Thiên cảm giác rõ ràng có mối liên kết máu thịt với Khôi Lỗi Lang Nhân. Mới rồi khi hắn thi triển khôi lỗi bí pháp đã bày một linh hồn lực trên người nó.
Lòng Lục Lâm Thiên máy động một cái là có thể khống chế khôi lỗi lang nhân. Lục Lâm Thiên đứng trước mặt khôi lỗi lang nhân, chuẩn bị sẵn sàng xong lòng máy động nói. Công kích ta! Vù vù vù! Thoáng chốc đôi mắt trống rỗng của khôi lỗi lang nhân lóe tia sáng, cú đấm mang theo gió rít đánh về phía Lục Lâm Thiên. Để xem thực lực của ngươi thế nào. Lục Lâm Thiên đứng tấn, khom người vươn lên, ánh sáng màu vàng đất mỏng manh bao bọc, khai sơn trưởng đánh ra. Lục Lâm Thiên dốc hết sức cứng rắn đỡ, hắn rất muốn biết mình luyện chế khôi lỗi mạnh đến mức nào. Bùm ầm! Hai lực lượng và đỡ upsilon.ng trong mật thất, vang tiếng nổ điếc tai chấn động văng vẳng không dứt. Cùng lúc đó, có một bóng người bị chấn lùi mấy bước đỡ upsilon.ng vào vách đá. Lục Lâm Thiên tựa vào vách tường, khí huyết cuồn cuộn, biểu tình cực kỳ ngạc nhiên. Chết tiệt, mạnh quá! Lục Lâm Thiên sờ bàn tay tê dại của mình, khôi lỗi lang nhân quá mạnh. Khai sơn trưởng muốn đánh bại tu vi cùng đẳng cấp không khó khăn, nhưng khôi lỗi lang nhân đỡ nổi trưởng của Lục Lâm Thiên thậm chí đẩy lùi, bản thân khôi lỗi không bị hao tổn gì. Thực lực như thế cộng thêm khôi lỗi lang nhân không cần mạng, sẽ không sợ chết mà lùi bước, cơ thể mạnh mẽ, những đặc tính đáng sợ này dù vũ sư nhất trọng gặp phải cũng sẽ né mũi nhọn. Lục Lâm Thiên cười tà. Hay thật, nếu rảnh ta sẽ luyện chế gần trăm con, sau này còn ai dám chọc ta. Lục Lâm Thiên luyện chế khôi lỗi lang nhân là nhị cấp hậu giai, thực lực không tệ. Có khôi lỗi lang nhân ở bên cạnh Lục Lâm Thiên thì hắn tương đương có thêm bảo tiêu vũ sư nhất trọng, còn là bảo tiêu vô cùng trung thành. Lục Lâm Thiên vừa lòng thu khôi lỗi lang nhân vào túi không gian. Những thứ như túi không gian, chữ vật giới chỉ tuy không thể chứa hàng hóa nhưng có thể bỏ khôi lỗi vào, vấn đề là khôi lỗi lang nhân rất to, nhưng túi không gian không chứa được bao nhiêu con. Lục Lâm Thiên cất hỏa long đỉnh vào chữ vật giới chỉ, hắn bắt đầu điều tức. Tu luyện thành huyết hồn ấn, luyện chế khôi lỗi lang nhân thành công, tính ra Lục Lâm Thiên ở trong mật thất đã 20 ngày. Lục Lâm Thiên ngồi xếp bằng trên linh ngọc sàng điều tức, luyện chế khôi lỗi lang nhân làm hắn kiệt sức. 3 ngày sau, cánh cửa mật thất ầm ầm vang tiếng, một bóng người áo xanh đi ra ngoài. Vù vù vù, một cái bóng vàng nhạt đáp xuống vai Lục Lâm Thiên, là Tiểu Long. Nhiều ngày không gặp Tiểu Long thân thiết cọ cọ mặt Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên nói, được rồi, chúng ta trở về đi. Lục Lâm Thiên quay về chỗ ở. Lục Tâm Đồng thấy Lục Lâm Thiên người đầy vết máu thì hết hồn. Ca ca bị sao vậy? Ca ca bị thương hả? Phương Tân Kỳ cũng giật mình. Lục Lâm Thiên nói, không bị thương, là không cẩn thận bị dính vào, ca ca đi tắm đây. Lục Lâm Thiên đã quên lúc luyện chế huyết hồn ấn người đầy máu, hắn vội đi vào phòng tắm rửa, thay áo xanh sạch sẽ. Khi Lục Lâm Thiên ra khỏi gian phòng thì người sạch sẽ, vóc dáng mảnh khảnh, thân hình cao lớn, đôi mắt như ánh sao, da nâu đồng khỏe mạnh. Đường nét khuôn mặt như đao khắc, mày dài như kiếm, môi mỏng nhếch lên giường như luôn nở nụ cười tà. Nhìn tiểu sư đệ trước mắt, tim Phương Tân Kỳ đập nhanh, gò má hơi hồng. Phương Tân Kỳ không hiểu sao trong ngực như có nai con nhảy loạn. Trương Minh Đào vội vàng xông vào thấy Lục Lâm Thiên liền nói. Sư đệ đã xuất quan rồi sao? Sư đệ có đây thì tốt, xảy ra chuyện lớn rồi. Phương Tân Kỳ nói. Đại sư huynh, sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Lục Lâm Thiên chờ Trương Minh Đào trả lời. Trương Minh Đào nói. Nhiều đệ tử vào đại điện đòi gặp ba vị trưởng lão, muốn đòi trưởng lão phát đan dược. Phương Tân Kỳ biến sắc mặt nói. Suýt quên chuyện này, nhưng sư phụ của ta và nhóm hoàng trưởng lão không có nhiều đan dược như thế. Lục Lâm Thiên hỏi. Đan dược gì, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Lúc Lục Lâm Thiên tìm trong ký ức của Trương Minh Đào không có chuyện này. Sư đệ, là như vậy. Trương Minh Đào kể đại khái vụ việc. 5 năm một lần Phi Linh Môn sẽ phát đan dược cho đệ tử, lần trước đã nợ nên có một nửa đệ tử bỏ đi. Nếu lần này không phát đan dược e rằng nhiều đệ tử sẽ bỏ Phi Linh Môn đi hết. Lục Lâm Thiên ngây người nghe Trương Minh Đào nói, hắn không ngờ Phi Linh Môn tụt dốc đến nông nỗi này. Nhớ ngày xưa Bạch Mi trưởng lão của Vân Dương Tông có nói đệ tử mới vào tông môn sẽ được một viên đan dược tam phẩm. Trong Phi Linh Môn đệ tử mới chỉ được một viên đan dược nhất phẩm, 5 năm mới có một viên đan dược nhị phẩm, chênh lệch quá lớn. Phương Tân Kỳ nói, chúng ta mau đi xem. Ba người lớn và Lục Tâm Đồng đi ngay đến đại điện. Lục Lâm Thiên cũng muốn xem náo nhiệt,
không biết ba trưởng lão có thể lấy ra 100 viên đan dược không? Cộng với 5 năm trước nợ đan dược cộng lại cũng không nhiều gì, Lục Lâm Thiên tu luyện huyết hồn ấn tiêu hao số lượng kim tệ còn nhiều hơn thế, nhưng hoàn cảnh hiện tại của Phi Linh Môn thì chắc không trả nổi. Lục Lâm Thiên biết rõ ba trưởng lão là cường giả vũ phách, chắc chắn có ít tiền riêng, nếu lấy ra thì đủ chi trả. Vấn đề là ba trưởng lão có nỡ lấy tiền riêng ra không? Khi đám người Lục Lâm Thiên chạy tới nơi thì trong đại điện đã tụ tập hơn 100 người, trên cơ bản tất cả đệ tử bình thường đều có mặt. Bên trên đại điện có ba trưởng lão Trịnh Anh, Hoàng Hải Ba, Chu Ngọc Hậu, hơn 10 đệ tử thân truyền. Hoàng trưởng lão, hôm nay nên phát đan dược cho chúng đệ tử. Đúng rồi, bao gồm 5 năm trước, chúng đệ tử tổng cộng được một viên đan dược nhị phẩm, một viên nhất phẩm. Trong đại điện ồn ào lộn xộn, nhiều đệ tử đang đòi đan dược, rất giống công nhân biểu tình ở kiếp trước của Lục Lâm Thiên. Hoàng Hải Ba đứng trên cao nét mặt xa sầm, nhướng mày nhìn đám đệ tử bình thường trong đại điện. Hoàng Hải Ba quát to. Yên lặng đi, la lối cái gì? Đám người im miệng ngay. Trưởng lão lên tiếng, mọi người không dám ồn ào. Hoàng Hải Ba sắc mặt dịu lại nói. Trưởng môn vừa qua đời không lâu, chuyện này để từ từ rồi tính. Một thanh âm trầm thấp vang lên. Trưởng môn qua đời, trong lòng chúng đệ tử rất đau buồn nên càng cần cố gắng nâng cao thực lực, tìm ra hung thủ biết trưởng môn để báo thù. Chúng đệ tử cần đan dược tu luyện, xin các trưởng lão hãy ban cho đan dược đi. Mọi người ngoái đầu nhìn hướng phát ra thanh âm, ai mà to gan dám công khai đòi đan dược với trưởng lão. Ba trưởng lão đứng trên cao sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm người nói chuyện. Lục Lâm Thiên cười tủm tỉm, người vừa nói là hắn. Lục Lâm Thiên thầm nghĩ. Hoàng Hải Ba, bây giờ ta không giết được các ngươi vậy sẽ kiếm chút rắc rối cho các ngươi, để các ngươi không sống yên. Ít nhất lần này cho các ngươi ói ra khố phòng tư nhân. Mọi người thấy là tiểu sư huynh nói thì phồng lên can đảm, lớn tiếng la lối. Không sai, tiểu sư huynh nói đúng, chúng đệ tử cần đan dược. Chúng đệ tử phải cố gắng tu luyện báo thù cho trưởng môn. Chúng đệ tử muốn đan dược. Hoàng Hải Ba, Chu Ngọc Hậu, Trịnh Anh nhìn nhau. Hiện tại Phi Linh Môn không có gì, đào đâu ra đan dược. Phi Linh Môn chỉ là cái xác rỗng. Trịnh Anh tiến lên trước, nhíu mày nói. Mọi người hãy yên lặng, nói thật đi, chúng ta đều biết tình huống của Phi Linh Môn thế nào. Hiện tại Phi Linh Môn không lấy ra đan dược nổi, nhưng ta tin chỉ cần chúng ta cố gắng sau này sẽ tốt hơn, đan dược tam phẩm cũng không thành vấn đề. Lục Lâm Thiên chỉ sợ mọi người không gây chuyện, hắn lại đổ dầu vào lửa. Trịnh trưởng lão nói có lý, nhưng đan dược tam phẩm là chuyện tương lai. Hiện tại chúng ta muốn đan dược tu luyện để nâng cao thực lực, có như vậy Phi Linh Môn mới mạnh lên, sau này Phi Linh Môn càng lớn mạnh. Cho nên bây giờ chúng ta cần đan dược. Hoàng Hải Ba, Chu Ngọc Hậu giận dữ trừng Lục Lâm Thiên. Trịnh Anh trưởng lão cũng lườm hắn một cú sắc lẻm. Chúng đệ tử muốn đan dược ngay bây giờ, không có đan dược thì chúng đệ tử rời khỏi đây thôi. Cứ lừa chúng ta, một năm lại chối một năm. Chúng ta không làm nữa, chúng ta phải rời khỏi Phi Linh Môn. Không cho đan dược thì chúng ta đi. Không biết là ai nói trước, quần chúng kích động la ó nếu không cho đan dược thì bọn họ sẽ rời khỏi Phi Linh Môn. Vì bị dồn nén tức giận, đến mức xưng hô cũng thay đổi. Lục Lâm Thiên cười tà, giờ các trưởng lão sẽ phải nhức đầu. Nếu mọi người rời khỏi Phi Linh Môn thì môn phái này không còn lại gì. Ba trưởng lão Phi Linh Môn đang nhức đầu như búa bổ. 5 năm trước không phát đan dược, hơn 300 đệ tử có một nửa rứt áo ra đi, giờ chỉ còn lại 100 người. Nếu các đệ tử đi hết thì Phi Linh Môn khỏi cần ai tiêu diệt, bản thân tự chết, còn mặt mũi nào trước liệt tổ liệt tông Phi Linh Môn. Chu Ngọc Hậu cao giọng quát. Mọi người bình tĩnh đừng nóng. Thanh âm xen lẫn chân khí truyền vào tai mỗi người, trong đại điện văng vẳng thanh âm này. Mọi người chậm rãi im lặng nhưng cảm xúc vẫn cực kỳ kích động, có khí thế hôm nay không đưa đan dược thì sẽ rời khỏi Phi Linh Môn. Chu Ngọc Hậu nhìn Lục Lâm Thiên chằm chằm, nói. Thôi vậy đi, chuyện đan dược từ từ tính sau, chuyện này cần có trưởng môn quyết định, chúng ta là trưởng lão không thể quyết định chuyện này. Hay trước tiên đề cử ra trưởng môn, mọi người thấy sao? Mọi người sửng sốt. Đề cử trưởng môn. Đề nghị này hấp dẫn đám người. Trịnh Anh nói với Chu Ngọc Hậu. Sư huynh, theo quy định của Phi Linh Môn thì ai được trưởng môn ấn phù mới làm trưởng môn? Trịnh Anh không hay biết việc đề cử trưởng môn.
Hoàng Hải Ba lạnh nhạt nói. Sư muội, quy định là do người đặt ra, chẳng lẽ người giết trưởng môn cầm trưởng môn ấn phủ đến thì chúng ta cũng phải thừa nhận kẻ đó làm trưởng môn sao? Chu Ngọc Hậu góp lời. Trước tiên chúng ta phải chọn ra trưởng môn, Phi Linh Môn không thể luôn vắng trưởng môn được, điều này không tốt cho Phi Linh Môn phát triển. Lục Lâm Thiên thầm nghĩ. Hai người này kẻ sướng người hòa, dường như nhằm vào ghế trưởng môn. Có vẻ bọn họ đã sắp đặt từ trước, lợi dụng cơ hội này chọn ra trưởng môn mới. Lục Lâm Thiên nghe Hoàng Hải Ba, Chu Ngọc Hậu, Trịnh Anh đối thoại, đoán đại khái Hoàng Hải Ba và Chu Ngọc Hậu đã có âm mưu từ trước, hai người muốn chiếm chức trưởng môn. Trịnh Anh chần chừ. Nhưng mà, Trịnh Anh chưa nói xong đã bị Hoàng Hải Ba ngắt lời. Hoàng Hải Ba cao giọng quát. Các vị đệ tử, hôm nay đề cử ra trưởng môn mới xong sẽ mời trưởng môn phát đan dược cho chúng ta. Được, đề cử trưởng môn mới. Đệ tử trong đại điện nghe nói có đan dược thì đồng ý, đây mới là điều quan trọng nhất, ai làm trưởng môn không đến lượt bọn họ lo. Chu Ngọc Hậu nhìn mọi người chằm chằm. Quyết định vậy đi, trưởng môn mới theo ta thấy nên có uy vọng trong môn mới được, thực lực phải là đứng đầu Phi Linh Môn, chắc mọi người không có ý kiến gì. Lục Lâm Thiên thầm nhủ. Cáo già, nói thẳng ra là chọn từ ba trưởng lão các người đi. Đề cử trưởng môn chỉ là cái cớ cho đẹp. Ai có thể trở thành trưởng môn sợ là Hoàng Hải Ba, Chu Ngọc Hậu đã ngầm quyết định, bây giờ chỉ mượn cơ hội leo lên. Tựa như tự do chính trị ở quốc gia nọ trong kiếp trước của Lục Lâm Thiên, bầu cử gì đó vốn sớm được định sẵn, làm gì tới lượt dân chúng quyết định. Lục Lâm Thiên giơ tay kêu lên. Chu trưởng lão nói đúng, nhưng đệ tử cho rằng muốn trở thành trưởng môn thì phải có cống hiến với Phi Linh Môn mới được, và khiến mọi người tâm phục khẩu phục. Dù có thực lực mạnh đến mấy nếu không làm việc vì Phi Linh Môn, không ra mặt cho Phi Linh Môn, trưởng môn như vậy chúng ta cần làm chi? Lục Lâm Thiên thầm nghĩ nếu để Hoàng Hải Ba, Chu Ngọc Hậu được chức trưởng môn thì sau này càng khó đối phó hơn. Lục Lâm Thiên còn ở lại Phi Linh Môn một đoạn thời gian, nếu để hai người kia làm trưởng môn thì hắn khó sống. Trong đại điện, đám đệ tử bình thường la lên. Tiểu sư huynh nói không sai, chúng ta đồng ý. Lục Lâm Thiên có địa vị rất cao trong lòng các đệ tử bình thường. Trịnh Anh đứng hàng trên liếc qua Lục Lâm Thiên, biểu tình lo âu. Chu Ngọc Hậu nhìn mọi người, mở miệng nói. Đó là tất nhiên, ta thấy để Hoàng trưởng lão làm trưởng môn mới là hay nhất, mọi người không có ý kiến gì đi. Hoàng Hải Ba mỉm cười thân thiện nhìn mọi người, trong Phi Linh Môn hiện tại trừ gã ra không có ai khác thích hợp hơn, Hoàng Hải Ba và Chu Ngọc Hậu đã bàn bạc rất kỹ và lâu về điều này. Các đệ tử trong đại điện nhìn Hoàng Hải Ba đăm đăm, không người nói chuyện, không ai phụ họa hay phản đối. Mấy đệ tử của Hoàng Hải Ba lớn tiếng nói. Chúng ta đều ủng hộ, sư phụ là nhân tuyển thích hợp nhất. Thanh âm đơn điệu quanh quẩn trong đại điện, có vẻ Hoàng trưởng lão không được lòng người. Trương Minh Đào đến bên cạnh Lục Lâm Thiên, nhỏ giọng nói. Sư đệ, không thể để Hoàng trưởng lão làm trưởng môn. Lục Lâm Thiên cười khổ tỏ vẻ bất đắc dĩ. Chức trưởng môn chỉ có thể chọn từ ba trưởng lão, không đến phần người khác. Lục Lâm Thiên không muốn Hoàng Hải Ba trở thành trưởng môn nhưng hắn không cách nào ngăn cản. Bên trên, Chu Ngọc Hậu nghiêng người hỏi Trịnh Anh. Sư muội chắc không phản đối nhị sư huynh trở thành trưởng môn. Lục Lâm Thiên hét to. Theo ta thấy Trịnh trưởng lão cũng rất tốt, hay là để Trịnh trưởng lão làm trưởng môn đi. Phương Tân Kỳ nói. Tiểu sư đệ, sư phụ là nữ. Phi Linh Môn có môn quy, nữ nhân không thể trở thành trưởng môn. Lục Lâm Thiên lẩm bẩm. Môn quy kỳ cục, kỳ thị nữ giới. Chu Ngọc Hậu lạnh lùng liếc Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên, người mới tham gia Phi Linh Môn nên không biết tổ tiên Phi Linh Môn đã có môn quy nữ nhân không được làm trưởng môn. Lục Lâm Thiên luôn châm lửa góp gió phá hoại chuyện tốt của gã, Chu Ngọc Hậu bất mãn hắn từ lâu. Một thanh âm khác lớn tiếng nói. Tiểu sư đệ là đệ tử quan môn mà sư phụ nhận, thực lực của tiểu sư đệ thì mọi người cũng đã thấy. Tuy tiểu sư đệ chỉ mới vào Phi Linh Môn chúng ta không lâu nhưng đuổi người La Sát Môn đi cho chúng ta. Hay mọi người đề cử tiểu sư đệ làm trưởng môn đi. Là Trương Minh Đào nói chuyện. Đệ tử đầu chọc lớn giọng nhất. Tiểu sư huynh làm trưởng môn, ta không biết có ai phản đối không chứ ta thì đồng ý hai tay. Một đệ tử bình thường hét to. Nếu tiểu sư đệ làm trưởng môn thì ta cũng không có ý kiến, là tiểu sư đệ đã cứu mạng của ta.
Đệ tử này là Tôn Nguyên lúc trước được đệ tử cứu, gã nhớ kỹ ơn cứu mạng đó. Mấy lần Tôn Nguyên đến chỗ tiểu sư đệ để cảm ơn nhưng không gặp, tất nhiên gã ủng hộ hết mình Lục Lâm Thiên lên làm trưởng môn. Hơn trăm người thi nhau hò reo. Ủng hộ tiểu sư huynh. Ta cũng ủng hộ tiểu sư huynh. Lúc trước tiểu sư huynh này đánh người La Sát Môn bị thương nặng, rộng rãi khoáng đạt, chữa thương cho mấy đệ tử bình thường. Cho nên Lục Lâm Thiên rất được tập thể đệ tử bình thường ưa thích, mọi người lớn tiếng ủng hộ. Hoàng Hải Ba, Chu Ngọc Hậu đứng trên cao biểu tình cực kỳ khó xem. Hai người vốn định thừa dịp này ngồi ghế trưởng môn, không ngờ Lục Lâm Thiên chen chân ngang phá hỏng hết. Hoàng Hải Ba hắng giọng. Khụ, vừa rồi Chu Ngọc Hậu không được ai ủng hộ đã rất mất mặt, gã nhìn Lục Lâm Thiên chằm chằm. Mọi người hãy yên lặng để ta hỏi chuyện Lục Lâm Thiên. Mọi người đề cử Lục Lâm Thiên làm trưởng môn, ngươi thấy sao? Ngươi nên biết làm trưởng môn tức là phụ trách phát đan dược cho mọi người. Lục Lâm Thiên thầm nghĩ. Cáo già, muốn để ta biết khó mà lui sao? Mắt Lục Lâm Thiên xoay tròn, hắn không hứng thú gì với chức trưởng môn. Nhưng để Hoàng Hải Ba trở thành trưởng môn, hôm nay Lục Lâm Thiên đã đắc tội gã ra mặt, e rằng sau này khó sống trong Phi Linh Môn. Làm trưởng môn thì sao? Ta làm trưởng môn vài ngày chơi cho biết. Lục Lâm Thiên cắn răng làm liều. Lục Lâm Thiên mỉm cười nói. Hoàng trưởng lão nói vậy nghĩa là nếu đệ tử có thể lấy ra đủ đan dược thì có thể trở thành trưởng môn của Phi Linh Môn sao? Nhìn Lục Lâm Thiên cười tủm tỉm làm Hoàng Hải Ba thấp thỏm lo âu. Tổng cộng hơn 100 đệ tử, mỗi người một viên đan dược nhất phẩm, một viên đan dược nhị phẩm cộng lại có giá 300 kim tệ. Hơn 100 đệ tử là 4 vạn kim tệ, số lượng này rất nhiều, một nhãi danh chưa dứt sữa không thể nào có 4 vạn kim tệ. Đổi lại là Hoàng Hải Ba cũng phải dốc hết tài sản ra mới đủ số lượng. Đúng vậy, mọi người đề cử ngươi, nếu ngươi có thể lấy đan dược ra thì không thành vấn đề. Người nói chuyện là Trịnh Anh trưởng lão, nàng nhìn Lục Lâm Thiên chằm chằm như khích lệ hắn trở thành trưởng môn. Lục Lâm Thiên bình tĩnh hỏi Hoàng Hải Ba. Ý của Hoàng trưởng lão thế nào? Hoàng Hải Ba nói. Cái này, Trịnh trưởng lão đã nói thì chúng ta sẽ không phản đối. Hoàng Hải Ba cho rằng Lục Lâm Thiên không thể lấy ra nhiều đan dược như thế được. Lục Lâm Thiên mỉm cười nói. Vậy được, ta không chối từ chức trưởng môn này. Lục Lâm Thiên ngẩng đầu bước chậm lên đài cao, nghiêm nghị nhìn mọi người. Đa tạ mọi người đã tin tưởng đề cử ta làm trưởng môn. Sau này chuyện của mọi người là chuyện của Phi Linh Môn, chuyện của Phi Linh Môn tức là chuyện của Lục Lâm Thiên ta. Nếu ai dám khi dễ Phi Linh Môn, một người đến thì chúng ta dạy một người, hai người đến thì chúng ta dạy một cặp. Ta nhất định sẽ tìm về nhiều phúc lợi cho tất cả, để mọi người ăn sung mặc sướng. Trong đại điện rộ lên sóng hoan hô. Ủng hộ tiểu sư huynh. Thấy cảnh này Chu Ngọc Hậu sắc mặt âm trầm nhìn Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên, ngươi mau lấy đan dược ra cho mọi người đi. Lục Lâm Thiên cười nói. Chỉ là đan dược, gấp gì? Lục Lâm Thiên lấy ra một túi không gian. Trong sơn mạch vụ đô ít có đan dược tam phẩm nhưng nhiều đan dược nhất phẩm, nhị phẩm, hơn 100 viên không khó để Lục Lâm Thiên đưa ra. Lục Lâm Thiên nói. Mọi người xếp hàng, mỗi người đều có phần. Lục Lâm Thiên mở túi không gian đổ ra đống đan dược, trong lòng nhỏ máu, mớ này cũng cỡ mấy vạn kim tệ. Vì chức trưởng môn của môn phái nghèo nàn này mà Lục Lâm Thiên bỏ ra mấy vạn kim tệ, cái giá quá lớn. Hàng trăm đệ tử tự động xếp hàng lĩnh đan dược nhất phẩm, nhị phẩm. Thấy cảnh này cơ mặt Hoàng Hải Ba, Chu Ngọc Hậu co giật. Bọn họ không ngờ Lục Lâm Thiên thật sự có mấy trăm viên đan dược. Nhìn đệ tử bình thường lĩnh đan dược, 10 đệ tử thân truyền biến sắc mặt. Tuy bọn họ là đệ tử thân truyền nhưng không sống tốt hơn đệ tử bình thường được bao nhiêu. Phát cho đệ tử bình thường xong Lục Lâm Thiên đến chỗ Trương Minh Đào. Đại sư huynh, cái này cho sư huynh. Lục Lâm Thiên lấy một viên đan dược nhị phẩm cao giai ra. Vừa rồi hắn chỉ cho đệ tử bình thường đan dược nhị phẩm đê giai. Cao giai và đê giai cách biệt giá tiền rất lớn. Trương Minh Đào không ngờ gã cũng có phần, cảm kích nhận lấy đan dược. Trương Minh Đào ở trong Phi Linh Môn mười mấy năm, gã làm đại sư huynh chỉ dùng qua 2 viên đan dược. Lục Lâm Thiên đến bên Phương Tân Kỳ, đưa ra một viên đan dược nhị phẩm cao giai. Của Phương sư tỷ đây. Phương Tân Kỳ không từ chối, vui vẻ nhận lấy đan dược. Đa tạ sư đệ.
Lục Lâm Thiên lại lấy hai viên đan dược nhị phẩm hậu giai nhị phẩm. Đây là của các sư tỷ. Hai nữ nhân mặc váy dài là đồ đệ của Trịnh Anh. Trịnh Anh có tổng cộng 3 đệ tử, Phương Tân Kỳ là lớn tuổi nhất. Hai nữ đệ tử vui vẻ vội nhận lấy ngay. Đa tạ sư đệ. Phát cho hai nữ đệ tử xong, Lục Lâm Thiên đi tới bên một đệ tử thanh niên, mò tìm trong túi không gian, một lúc sau hắn lộ vẻ mặt xin lỗi nói. Ngại quá, vừa vặn đã hết, chờ qua mấy ngày ta sẽ đưa cho các vị sau. Bảy thanh niên cuối cùng biến sắc mặt nói. Cái gì? Mới rồi còn rộng rãi, vì sao đến lượt bọn họ thì hết đan dược? Lục Lâm Thiên lười quan tâm bảy đệ tử này. Bốn người là đồ đệ của Chu Ngọc Hậu, ba người là đồ đệ của Hoàng Hải Ba. Không phải Lục Lâm Thiên không có đan dược, mà là hắn cố ý không cho bọn họ. Lục Lâm Thiên mặc kệ sắc mặt của bảy thanh niên đệ tử, hắn hỏi ba trưởng lão. Ba vị trưởng lão, hiện tại ta là trưởng môn của Phi Linh Môn đúng không? Hoàng Hải Ba, Chu Ngọc Hậu thấy trùng hợp đến lượt đệ tử của bọn họ thì không còn đan dược, hai người sắc mặt âm trầm. Bọn họ bị mất mặt, đệ tử của Trịnh Anh có nhưng đệ tử của Hoàng Hải Ba, Chu Ngọc Hậu không có, rõ ràng làm bọn họ bẽ mặt. Trịnh Anh nói, đây là đương nhiên, nhưng không rõ tung tích trưởng môn ấn phù, không thể đưa cho ngươi. Tuy nhiên sau này ngươi chính là trưởng môn của Phi Linh Môn ta. Hoàng Hải Ba biến sắc mặt. Cái này. Hoàng Hải Ba mắt lóe tia sáng nói. Bởi vì môn quy là trưởng môn phải có trưởng môn ấn phù, nên hiện tại ngươi là quyền trưởng môn của Phi Linh Môn, chờ sau này ngươi tìm ra trưởng môn ấn phù mới làm trưởng môn chính thức. Chu Ngọc Hậu hùa theo. Đúng vậy, làm như thế cũng cho ngươi chút áp lực, ngươi là quyền trưởng môn phải sớm tìm được trưởng môn ấn phù. Chuyện này về sau phải nhờ vào ngươi rồi. Lục Lâm Thiên chửi thầm. Đồ cáo già. Rõ ràng đã đồng ý việc làm trưởng môn, giờ biến thành quyền trưởng môn, khác biệt rất lớn, như vợ cả và vợ bé. Nhưng quyền trưởng môn cũng được, Lục Lâm Thiên không phàn nàn gì thêm. Dù sao đó vẫn là trưởng môn, hơn nữa Lục Lâm Thiên không định làm lâu. Trương Minh Đào hành lễ trước tiên. Bái kiến trưởng môn. Bái kiến trưởng môn. Trong đại điện, đám đệ tử bình thường tôn kính hành lễ, thanh âm quanh quẩn. Ba đồ đệ của Trịnh Anh, nhóm Phương Tân Kỳ cũng cung kính hành lễ. Chỉ có đệ tử của Hoàng Hải Ba, Chu Ngọc Hậu là vẻ mặt bực tức. Lục Lâm Thiên nhẹ nhàng nói. Không cần đa lễ. Thấy nhiều người hành lễ làm Lục Lâm Thiên bỗng dưng rất thích thú, làm người khó thoát khỏi sự hấp dẫn của chức quyền. Hoàng Hải Ba nhìn Lục Lâm Thiên chằm chằm, nói. Lục Lâm Thiên, hiện tại ngươi là trưởng môn của Phi Linh Môn, nên sớm tìm về trưởng môn ấn phù. Lục Lâm Thiên nói. Hoàng trưởng lão đã bảo ta là trưởng môn Phi Linh Môn, vậy hoàng trưởng lão có phải nên gọi tiếng trưởng môn không? Hoàng Hải Ba sửng sốt. Lục Lâm Thiên mỉm cười nói. Lần này thì không cần, nhưng hy vọng lần sau trưởng lão sẽ gọi một tiếng trưởng môn. Tuy hoàng trưởng lão là sư thúc nhưng môn có môn quy. Lục Lâm Thiên quay đầu nhìn đám người, nói. Mọi người quay về chăm chỉ tu luyện đi. Các đệ tử vui vẻ trở về. Tuân lệnh trưởng môn. Nhìn hoàng trưởng lão chịu thiệt trước mặt trưởng môn mới làm đám người thầm sứ y gờ trong bụng. Đám người tán đi, Lục Lâm Thiên cũng rời khỏi đại điện, dắt Lục Tâm Đồng về lại chỗ ở. Lục Tâm Đồng ngước đầu, chớp mắt trong suốt hỏi. Ca ca thật sự làm trưởng môn sao? Lục Lâm Thiên cười nói. Hiện tại ca ca là trưởng môn. Lục Tâm Đồng vui vẻ reo lên. Tốt quá, ca ca làm trưởng môn, trước kia phụ thân cũng là trưởng môn. Nhớ đến phụ thân làm nước mắt Lục Tâm Đồng lại ứa ra. Phương Tân Kỳ nói với Lục Lâm Thiên. Trưởng môn có nhiều đan dược thật. Một hơi lấy ra mấy trăm viên đan dược, trong đại điện không chỉ mình Phương Tân Kỳ bị rung động. Lục Lâm Thiên tự giễu. Xem như phá sản, chức trưởng môn này đắt giá thật. Phương Tân Kỳ rụt rè nói. Ta tin trưởng môn sẽ khiến Phi Linh Môn càng lúc càng tốt hơn, chúng ta đều ủng hộ trưởng môn. Gò má Phương Tân Kỳ hây hây hồng. Lục Lâm Thiên nhìn bộ dạng của Phương Tân Kỳ, kinh ngạc tự kỷ thầm nghĩ. Chẳng lẽ nữ nhân này đã thích ta? Ta đúng là đẹp trai được người thích. Ban đêm Lục Lâm Thiên ăn cơm chiều xong liền về phòng mình, định tiếp tục tu luyện. Chợt Tiểu Long biến hình nhắc nhở Lục Lâm Thiên. Lòng Lục Lâm Thiên chìm xuống. Có người đến. Tiểu Long cảm giác có người đến phòng. Ngoài cửa vang lên giọng nữ. Trưởng môn. Có quấy rầy người không?
Ta đi vào được không? Mời sư thúc vào. Lục Lâm Thiên thầm ngạc nhiên, khách đến là Trịnh Anh, đêm hôm khuya khát nàng tìm hắn có chuyện gì? Lục Lâm Thiên tà ác tưởng tượng Trịnh Anh còn độc thân, nửa đêm tìm hắn có khi nào là dụ dỗ. Lục Lâm Thiên mơ mộng xong đi ra mở cửa phòng. Trịnh Anh mặc cung trang màu xám lả lướt tiến đến, nàng giữ gìn vóc dáng rất tốt, toát ra vẻ phong tình khó cưỡng. Lục Lâm Thiên khép cửa phòng lại, hỏi. Đêm hôm sư thúc tìm ta có chuyện gì không? Trịnh Anh xoay người lại, nghiêm túc nhìn Lục Lâm Thiên, hỏi. Ngươi thật sự là đệ tử Quan Môn được sư huynh của ta nhận? Trịnh Anh rất khó tin thiếu niên này là đệ tử của sư huynh. Lục Lâm Thiên trả lời. Thật 100%. Biểu tình của Lục Lâm Thiên nghiêm nghị đáng tin. Trịnh Anh khẽ thở dài. Sư huynh đã nhận một đệ tử tốt. Vẻ mặt Trịnh Anh buồn bã hỏi Lục Lâm Thiên. Ngươi có biết sư phụ của mình bị ai giết không? Lục Lâm Thiên lắc đầu, nói. Không biết. Lục Lâm Thiên nhìn biểu tình của Trịnh Anh, hắn đoán Trịnh Anh không gả cho ai, giờ lại quan tâm đến Lục Thanh nhất, hay Trịnh Anh trưởng lão luôn thầm mến Lục Thanh. Lục Lâm Thiên càng nghĩ càng thấy mình đoán đúng. Trịnh Anh mời Lục Lâm Thiên. Ngồi đi, ta đến vì có chuyện muốn cho ngươi biết. Hai người ngồi xuống. Lục Lâm Thiên nghi hoặc hỏi. Sư thúc nói đi. Trịnh Anh hỏi lại. Ngươi thật sự muốn làm trưởng môn của Phi Linh Môn hay có mục đích gì khác? Hoặc sư phụ của ngươi đã dặn dò cái gì, ta hy vọng ngươi thành thật nói với ta. Cái này. Lục Lâm Thiên không hiểu ý Trịnh Anh. Ban ngày ta thấy Hoàng trưởng lão, Chu trưởng lão dường như sớm có kế hoạch muốn làm trưởng môn, ta gai mắt góp lời mấy câu không ngờ tự nhiên trở thành trưởng môn. Vậy sư phụ của ngươi có nói gì với ngươi không? Trịnh Anh hỏi. Ví dụ chuyện về trưởng môn ấn phù. Lòng Lục Lâm Thiên chìm xuống, nổi lên cảnh giác. Tất cả đều tìm trưởng môn ấn phù, chẳng lẽ bên trong trưởng môn ấn phù chứa bí mật gì sao? Lục Lâm Thiên lắc đầu, nói. Không. Lục Lâm Thiên vẫn không buông cảnh giác. Trịnh Anh khẽ thở dài. Xem ra sư phụ của ngươi chưa kịp nói, không biết trưởng môn ấn phù lưu lạc nơi đâu. Nếu không có trưởng môn ấn phù thì Phi Linh Môn chúng ta không còn hy vọng cuối cùng. Lục Lâm Thiên hỏi. Sư thúc, trưởng môn ấn phù có bí mật gì sao? Trịnh Anh nhìn Lục Lâm Thiên. Hiện tại ngươi là trưởng môn của Phi Linh Môn, nói cho ngươi cũng không sao. Thật lâu trước kia Phi Linh Môn chúng ta không tụt dốc như bây giờ. Phi Linh Môn là đại môn đại phái trong cổ vực, có mấy vạn đệ tử. Sau này Phi Linh Môn xuống dốc từng đời đến bây giờ thành ra như vậy. Lục Lâm Thiên giật mình, hắn không ngờ Phi Linh Môn có quá khứ huy hoàng. Mấy vạn đệ tử trong môn phái, tuy không sánh bằng siêu đại môn phái như Vân Dương Tông nhưng cũng xem như đại môn đại phái. Lục Lâm Thiên chỉ hơi ngạc nhiên, kiếp trước có câu không giàu quá ba đời, tại đây không có môn phái nào dám vỗ ngực tuyên bố mãi mãi hưng thịnh. Trịnh Anh kể tiếp, lúc Phi Linh Môn còn ở thời kỳ đỉnh cao, có vị tiên tổ đã chuẩn bị sẵn cho tương lai Phi Linh Môn suy tàn, dựng một mật thất tinh diệu. Nghe nói trong mật thất có vật giúp Phi Linh Môn lại vùng lê y đỉ y hát cao. Mật thất gồm 3 chìa khóa, tập hợp đủ 3 chìa khóa và trưởng môn ấn phù là có thể mở mật thất ra, lấy được báu vật tổ tiên Phi Linh Môn để lại. Nếu có ai cưỡng ép mở ra mật thất sẽ tự nổ, mọi thứ bị phá hủy hết. 3 chiếc chìa khóa truyền đến đời chúng ta nằm trong tay 3 trưởng lão. Giờ ngươi đã hiểu tác dụng của trưởng môn ấn phù rồi đi. Lục Lâm Thiên kinh ngạc thầm nghĩ. Tổ tiên Phi Linh Môn để lại báu vật, quả nhiên có bí mật. Hèn gì Hoàng Hải Ba sốt ruột muốn tìm trưởng môn ấn phù, thì ra nguyên nhân là đây. Lục Lâm Thiên hỏi. Phi Linh Môn đã đến tình trạng này, tại sao lúc trước không mở mật thất ra? Tổ tiên dặn trừ phi Phi Linh Môn đến phút nguy hiểm sinh tử, không thì không thể mở mật thất ra. Trịnh Anh trả lời. Nhị sư huynh và tam sư huynh luôn muốn mở mật thất nhưng bị đại sư huynh phản đối, cho nên mật thất mãi đóng kín. Hôm nay ban ngày nhóm nhị sư huynh muốn làm trưởng môn cũng vì để mở mật thất, khi nhị sư huynh lên làm trưởng môn thì ta không thể ngăn cản. Không ngờ bị ngươi phá rối. Lục Lâm Thiên khẽ nói. Thì ra là vậy. Lục Lâm Thiên luôn thắc mắc vì sao Phi Linh Môn xuống dốc như thế mà Hoàng Hải Ba vẫn ham chức trưởng môn, ra là vì mật thất trong môn phái. Lục Lâm Thiên nói, hiện tại không có trưởng môn ấn phù vậy là không cách nào mở mật thất. Trưởng môn ấn phù đang nằm trong tay Lục Lâm Thiên, hắn muốn biết phải chăng mật thất vô cùng an toàn,
trừ trưởng môn ấn phủ ra không có cách nào khác mở mật thất. Trịnh Anh chắc chắn nói. Đúng rồi, chỉ khi có đủ 3 chiếc chìa khóa và trưởng môn ấn phủ mới mở mật thất được. Lục Lâm Thiên thầm nghĩ. Không biết trong mật thất có cái gì, phi linh môn từng hưng thịnh để lại báu vật chắc không đơn giản. Trịnh Anh suy đoán. Hiện tại ngươi đã là trưởng môn, vì phi linh môn, ngươi phải tìm ra trưởng môn ấn phủ. Ta đoán trước khi sư phụ của ngươi chết không giao trưởng môn ấn phủ quan trọng cho ngươi và Lưu Nhất Thủ có lẽ vì đã giấu ở nơi nào đó. Nhất định phải tìm ra trưởng môn ấn phủ. Lục Lâm Thiên nói. Nhất định. Trong đầu Lục Lâm Thiên suy nghĩ chuyện khác, hiện Lục Lâm Thiên có trưởng môn ấn phủ, hắn càng không thể nói điều này với ai. Nếu biết Lục Lâm Thiên giữ trưởng môn ấn phù thì đám người Hoàng Hải Ba sẽ bất chấp tất cả xử đẹp hắn. Lục Lâm Thiên cười thầm. Xem ra ta phải làm chức quyền trưởng môn này lâu chút rồi. 3 ngày sau, vòng ngoài Phi Linh Sơn, rừng cây rậm rạp che kín bầu trời, chỉ có tia sáng xuyên qua kẽ hở tán lá rậm rạp chiếu vào. Hiện là sáng sớm, nhìn rừng cây âm u rậm rạp từ xa. Sâu trong rừng che giấu hắc ám vô biên. Qua một đêm, trên lá cây còn đọng giọt sương sớm. Từng giọt sương mai lăn xuống vang tiếng tí tách, tí tách. Một bóng áo xanh xuất hiện trong đó, bộ dạng 17, 8 tuổi, khuôn mặt kiên cường, khí chất trưởng thành bạn cùng lứa không có. Nếu cẩn thận cảm giác sẽ phát hiện trên người thiếu niên toát ra sát khí nhàn nhạt, đôi mắt sáng như sao kia sâu thẳm. Lạ hơn là có một con rắn vàng nhỏ vắt trên vai thiếu niên. Con rắn nhỏ ngẩng đầu nhìn đông ngó tây. Người này chính là Lục Lâm Thiên. Sáng sớm Lục Lâm Thiên rời khỏi Phi Linh Môn, hắn định đi đại trấn gần đây xem có bán yêu thú không, thử uy lực huyết hồn ấn có thật sự tu luyện thành công, điều này vô cùng quan trọng với Lục Lâm Thiên. Trấn Thiên Tinh là thành trấn lớn nhất quanh đây mà Lục Lâm Thiên biết, cách Phi Linh Môn 3 ngày đường, nếu cưỡi ngựa đi gấp thì một ngày là tới. Trấn Thiên Tinh có bán yêu thú, các dòng binh đoàn bắt yêu thú trong sơn mạch Vũ Đô sẽ bán tại đây. Đương nhiên giá tiền sẽ không hề rẻ chút nào. Phi Linh Môn rất nghèo, nghèo tới nổi không có một con ngựa. Ra bên ngoài Phi Linh Sơn Lục Lâm Thiên bỏ ra mười mấy kim tệ mua con ngựa không phải thượng hạng cưỡi đi Trấn Thiên Tinh. Xuất phát từ sáng sớm dục ngựa chạy nhanh, lần đầu tiên cưỡi ngựa nên Lục Lâm Thiên rất hăng hái, mấy lần suýt té ngựa, may hắn tay chân lanh lẹ nên không đến lỗi bị quăng xuống đường. Dọc đường đi không gặp nguy hiểm gì, Lục Lâm Thiên toàn đi đường cái. Ít có chuyện lộn xộn. Đến buổi chiều thì Lục Lâm Thiên tới Trấn Thiên Tinh. Diện tích Trấn Thiên Tinh lớn hơn Trấn Thanh Vân một chút, náo nhiệt hơn Trấn Thanh Vân, nhưng song song đó là hoàn cảnh hỗn loạn hơn, không như Trấn Thanh Vân có năm đại gia tộc giữ an ninh trật tự. Cộng với Trấn Thiên Tinh tụ tập đủ mọi hạng người, rất khó quản lý. Buổi chiều là lúc đường cái tấp nập nhất, người đến người đi, thanh âm ồn ào điếc tai. Lục Lâm Thiên dắt con ngựa mệt chảy mồ hôi ròng ròng đi vào Trấn Thiên Tinh. Lục Lâm Thiên thẳng hướng một lữ quán nghỉ chân. Lầu 1 là tử quán, lầu 2 là phòng trọ. Hôm nay không kịp trở về Phi Linh Môn, Lục Lâm Thiên đặt một phòng thượng hạng, để ngựa lại lữ quán, kêu ít thức ăn. Lục Lâm Thiên ngồi bàn gần cửa sổ lầu 1. Lục Lâm Thiên nhìn cảnh tượng náo nhiệt người qua kẻ lại bên ngoài khung cửa sổ, mới buổi chiều mà đã có nhiều nữ nhân mặc đồ hở hang ra kiếm ăn. Chỗ nào cũng có nghề bán thịt này, hết cách, trong cổ vực hỗn loạn nữ nhân không phải vũ giả hoặc linh giả khó tìm được nghề đàng hoàng khác. Lúc Lục Lâm Thiên bước vào tử quán thì bị nhiều người chú ý, dù sao bề ngoài hắn là thiếu niên nhưng vô hình toát ra khí thế bắt mắt. Lục Lâm Thiên sớm âm thầm quan sát đám người chú ý, toàn là vũ giả, tu vi cỡ vũ sĩ, một số là vũ đồ, vũ sư. Trong tử quán có mấy chục người. Một lát sau tiểu nhị bưng thức ăn lên. Lục Lâm Thiên ăn ngấu nghiến, ngồi trên lưng ngựa sóc này cả ngày làm hắn rất đói bụng. Chỉ mất mấy phút ăn xong mâm cơm, Lục Lâm Thiên rời khỏi tử quán đi dạo. Trong đám người nhốn nháo có mấy nữ nhân trẻ tuổi tô son chát phấn, mặc áo thiếu vải lộ vai và ngực sữa súm lại gần Lục Lâm Thiên. Tiểu đệ đệ, lại đây tỉ tỉ chơi với ngươi, chỉ cần nửa kim tệ. Nếu ngươi thích thì chọn hai người cùng lúc, một kim tệ là được, chúng ta sẽ cho ngươi lên tiên. Mấy nữ nhân lôi kéo, bộ ngực cọ sát Lục Lâm Thiên làm hắn nổi da gà da vịt. Lục Lâm Thiên sợ hãi co giò bỏ chạy. Các vị, ngại quá, buổi tối ta đến, tối đi. Lần đầu tiên của hắn không có lý nào tặng cho đám nữ nhân này. Mấy nữ nhân liếc xéo Lục Lâm Thiên. Tiểu quỷ vô dụng.
Trong đám người xung quanh có vài nam nhân tìm đến các nàng, mỗi người ôm một nữ nhân quần áo hở hang, bàn tay thô ráp bạo lực xoa nắn bóp dẹp bộ ngực. Kỹ nữ, nhãi danh không hiểu chuyện, để các đại gia thương ngươi. Hầu hạ đại gia thoải mái sẽ có thưởng. Ca ca tốt nhất. Mấy nữ nhân lắc mông, nhoẻn miệng cười, vẻ mặt quyến rũ ma mị dẫn mấy nam nhân vào ngõ hẻm tối. Lục Lâm Thiên chạy đi thật xa mới dừng lại, suýt thất thần, phải giữ kỹ thân đồng tử mới được. Một thanh niên vóc dáng không cao, gầy gò, mắt lóe tia sáng lanh lợi đến gần Lục Lâm Thiên. Vị đại nhân này lần đầu tiên đến Chấn Thiên Tinh phải không? Có gì cần cứ tìm ta, cho ít phí là đủ. Lục Lâm Thiên xem xét thanh niên, trường sam nửa cũ, tuổi chừng 17, 18. Nhưng mắt lấm la lấm lét nhìn sao cũng giống Lục Tiểu Bạch. Thanh niên vỗ bộ ngực gầy nói. Đại nhân, ta tên Lưu Nhất Thủ, không phải người xấu, cũng không là ăn cướp. Ta là địa đầu xà ở đây, Vạn Sự Thông. Lần đầu đại nhân đến Chấn Thiên Tinh, có chuyện gì cứ tìm ta. Ta chỉ kiếm miếng cơm ăn, đại nhân cứ tin tưởng ta. Lục Lâm Thiên nói. Lưu Nhất Thủ, cái tên rất đặc biệt. Lục Lâm Thiên nhìn thanh niên gầy gò, thực lực chỉ cỡ vũ đồ. Lưu Nhất Thủ gãi đầu, cười nói. Là phụ mẫu đặt tên, ta đành chịu. Lưu Nhất Thủ tiếp tục bảo. Chắc lần đầu tiên đại nhân đến Chấn Thiên Tinh. Ta thấy vừa rồi đại nhân bị mấy kỹ nữ hù chạy là biết ngay. Đại nhân có gì cần ta hỗ trợ cứ nói. Gì mà bị kỹ nữ hù chạy? Lục Lâm Thiên lườm Lưu Nhất Thủ, chống chế. Đó là giữ mình trong sạch hiểu không? Lục Lâm Thiên hỏi. Có chỗ bán yêu thú không? Dẫn ta đi, nếu vừa lòng sẽ thưởng cho ngươi. Trong chỗ này có địa đầu xà trợ giúp thì đỡ ô tốn thời gian hơn. Mắt Lưu Nhất Thủ sáng rực dẫn Lục Lâm Thiên đi tới trước. Chỗ bán yêu thú, đại nhân tìm đúng người. Cái khác ta không dám nói chứ một tiểu tổng quản chợ ngầm Chấn Thiên Tinh là biểu đệ của nhi tử của bằng hữu của mẫu thân ta. Chúng ta chơi với nhau từ nhỏ, nếu đại nhân nhìn chúng yêu thú nào có thể giảm giá cho đại nhân. Lục Lâm Thiên cười cười, thanh niên này thật giỏi nói khoác. Lục Lâm Thiên theo Lưu Nhất Thủ đi qua mấy con phố, từ cuối một con đường đi vào đường ngầm dưới đất. Lưu Nhất Thủ nói nơi náo nhiệt nhất Chấn Thiên Tinh không phải trên đường mà là chợ ngầm. Một số chỗ lớn quanh đây có phú thương, công tử kéo đến chợ ngầm. Bởi vì trong chợ ngầm mua bán đủ thứ đồ trong tối ngoài sáng. Yêu thú, đan dược, vũ khí, dược liệu, cái gì cần có đều có. Bán luôn yêu đan, linh thú, nhưng mấy thứ này không dễ tham quan. Nếu không có đủ thực lực thì chợ ngầm sẽ không cho ngươi vào, mấy thứ đó rất hiếm thấy ở bên ngoài. Trong chợ ngầm còn bán nô lệ, khiến mọi người hưng phấn là chỗ này thường bán nữ nô lệ thân thể ta ở huyền y ta upsilon oig, nếu may mắn sẽ gặp dáng người nóng bỏng, khuôn mặt xinh đẹp. Nên khá nhiều người hoặc bận hoặc rảnh đều sẽ đi chợ ngầm dạo một vòng. Lục Lâm Thiên cùng Lưu Nhất Thủ đến chợ ngầm, thầm cảm thán. Chợ ngầm thật như thế giới ngầm, diện tích lớn hàng vạn thước vuông, không biết làm sao đào được. Bên trong biển người đông đúc nhưng không chật chội. Cách thông gió rất tốt. Chợ ngầm đúng là có phong cách dưới lòng đất, tiếng giao hàng đinh tai nhức óc. Trong chợ ngầm bày nhiều vật phẩm, đan dược, dược liệu, binh khí vân vân và vân vân. Lưu Nhất Thủ hét lớn với Lục Lâm Thiên. Thế nào, thấy náo nhiệt không? Trong chỗ này không nói lớn tiếng thì không nghe được. Lục Lâm Thiên nói. Mang ta đi xem yêu thú. Hiện giờ Lục Lâm Thiên chưa thiếu đan dược, dược liệu. Mục tiêu lần này của hắn chỉ có yêu thú. Lưu Nhất Thủ nói. Chuyện nhỏ, đi theo ta. Đi trong chợ ngầm náo nhiệt, hắn cảm giác có hơi thở của mấy linh giả. Trong một bệ đá, có nam nhân trung niên bộ dáng nhân viên chợ thò bàn tay thô ráp bóp mông, ngực mấy thiếu nữ TA ớ huyền ITA Upsilon OIG đứng trên lan can bệ đá, cao giọng quát. Hôm nay có nô lệ mới đến, thân thể khỏe mạnh, trẻ tuổi. Giá khởi điểm cho nam là 5 kim tệ, nữ là 8 kim tệ. Còn mấy thiếu nữ nô lệ, nhìn bộ ngực này, phát dục rất tốt, mông vừa vểnh lại vừa săn chắc. Mấy người này giá khởi điểm là 15 kim tệ. Bọn họ chỉ là xúc sinh trong mắt nam nhân trung niên, không có sự thương hại. Lục Lâm Thiên thầm thở dài, thế giới chính là như thế, không có thực lực thì chẳng là gì, mọi thứ trên đời dựa vào thực lực nói chuyện. Chính giữa chợ ngầm. Trên một bệ đá to cao ngàn thước, Lục Lâm Thiên đi theo Lưu Nhất Thủ tới nơi này.
Xung quanh bệ đá không có nhiều người đứng vây quanh như chỗ buôn bán nữ nô lệ. Lục Lâm Thiên quan sát trong mấy chục người vây quanh bệ đá đa số là đẳng cấp vũ sư. Khiến Lục Lâm Thiên ngạc nhiên là có vài người toát ra tu vi vũ phách. Tuy các cường giả đã giấu đi hơi thở nhưng Lục Lâm Thiên vẫn mơ hồ cảm nhận được. Trên bệ đá có mười mấy con yêu thú ở trên bục, mỗi con bị nhốt trong lig sắt to. Nhìn sơ qua có mấy yêu thú như đại địa khiếu lang, hùng lang. Yêu thú ngẫu nhiên phát hiện tiếng gầm điếc tai sau đó bị nam nhân trung niên quất mạnh một nhát roi. Nam nhân trung niên trên bệ đá hét to. Hùng lang đẳng cấp nhị giai trung kỳ, giá khởi điểm 3.000 kim tệ. Yêu thú nhị giai đắt hơn đan dược nhị phẩm nhiều. Đan dược dùng một lần là hết, còn yêu thú thì luôn ở bên cạnh ngươi. Nếu may mắn yêu thú đột phá bán lại cho người thì giá tiền sẽ tăng gấp mấy lần. Lục Lâm Thiên nhìn các yêu thú trên bệ đá. Toàn là yêu thú nhị giai. Trừ một con yêu thú tam giai sơ kỳ ra những yêu thú khác là nhị giai, thậm chí còn có mấy con là nhất giai. Tuy mục tiêu của Lục Lâm Thiên là yêu thú nhị giai nhưng hắn muốn tìm yêu thú phi hành, tốt nhất là huyết mạch cao chút, sau này có thể lại đột phá càng tốt. Có yêu thú phi hành không chừng Lục Lâm Thiên có thể sớm quay về thành Vũ Đô. Lục Lâm Thiên không cho rằng hắn sẽ dễ dàng mua được yêu thú thích hợp cho mình. Yêu thú thực lực quá mạnh thì Lục Lâm Thiên không chiếm được, huyết mạch thấp thì bị hắn chê, còn phải là yêu thú phi hành. Điều kiện quá khắt khe. Yêu thú phi hành vốn đã khó bắt, có thiên phú phi hành không khó giết, nhưng muốn bắt sẽ khó khăn hơn nhiều. Hơn nữa tất cả vũ giả không thể tự bay thích nhất là yêu thú phi hành. Giữ yêu thú phi hành bên cạnh thực lực sẽ tăng nhiều, tiện hơn người khác. Cho nên giá tiền và buôn bán yêu thú phi hành càng đắt hơn. Song song đó yêu thú phi hành thưa thớt hơn. Lục Lâm Thiên hỏi Lưu Nhất Thủ. Có yêu thú phi hành không? Lưu Nhất Thủ trả lời. Ít khi có yêu thú phi hành, mỗi lần có hàng sẽ thông báo cho khách quý trước. Cho nên một năm số lượng yêu thú phi hành được bán công khai rất ít. Nghĩ cách giúp ta. Lục Lâm Thiên đưa 5 kim tệ cho Lưu Nhất Thủ. Tìm yêu thú phi hành giúp ta, sẽ có thưởng hậu hĩnh. Lưu Nhất Thủ nhanh chóng chộp lấy kim tệ. Được, ta tìm sẽ biểu đệ của nhi tử của bằng hữu của mẫu thân ta, hỏi xem hắn có cách gì không. Đại nhân cần yêu thú phi hành hệ nào? Lục Lâm Thiên nói. Hệ nào cũng được. Thông thường vũ giả tìm yêu thú làm tọa kỵ phải xem có hợp hệ không. Như vũ giả hỏa hệ chỉ có thể tìm yêu thú hỏa hệ làm tọa kỵ. Vũ giả thủy hệ thì tìm yêu thú thủy hệ. Thuộc tính của vũ giả và yêu thú giống nhau sẽ dễ khống chế hơn. Vô hình chung chấn phúc cho tu vi thực lực của vũ giả. Nếu thuộc tính khác nhau sẽ rắc rối rất nhiều, cần linh giả miễn cưỡng khống chế yêu thú cho vũ giả, cũng tổn thương thân thể vũ giả. Lục Lâm Thiên không cần lo điều này vì hắn là vũ giả toàn hệ, yêu thú phi hành hệ nào đều được. Nếu yêu thú phi hành là phong hệ thì càng tuyệt vời hơn, tốc độ nhanh hơn yêu thú hệ khác nhiều. Yêu thú phong hệ có thuộc tính thiên phú bản năng, tốc độ nhanh hơn nhiều. Lưu Nhất Thủ nhanh chóng biến mất khỏi đám người. Vậy đại nhân chờ chút, ta đi hỏi ngay. Lục Lâm Thiên quan sát xung quanh, quy mô chợ ngầm khá lớn, chắc chắn sau lưng nó có thế lực khổng lồ nào đó ủng hộ, nếu không trong cổ vực này chợ ngầm Trấn Thiên Tinh đã sớm bị người phá sập. Chợ ngầm lớn như thế chắc thế lực sau lưng nó không đơn giản. Một lát sau Lưu Nhất Thủ trở về bên Lục Lâm Thiên, khẽ thở dài. Đại nhân, ta đã hỏi thăm rồi. Gần đây nhiều dòng binh đoàn đi vào sơn mạch Vũ Đô rồi không về nữa nên không có yêu thú phi hành. Bình thường mùa đông đến là tất cả dòng binh đoàn sẽ trở về, khi đó sẽ có yêu thú phi hành. Lục Lâm Thiên cũng buông tiếng thở dài. Không có. Lần này đến uổng công sao? Không có yêu thú phi hành, vậy mua đại con yêu thú nào thử công dụng huyết hồn ấn? Lục Lâm Thiên đang suy tư thì Lưu Nhất Thủ mở miệng nói. Đại nhân nếu rất cần yêu thú phi hành thì ta gần đây nghe tin trong Lan Lăng Sơn xuất hiện một con yêu thú lợi hại, trước kia trong Lan Lăng Sơn chưa từng có yêu thú. Nhiều cường giả đã bị giết, trong đó có vũ sư. Có người sống sót nói đó là yêu thú phi hành. Lục Lâm Thiên hỏi, Lan Lăng Sơn cách chỗ này xa không? Lưu Nhất Thủ trả lời, không xa, nếu cưỡi ngựa thì một ngày rưỡi là đến nơi. Ta biết có người đang chiêu mộ vũ giả đi Lan Lăng Sơn. Hôm nay sẽ xuất phát, chiều mai là đến nơi. Lục Lâm Thiên do dự. Vậy sao? Yêu thú phi hành có thể giết vũ sư cũng cỡ tam giai, e rằng Lục Lâm Thiên không khống chế được.
Lúc này một tiếng quát vang lên. Lưu Nhất Thủ, rốt cuộc bản tiểu thư tìm được ngươi, mau lại đây. Một bóng người xuất hiện trước mắt Lục Lâm Thiên. Tất cả nam nhân tại đây cùng tập trung vào người đến. Đó là một thiếu nữ 18, 9 tuổi, tóc đen dài như thác nước buộc hở sau gáy nhẹ lắc lư, khuôn mặt tinh xảo, da trắng. Tất cả phối hợp lại đúng là hoàn mỹ, hấp dẫn tất cả nam nhân. Cách thiếu nữ ăn mặc hơi thiếu vải, nửa người trên mặc giáp da sát người, làm bằng da lông yêu thú, nhìn màu sắc là biết đắt tiền. Giáp da mềm mại, có thể thấy ngực thiếu nữ nhô ra, giáp da bao lại eo thon. Thân dưới của thiếu nữ càng hở, mặc quần bó làm bằng giáp da, quần ngắn chỉ đến đùi bao quanh cặp mông săn chắc. Dưới quần da nàng mặc quần dài như cái vớ da bao đôi chân thon dài, bên hông treo hai thanh kiếm ngắn nửa thước khắc hoa tinh xảo. Lục Lâm Thiên rung động nhìn thiếu nữ, thật dễ khiến nam nhân xúc động tới hứng thú nguyên thủy nhất. Vưu vật nhà ai chạy ra tai họa người. Lục Lâm Thiên cảm giác khí thế vô hình từ thiếu nữ, kinh ngạc thầm nghĩ. Là linh giả, còn là đẳng cấp linh sư. Thiếu nữ xuất hiện trở thành tiêu điểm của tất cả nam nhân, tiếng giao hàng tạm dừng. Các cặp mắt nam nhân liếc qua người nam nhân, mắt đỏ rực hận không thể nhào lên đè yêu tinh này xuống đất. Lưu Nhất Thủ trông thấy thiếu nữ thì biến sắc mặt như gặp ác ma, run bần bật. Lữ tiểu thư, ta đang định tìm tiểu thư đây. Ta đã tìm được người mà Lữ tiểu thư muốn, các người nói chuyện, ta xin đi trước. Lưu Nhất Thủ chỉ vào thiếu nữ, nói. Đại nhân muốn yêu thú phi hành cứ nói chuyện với Lữ tiểu thư là được. Lưu Nhất Thủ nói xong thân hình nhỏ gầy chui vào trong đám người, thoáng chốc mất hút. Thiếu nữ không đuổi theo Lưu Nhất Thủ. Nàng nhìn kỹ Lục Lâm Thiên, hỏi. Ngươi là người Lưu Nhất Thủ tìm cho ta, đi theo ta. Lục Lâm Thiên kinh ngạc hỏi. Người gì? Lục Lâm Thiên hoang mang không hiểu ra sao. Thiếu nữ lườm Lục Lâm Thiên. Sông dài, đi theo ta là được. Thiếu nữ kéo Lục Lâm Thiên đi băng băng ra ngoài. Mấy trăm nam nhân từ ánh mắt nóng cháy chuyển sang ghen ghét Lục Lâm Thiên, bọn họ đều muốn được thiếu nữ nắm tay. Lục Lâm Thiên bị thiếu nữ kéo đi. Hắn hỏi. Này tiểu thư, kéo ta đi đâu vậy? Bàn tay thiếu nữ thật mềm. Ta tên Lữ Tiểu Linh, sau này gọi ta là Linh Nhi được rồi. Chúng ta phải nhanh lên, nếu không sẽ không kịp. Hai người chạy ra bên ngoài chợ ngầm, đã có chiếc xe tinh xảo bốn ngựa kéo đậu sẵn, nhìn qua là biết chế tạo với tài liệu thượng đẳng nhất, thùng xe điêu khắc hoa văn tinh xảo. Lục Lâm Thiên lại hỏi. Tiểu thư có thể nói rõ ràng mọi chuyện được không? Không kịp. Lên xe trước rồi nói. Lữ Tiểu Linh không quan tâm Lục Lâm Thiên, nàng kéo tay hắn chui vào thùng xe. Giá! Lục Lâm Thiên chưa kịp ngồi vững thì xe ngựa đã lăn bánh. Lục Lâm Thiên bực bội. Tiểu thư, nếu không nói rõ ràng thì ta sẽ xuống xe ngựa ngay. Chuyện này thật kỳ lạ, bỗng dưng bị người kéo lên xe ngựa, đối tượng còn là một mỹ thiếu nữ. Hiện tại Lục Lâm Thiên thường cảnh giác với nữ nhân xinh đẹp. Lữ Tiểu Linh dịu giọng nói. Lưu Nhất Thủ chưa nói gì với ngươi sao? Tìm ngươi cùng ta đi Lan Lăng Sơn, chúng ta đi bắt yêu thú. Trong thùng xe không gian hai thước tràn ngập mùi thơm thoang thoảng. Lục Lâm Thiên giật mình kêu lên. Cái gì, ta chưa đồng ý bao giờ. Lục Lâm Thiên thầm hiểu, hắn bị Lưu Nhất Thủ bán. Lữ Tiểu Linh xinh đẹp nóng bỏng nói. Ngươi định lừa ta sao? Vậy tại sao vừa rồi ngươi không nói? Hay ngại kim tệ ít, vậy đi, trừ 5.000 kim tệ ra chút nữa người cùng ta đi bắt yêu thú rồi ta đưa thêm 5.000 kim tệ chịu không? Lục Lâm Thiên kinh ngạc hỏi. 5.000 kim tệ, ta lấy của tiểu thư bao giờ? Lữ Tiểu Linh cũng bị Lưu Nhất Thủ lừa, hèn gì gã giới thiệu hắn đi Lan Lăng Sơn, hóa ra là để giao dịch với Lữ Tiểu Linh. Lữ Tiểu Linh hét lên. Không thể nào, rõ ràng ta đưa cho Lưu Nhất Thủ 5.000 kim tệ. Kêu hắn đi tìm một vũ giả vũ phách cùng ta đi Lan Lăng Sơn tìm yêu thú. Lục Lâm Thiên đồng tình nhìn Lữ Tiểu Linh. Tiểu thư đã bị lừa rồi. Lục Lâm Thiên nói tiếp. Tiểu thư, ta xuống xe, ta cũng không phải cường giả vũ phách. Lữ Tiểu Linh chửi rủa. Lưu Nhất Thủ chết tiệt, chờ khi ta tìm được hắn thì sẽ cho biết tay. Lữ Tiểu Linh nhìn Lục Lâm Thiên chằm chằm. Ta mặc kệ, không chừng ngươi và Lưu Nhất Thủ kết phường lừa ta. Hiện tại ngươi phải theo ta đi Lan Lăng Sơn. Lục Lâm Thiên trừng Lữ Tiểu Linh. Lữ Tiểu Thư nói đạo lý được không? Ta cũng là người bị hại.
nữ nhân xinh đẹp toàn là lòng dạ độc ác hoặc vô lý. Lữ Tiểu Linh liếc xéo Lục Lâm Thiên. Ta không tin, tóm lại ngươi phải đi Lan Lăng Sơn với ta. Chờ khi tìm được yêu thú cùng lắm ta cho ngươi 1 vạn kim tệ, vẫn không chịu thì ta giết ngươi ngay bây giờ. Chân khí bộc phát, vầng sáng trắng trong suốt bao phủ thùng xe. Lục Lâm Thiên cảm nhận thực lực của Lữ Tiểu Linh, bất ngờ thầm nghĩ. Là linh sư tam trọng. Thiếu nữ chỉ mới 18, 9 tuổi đã là linh sư tam trọng, thiên phú mạnh hơn Tần Thiên Hạo của Tần gia Trấn Thanh Vân nhiều, không biết Lữ Tiểu Linh có bối cảnh thế nào. Được, ta đi, nhưng ta muốn biết là tiểu thư hiểu biết bao nhiêu về yêu thú đó. Lục Lâm Thiên đắn đo Lữ Tiểu Linh chỉ là một tiểu nha đầu chưa trải đời, có thực lực linh sư tam trọng nhưng kinh nghiệm đường đời không bằng con nít 10 tuổi. Thật ra là một con yêu thú và linh thú. Yêu thú tên Thiên Sĩ Tuyết Sư, linh thú tên Ngân Linh Huyễn Thử. Đó là phụ thân giao cho ta đang định khống chế chúng nó trở thành yêu thú hộ thân của ta, ai ngờ chúng nó bỏ chạy. Nếu phụ thân biết sẽ rất tức giận, bị nhốt ở nhà 2 năm là nhẹ, nên ta phải tìm chúng bằng được. Lục Lâm Thiên kinh ngạc kêu lên. Cái gì, Thiên Sĩ Tuyết Sư, Ngân Linh Huyễn Thử? Lục Lâm Thiên luôn bình tĩnh lúc này biến sắc mặt, Thiên Sĩ Tuyết Sư không phải yêu thú bình thường. Tính ra thì cửu đầu yêu giao Lục Lâm Thiên đã gặp trong sơn mạch Vụ Đô có huyết mạch cao nhưng thua xa Thiên Sĩ Tuyết Sư. Nghe nói cửu đầu yêu giao thực lực mạnh nhất có thể trưởng thành đến thất giai, truyền thuyết thật lâu trước kia Thiên Sĩ Tuyết Sư từng đến đẳng cấp bát giai khủng bố. Thiên Sĩ Tuyết Sư được khen nức nở về mặt tốc độ trong số yêu thú phi hành phong hệ, có lực công kích cực mạnh. Thiên Sĩ Tuyết Sư làm yêu thú hộ thân và tọa kỵ là ước mơ của mọi người. Ngân Linh Huyễn Thử có huyết mạch rất mạnh trong linh thú. Huyết mạch linh thú không thấp hơn Thiên Sĩ Tuyết Sư bao nhiêu, thực lực cường đại, biến ảo khó dò. Một lần nữa Lục Lâm Thiên ngạc nhiên xem xét thiếu nữ. Lữ Tiểu Linh có lai lịch gì mà được yêu thú, linh thú như Thiên Sĩ Tuyết Sư, Ngân Linh Huyễn Thử. Lục Lâm Thiên nói, tiểu thư là linh giả, yêu thú hộ thân sử dụng linh thú là được, không thích hợp dùng yêu thú đi. Lữ Tiểu Linh trả lời, phụ thân cũng nói vậy. Nhưng ta thích Thiên Sĩ Tuyết Sư, nó đáng yêu hơn. Ta muốn khống chế 2 con nhưng không ngờ chúng nó cùng chạy mất. Lục Lâm Thiên hỏi, thực lực của chúng nó cỡ đẳng cấp gì? Đây mới là điều Lục Lâm Thiên quan tâm nhất, có một suy nghĩ xấu xa manh nha trong lòng hắn. Lữ Tiểu Linh nói, Thiên Sĩ Tuyết Sư là nhị giai hậu kỳ, Ngân Linh Huyễn Thử là nhị giai trung kỳ. Chúng nó rất mạnh, một mình ta không đối phó được, nên cần tìm linh lực đẳng cấp vũ phách hỗ trợ. Lục Lâm Thiên nói, nhưng ta mới là vũ sĩ. Lòng Lục Lâm Thiên thầm tính toán. Lữ Tiểu Linh nói, miễn có thể liều một lần, ngươi ngăn được Thiên Sĩ Tuyết Sư để ta đối phó với Ngân Linh Huyễn Thử trước, sau đó mới đối phó Thiên Sĩ Tuyết Sư. Lục Lâm Thiên hỏi, sơn mạch Lan Lăng không nhỏ, làm sao tiểu thư tìm ra bọn chúng? Lữ Tiểu Linh đáp, trên người Ngân Linh Huyễn Thử có linh hồn lực ta đã bày ra nhưng không thành công. Hễ tới gần Ngân Linh Huyễn Thử là ta sẽ tìm ra chúng nó. Lục Lâm Thiên thì thào. À, trong lòng Lục Lâm Thiên tràn ngập suy nghĩ tà ác, đương nhiên không nhằm vào Lữ Tiểu Linh mà là Thiên Sĩ Tuyết Sư. Ở trong lòng Lục Lâm Thiên thì Thiên Sĩ Tuyết Sư quan trọng hơn Lữ Tiểu Linh nhiều. Lục Lâm Thiên cũng ham sắc đẹp, rất mê, hắn là nam nhân bình thường, đang trong lứa tuổi sung sức. Nhưng nữ nhân xinh đẹp thì tốt nhất không nên đỡ upsilon.ng vào. Lục Lâm Thiên không quen thuộc Lữ Tiểu Linh, bối cảnh sau lưng nàng chắc chắn không tầm thường, chơi với lửa thì sẽ chết. Tóm lại Thiên Sĩ Tuyết Sư quan trọng hơn. Lục Lâm Thiên đang tìm một con yêu thú phi hành, Thiên Sĩ Tuyết Sư thuộc tính phong hệ là lựa chọn tốt nhất. Huống chi Thiên Sĩ Tuyết Sư mới có thực lực nhị giai hậu kỳ, loại yêu thú có huyết mạch cực mạnh này sau khi thực lực mạnh lên thì rất khó khống chế, hoặc nên nói linh giả bình thường không điều khiển nó được. Bầu trời tối đen. Đằng trước xe ngựa đã đốn đèn sáng trưng, đủ cho ngựa chạy tiếp. Trong thùng xe rất thoải mái, chỉ hơi sóc này, nhưng diện tích nhỏ hẹp chút, chỉ có 1 hàng chỗ ngồi. Lục Lâm Thiên và Lữ Tiểu Linh ngồi kế nhau, gần như dán sát. Xe ngựa sóc này, 2 thân thể lắc lư ma sát nhau. Lục Lâm Thiên vốn đàng hoàng không nghĩ bậy, nhưng gần gũi ngửi hương thơm thiếu nữ từ người Lữ Tiểu Linh, cộng với đường cong vóc dáng bốc lửa, cặp ngực to ép sát hẳn khe rãnh sâu. Lục Lâm Thiên ngồi kế bên Lữ Tiểu Linh thấy rõ mồn một, nửa người dưới trào cờ ngay. Ngay lúc này Lữ Tiểu Linh liếc qua Lục Lâm Thiên, mắt khép hờ, rèm mi run run,
bộ dáng ngây thơ không hiểu. Ngươi nhìn ta làm chi? Ta nghe người ta nói nam nhân nhìn một nữ nhân chằm chằm là háo sắc, ngươi là háo sắc sao? Lục Lâm Thiên nói. Ai nói với tiểu thư nam nhân nhìn một nữ nhân chằm chằm là háo sắc? Trên thế giới này trừ nam nhân ra chính là nữ nhân, chẳng lẽ tất cả nam nhân không được nhìn nữ nhân sao? Lục Lâm Thiên thầm nghĩ. Nữ nhân này thật sự ngây thơ hay đang giả bộ khờ? Cảnh giác, không thể lại té ngã trong tay nữ nhân. Lữ Tiểu Linh nói. Ngươi nói cũng đúng, nhưng ánh mắt ngươi nhìn ta hơi lạ. Có lẽ vì ngồi một chỗ hơi lâu làm Lữ Tiểu Linh đau lưng, cộng với mặc giáp da bó người nên nàng hơi cựa quậy. Lục Lâm Thiên thầm nhủ. Bất cứ nam nhân nào ngồi kế bên nàng, lại trong bóng đêm vắng vẻ đều sẽ trở nên kỳ lạ. Nhưng Lục Lâm Thiên không dám nói thẳng ra. Cảnh tiếp theo làm Lục Lâm Thiên đứt dây thần kinh. Lữ Tiểu Linh một lát thì khom người, một lát thì ngước cổ trước mắt hắn. Vấn đề ở chỗ Lữ Tiểu Linh cựa quậy lại lộ ra đường cong thân thể tuyệt đẹp. Khi Lữ Tiểu Linh khom người, Lục Lâm Thiên hơi cúi đầu là thấy ngay bên trong giáp da nàng chỉ mặc áo ngực mỏng vừa đủ che nửa ngực. Bánh bao kiêu ngạo đứng thẳng, lắc nhẹ theo đà khom người. Lục Lâm Thiên suýt chảy máu mũi thầm nghĩ. Má ơi, thật là hấp dẫn người phạm tội. Lục Lâm Thiên vội nhìn hướng khác, nhưng lại không kiềm được liếc trộm. Mỏi chân quá. Lữ Tiểu Linh không phát hiện Lục Lâm Thiên khác lạ, nàng duỗi thẳng chân dài bó chặt, nửa đùi chỉ mặc vải mỏng dán sát như vớ da. Cặp đùi đẹp chồng lên nhau ma sát trước mặt Lục Lâm Thiên, cộng với cái mông vỉnh cọ sát hắn theo xe ngựa sóc này. Lục Lâm Thiên cảm giác máu nóng dồn lên não sắp trào ra từ đường mũi. Lục Lâm Thiên chửi thầm. Chết tiệt, không chơi dụ dỗ kiểu này. Lục Lâm Thiên cưỡng ép nhắm mắt, bình tĩnh lại mới đỡ hơn chút. Thời gian chậm rãi tổi, xe ngựa chạy nhanh như bay. Đêm khuya, màn trời đen như mực, nửa vầng trăng treo cao, ánh sao nhấp nháy, ngẫu nhiên có một trời sao lạnh lẽo xẹt qua trời đêm. Gió thổi qua dịu dàng chạm nhẹ xe ngựa phát ra nhịp điệu khẽ khàng. Ánh trăng không quá sáng chiếu xuống mặt đất, một chiếc xe ngựa chạy nhanh qua đường cái. Trong thùng xe, Lục Lâm Thiên và Lữ Tiểu Linh luôn giữ im lặng. Lữ Tiểu Linh tò mò nhìn Lục Lâm Thiên chằm chằm, vẻ mặt khó hiểu. Mãi khi trời tờ mờ sáng Lục Lâm Thiên mới mở mắt ra, liếc sang Lữ Tiểu Linh ngồi cạnh mình, hỏi. Tiểu thư nhìn ta suốt đêm làm gì? Lữ Tiểu Linh hỏi. Ta cảm thấy ngươi rất kỳ lạ. Từ khi ta đi ra tất cả nam nhân đều thích nhìn ta chằm chằm, chỉ có ngươi là không. Chẳng lẽ vì ta không đẹp sao? Lục Lâm Thiên nhìn thẳng mắt Lữ Tiểu Linh. Tất nhiên là không, chỉ vì tiểu thư quá đẹp, ta sợ nhìn lâu sẽ không kiểm soát được mình. Lữ Tiểu Linh lại tò mò hỏi. Tại sao ngươi không thể kiểm soát được mình? Nếu mất kiểm soát thì ngươi sẽ làm gì? Cho ta biết được không? Lục Lâm Thiên sắp đứt dây thần kinh, rõ rành rành là dụ dỗ hắn. Xe ngựa đột nhiên dừng lại, Sa Phu từ ngoài xe nói vọng vào. Tiểu thư, chúng ta đã đến Lan Lăng Sơn, ta không dám đi tiếp, các người hãy xuống xe tại đây. Lữ Tiểu Linh nói. Chúng ta xuống đi. Lữ Tiểu Linh nhảy ra ngoài trước. Khi Lục Lâm Thiên xuống xe ngựa thì dãy sơn mạch đập vào mắt hắn. Sơn mạch này không phải sơn mạch Vụ Đô nhưng nhìn cũng nhìn không tới cuối. Sơn mạch phương xa không như sơn mạch Vụ Đô đầy dãy rừng rậm. Sơn mạch này có núi non chập trùng, ngẫu nhiên ở chỗ sâu trong mới có một rừng cây. Lữ Tiểu Linh đến trước mặt lão Sa Phu khoảng 50 tuổi. Cho ngươi. Lữ Tiểu Linh lấy ra nắm kim tệ khoảng 40 khối đưa hết cho Sa Phu. Lão Sa Phu rối rít cảm ơn, lái xe rời đi. Lục Lâm Thiên cứ tưởng xe ngựa là của Lữ Tiểu Linh, hóa ra nàng thuê xe. Lữ Tiểu Linh nói, đây là Lan Lăng Sơn, Thiên Sĩ Tuyết Sư và Ngân Linh Huyễn Thử chạy trốn ngay trong chỗ này. Một mình ta không làm gì chúng nó được mới đến Trấn Thiên Tinh kiếm người trợ giúp. Lục Lâm Thiên nói, chúng ta đi, để xem Thiên Sĩ Tuyết Sư, Ngân Linh Huyễn Thử còn ở bên trong không. Lữ Tiểu Linh nói, chắc chắn còn, ta mơ hồ cảm giác Ngân Linh Huyễn Thử tồn tại. Lục Lâm Thiên, Lữ Tiểu Linh đi vào Lan Lăng Sơn. Lúc này là sáng sớm, Lục Lâm Thiên đi lên một đỉnh núi nhìn đằng trước. Lan Lăng Sơn mạch yên lặng, cổ xưa, phương xa non xanh nước biếc, có mây mù quanh quẩn trong núi. Lục Lâm Thiên hỏi, tiểu thư hãy cảm nhận thật kỹ Ngân Linh Huyễn Thử hiện ở đâu. Trong sơn mạch to lớn này muốn tìm một con linh thú chẳng khác nào biển rộng tìm kiếm.
Lữ Tiểu Linh nhắm mắt, kết thủ ấn, vầng sáng trắng trong suốt bao bọc quanh thân. Chắc ở bên trái. Đi mau. Lục Lâm Thiên, Lữ Tiểu Linh dọc theo đường núi gập ghềnh uốn lượt, trèo lên núi đổi đi hướng trái. Hai canh giờ sau, Lữ Tiểu Linh than mệt la mỏi, nàng là linh giả, cơ thể kém xa Lục Lâm Thiên. Đường núi gập ghềnh làm Lữ Tiểu Linh đi mệt thở. Lục Lâm Thiên nói. Đi nhanh lên, nếu Ngân Linh huyễn thử, Thiên Sĩ Tuyết Sư chạy mất thì không bắt về được đâu. Lữ Tiểu Linh thở hồng hộc, ngực phập phồng. Mệt chết đi được. Hai canh giờ qua đi, hai người đến một đỉnh núi có rừng cây. Lữ Tiểu Linh cương quyết đòi nghỉ một lúc, Lục Lâm Thiên bó tay đành nghe theo nàng. Xem xét bốn phía thì hai người đã ở trong Lan Lăng Sơn, bốn phía là cây cối tùm, không khí trong lành làm lòng người tĩnh lặng như ở trong thế giới không thanh âm. Đi qua rừng cây, phía trước là một dãy sơn lĩnh, đường núi uốn lượn như cự long đang ngủ say. Giữa sườn núi tràn ngập mây mù trắng xóa. Lữ Tiểu Linh thở hổn hển. Mệt quá. Đá vụn cắt rách giày của nàng, Lữ Tiểu Linh mang giày da ống cao không thích hợp đi đường núi. Lục Lâm Thiên nói. Đi tiếp đi. Trong lòng Lục Lâm Thiên chỉ có Thiên Sĩ Tuyết Sư. Lữ Tiểu Linh nói. Ta không đi nổi nữa, thật sự rất mệt, chân nổi bóng nước rồi. Mắt Lữ Tiểu Linh ướt nước, từ khi nàng ra ngoài chưa chịu khổ thế này. Lục Lâm Thiên nói. Không được cũng phải đi. Nếu không Thiên Sĩ Tuyết Sư, Ngân Linh huyễn thử của nàng sẽ chạy xa. Lữ Tiểu Linh cố gượng đứng dậy đi theo Lục Lâm Thiên. Được rồi. Lữ Tiểu Linh chợt xoe tròn mắt nói. Hay là ngươi cõng ta đi. Lúc nhỏ ta không đi nổi thì phụ thân sẽ cõng ta. Cõng nàng. Lục Lâm Thiên ngoái đầu nhìn Lữ Tiểu Linh, xem bộ dáng của nàng đúng là đi không nổi. Thân thể linh giả kém hơn vũ giả nhiều. Vì Thiên Sĩ Tuyết Sư, Lục Lâm Thiên đồng ý. Được rồi, chúng ta phải tìm ra Thiên Sĩ Tuyết Sư, Ngân Linh huyễn thử trước. Trong sơn mạch này dường như có người khác đang tìm yêu thú, Lục Lâm Thiên phải nhanh chân hơn mọi người. Lữ Tiểu Linh vui vẻ cười tươi. Đa tạ. Lữ Tiểu Linh nằm trên lưng Lục Lâm Thiên, hoàn toàn không ngại nam nữ khác biệt, hai tay ôm chặt cổ hắn. Lục Lâm Thiên tội nghiệp cõng vư vật đi tới, hai cục bánh bao dán chặt lưng hắn cọ sát theo bước chân phập phồng. Hai tay Lục Lâm Thiên vịn đùi vư vật rất gần cặp mông, cảm giác săn chắc làm hắn tê dại, tuyệt đối là dụ dỗ. Lữ Tiểu Linh nằm trên lưng Lục Lâm Thiên, khẽ nói. Không ngờ ngươi cũng khá tốt, chờ sau khi ta tìm được Thiên Sĩ Tuyết Sư, Ngân Linh huyễn thử sẽ cho ngươi 10 vạn kim tệ. Lục Lâm Thiên không trả lời, lòng thầm bất đắc dĩ đè nén lửa dục. Nữ nhân này thật sự đơn thuần như trang giấy trắng sao? Không biết hai người đi bao lâu, đói thì ăn lương khô chuẩn bị sẵn rồi lại xuất phát. Mấy canh giờ Lục Lâm Thiên, Lữ Tiểu Linh vượt qua mấy đỉnh núi. Dọc đường đi Lục Lâm Thiên gặp vài tiểu đội, không biết bọn họ nghe tin ở đâu Lan Lăng Sơn có yêu thú nên đến bắt. Thực lực cao nhất toàn là đẳng cấp vũ sư, Lục Lâm Thiên cố ý né tránh đám người. Vượt qua một ngọn núi, Lữ Tiểu Linh nói. Ta cảm giác được Ngân Linh huyễn thử ở không xa phía trước. Lục Lâm Thiên vui vẻ nói. Vậy sao, chúng ta mau đi qua. Lục Lâm Thiên cõng Lữ Tiểu Linh chạy nhanh tới trước. Chốc lát sau Lục Lâm Thiên cảm giác Tiểu Long vặn vẹo trên cánh tay hắn, nó truyền đến tin tức đằng trước có yêu thú. Lục Lâm Thiên trấn an Tiểu Long, bước chân nhanh hơn. Lục Lâm Thiên phải chiếm được Thiên Sĩ Tuyết Sư, Lữ Tiểu Linh thì việc này không thể trách hắn. Nếu gặp người khác có lẽ sẽ chiếm luôn Ngân Linh huyễn thử, vưu vật này cũng khó tránh khỏi bị đè. So sánh thì Lục Lâm Thiên cảm giác mình rất nhân hậu. Nửa canh giờ sau, bên ngoài đỉnh núi truyền ra tiếng lực lượng nỏ tung. Bùm bùm bùm. Nghe tiếng nổ, Lữ Tiểu Linh kinh kêu. Nguy rồi, là Thiên Sĩ Tuyết Sư, Ngân Linh huyễn thử bị người công kích. Lục Lâm Thiên nhướng mày nói. Chúng ta đi xem thử. Chỉ mong không phải cường giả công kích Thiên Sĩ Tuyết Sư, nếu là cường giả thì không đến lượt Lục Lâm Thiên hôi của. Trong một sơn cốc rộng rãi, dãy núi đứng thẳng xung quanh. Lục Lâm Thiên, Lữ Tiểu Linh âm thầm núp trên một đỉnh núi. Trong sơn cốc bên dưới có một con yêu thú khổng lồ to 50 thước và con yêu thú to 6, 7 thước đang kịch chiến với 4 nhân loại. Yêu thú khổng lồ to 50 thước trắng tinh như tuyết, cái đầu to, lông trắng kéo dài đến vai và ngực. Cái đuôi dài mấy thước gấp khúc cuộn tròn sau lưng yêu thú, đôi mắt to như chuông đồng, mồm máu gầm giống, răng nanh lóe tia sáng lạnh.
Tiếng giống điếc tai quanh quẩn trong sơn cốc, lưng yêu thú có đôi cánh trong suốt. Lục Lâm Thiên kích động. Đây là thiên sĩ tuyết sư. Thiên sĩ tuyết sư cuối cùng được thấy thiên sĩ tuyết sư hàng hiếm. Hai người công kích thiên sĩ tuyết sư ước chừng tu vi vũ sư, nhưng nó không hề yếu thế. Lực lượng như vương giả đó, tốc độ mộng ảo thuộc tính phong hệ đó kết hợp hoàn mỹ lại, xem như vua vạn thú. Bên kia hai vũ giả đang đấu với yêu thú 6-7 thước, màu bạc trắng, tốc độ nhanh khó tin, nó nhảy vọt lên mang theo một chuỗi tàn ảnh. Bùm bùm bùm. Sơn cốc bên dưới liên tục vang tiếng nổ, kinh khí cường đại thổi quét. Lục Lâm Thiên nhìn chằm chằm thiên sĩ tuyết sư không rời mắt. Lúc này có một vũ sư nhất trọng, một vũ sư nhị trọng vây công thiên sĩ tuyết sư. Hai người cầm thanh trường kiếm, kiếm ảnh xẹt qua hư không giấy lên kình khí cường đại một trước một sau lao hướng thiên sĩ tuyết sư trên bầu trời. Thiên sĩ tuyết sư phát ra tiếng gầm rung trời. Growl! Miệng thiên sĩ tuyết sư phun ra lốc xoáy, bão tốc lên cao xé rách kiếm quang của hai vũ sư. Sắc mặt hai vũ sư âm trầm. Một người vỗ trưởng ấn lửa, một người bắn ra cột nước công kích thiên sĩ tuyết sư. Hai người là vũ giả hỏa hệ, thủy hệ. Hai vũ sư công kích, thiên sĩ tuyết sư phun ra dông tố bị suy yếu dần. Nhưng ngay lúc này thiên sĩ tuyết sư lại giống to, bão vỡ tung. Cuồng phong tàn phá sơn cốc, đá vụn tứ tung, hai vũ sư bị hất văng ra. Hai vũ sư bất ngờ không kịp đề phòng, mặt tái xanh dường như đã bị thương. Hai người liếc nhau. Tay kết ấn ném trường kiếm ra. Tiếng kiếm ngân vù vù, hai thanh trường kiếm kỳ dị hóa thành luồng sáng bắn hướng thiên sĩ tuyết sư. Thiên sĩ tuyết sư giống to. Growl growl growl. Thiên sĩ tuyết sư đập hai cánh. Khi hai luồng kiếm ảnh xẹt qua thì thiên sĩ tuyết sư xả xuống, đột ngột có vầng sáng trong suốt bao bọc thân thể nó. Ầm ầm. Hai luồng kiếm ảnh va chạm vào người thiên sĩ tuyết sư, ánh sáng đan xen. Hai kiếm ảnh bị đánh bật ra. Dường như không thể tổn thương được thiên sĩ tuyết sư. Growl. Chớp mắt thiên sĩ tuyết sư là yêu thú phi hành phong hệ tốc độ nhanh khủng khiếp, lắc người một cái đôi cánh với bão cuồng bạo xả xuống thổi bay hai vũ sư. Bùm bùm. Hai vũ sư bị đỡ upsilon.ng bay mấy chục thước đập mạnh vào hai tảng đá to, há mồm hộc máu. Chít chít. Phương xa, hai người vây công ngân linh huyễn thử chẳng hiểu sao cổ phun ra vòi máu. Dường như bị ngân linh huyễn thử cắn đứt. Tốc độ của ngân linh huyễn thử quá khủng khiếp, hai người sơ sẩy một cái đã bị cắn trúng cổ. Trên bầu trời, thiên sĩ tuyết sư giống to. Growl. Thiên sĩ tuyết sư xông tới gần hai vũ sư bị thương nặng, há mồm máu nuốt trọn. Lục Lâm Thiên cảm thán rằng, thực lực thật mạnh. Thiên sĩ tuyết sư mới chỉ là yêu thú nhị giai hậu kỳ nhưng giết được vũ sư nhất trọng, vũ sư nhị trọng, không uổng là yêu thú có huyết mạch cường đại. Mạnh hơn yêu thú bình thường rất nhiều. Lữ Tiểu Linh nói, ngươi hãy bám giữ thiên sĩ tuyết sư, ta tranh thủ thời gian đối phó với ngân linh huyễn thử. Lục Lâm Thiên đồng ý. Được. Lục Lâm Thiên lại bảo, nếu chúng nó chạy thì hai ta không đuổi theo kịp, tiểu thư có cách gì không? Lữ Tiểu Linh nói, không cần lo, trên người ngân linh huyễn thử đã có linh hồn lực của ta, nó không chạy thoát được. Thiên sĩ tuyết sư và ngân linh huyễn thử có tình cảm rất tốt, nếu ta khống chế ngân linh huyễn thử chắc chắn thiên sĩ tuyết sư sẽ tấn công ta. Ngươi chỉ cần giúp ta ngăn lại trong 5 phút là được, khi đó ta có thể khống chế ngân linh huyễn thử. Lục Lâm Thiên nhếch môi cười nói. Không chạy thì tốt. Lục Lâm Thiên chỉ sợ thiên sĩ tuyết sư chạy, hắn không đuổi kịp nó được. Lữ Tiểu Linh nói. Bản thân ngươi cũng nhớ cẩn thận. Khí thế trên người Lữ Tiểu Linh thay đổi. Linh lực bộc phát, khí thế khổng lồ. Cùng lúc đó, trong sơn cốc, ngân linh huyễn thử to mấy thước nóng nảy kêu lên. Chít chít. Ngân linh huyễn thử chạy nhanh ra ngoài sơn cốc, thân hình khổng lồ để lại tàn ảnh. Lữ Tiểu Linh quát to. Ngươi còn muốn chạy, hại bản tiểu thư chịu nhiều khổ cực như thế này, lát nữa sẽ xử ngươi sau. Lữ Tiểu Linh lắc người, linh lực tuôn ra, nàng hóa thành luồng sáng nhảy xuống sơn cốc. Lục Lâm Thiên vận chuyển chân khí, ánh sáng lóe dưới chân, nhún người nhảy lấy đà, nhảy vọt vài lần đáp xuống sơn cốc. Chít chít. Phía trước, Lữ Tiểu Linh kết ấn, ánh sáng chói mắt bay ra từ tay nàng bao phủ thân thể ngân linh huyễn thử. Tốc độ của ngân linh huyễn thử rất nhanh nhưng ở trước mặt Lữ Tiểu Linh lại không cách nào trốn thoát, chỉ có thể vùng vẫy, phát ra tiếng rít sắc nhọn. Lục Lâm Thiên không bất ngờ,
hắn cũng là linh sư nên nhận ra linh hồn lực của Lữ Tiểu Linh bám trên người Ngân Linh Huyễn Thử. Lữ Tiểu Linh đến gần Ngân Linh Huyễn Thử, dựa vào linh hồn lực làm nó bị ức chế không thể chạy trốn. Nếu không Lữ Tiểu Linh khó thể khống chế Ngân Linh Huyễn Thử. Lúc này trên bầu trời vang tiếng Thiên Sĩ Tuyết Sư gầm giống. Grao! Thấy bộ dáng Ngân Linh Huyễn Thử vật vã, Thiên Sĩ Tuyết Sư lao tới tấn công Lữ Tiểu Linh. Trong sơn cốc, Lục Lâm Thiên nhìn Thiên Sĩ Tuyết Sư từ khoảng cách gần. Thân hình to lớn khoảng 100 thước, đôi cánh đập giấy lên cuồng phong, thân hình trắng tinh rậm rạp vảy nhỏ bao phủ, nếu không nhìn kỹ còn tưởng làn da của Thiên Sĩ Tuyết Sư vốn sần sùi. Đôi mắt to đang lóe tia sáng hung ác. Vù vù vù. Thiên Sĩ Tuyết Sư lao hướng Lữ Tiểu Linh, đôi cánh tạo lên tiếng gió rít. Lục Lâm Thiên giật nảy mình, tốc độ của Thiên Sĩ Tuyết Sư nhanh kinh dị. Lục Lâm Thiên không dám lơ là, lập tức bày ra Thanh Linh Khải Giáp, sử dụng Hỏa Ảnh Chỉ, năm tiếng xé gió sắc nhọn bắn hướng Thiên Sĩ Tuyết Sư. Thấy Lục Lâm Thiên công kích, Thiên Sĩ Tuyết Sư tạm dừng lao hướng Thiên Sĩ Tuyết Sư. Đôi cánh to vỗ một cái, bão tố dễ dàng đánh tan năm Hỏa Ảnh Chỉ của Lục Lâm Thiên. Thiên Sĩ Tuyết Sư há mồm phun luồng khí hóa thành vòi rồng thổi hướng Lục Lâm Thiên. Bão tố rít gào thổi bay đá vụn tứ tung, lực lượng cuồng bạo không thua gì lực công kích của Vũ Sư. Quanh vùng bão hư không vặn vẹo đè ép không gian kêu vù vù, truyền ra tiếng xé gió đinh tai nhức óc. Lục Lâm Thiên không dám ỷ y, hắn đã chính mắt thấy thực lực của Thiên Sĩ Tuyết Sư như thế nào. Nộ hải cuồng khiếu. Lục Lâm Thiên ngưng tụ nộ hải cuồng khiếu hóa thành vòng xoáy nước to lớn như vòi rồng. Hư không vặn vẹo đỡ upsilon.ng mạnh vào dông bão. Bùm bùm. Lực lượng va chạm vang tiếng nổ điếc tai, đất đai nứt khe hở dài. Kinh khí khuếch tán, Lục Lâm Thiên bị đẩy lùi ra sau 10 bước. Lực lượng cường đại chút sống. May mắn Thanh Linh Khải Giáp chặn lại hơn một nửa lực lượng, số còn lại không thể tổn thương thực chất đến Lục Lâm Thiên. Thiên Sĩ Tuyết Sư gầm giống. Grao grao. Thiên Sĩ Tuyết Sư xuyên qua gió mạnh. Thân thể to lớn xả xuống. Hư không run rẩy, Thiên Sĩ Tuyết Sư lại hùng hổ lao hướng Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên khẽ quát. Tiểu Long. Lục Lâm Thiên không có cơ may thắng được Thiên Sĩ Tuyết Sư, dù có thi triển nộ hải cuồng khiếu, Chu Tước Quyết có lẽ sẽ chặn lại Thiên Sĩ Tuyết Sư nhưng mục đích của hắn là bày huyết hồn ấn trên người nó. Tiểu Long cảm nhận hơi thở từ bên ngoài sớm đã dục dịch, nghe Lục Lâm Thiên ra lệnh nó liền hóa thành luồng sáng vàng phóng lên cao. Xèo xèo. Tiểu Long ở giữa không trung biến to 80 thước, thân hình to lớn lơ lửng như yêu thú phi hành, uy nhiếp vô hình khuếch tán. Trước để là centimet nhưng nghĩ lại không đúng, nay thay đơn vị tính bằng thước. Cảm nhận khí thế từ người Tiểu Long, Thiên Sĩ Tuyết Sư giống thị uy. Grao grao. Thiên Sĩ Tuyết Sư phát ra uy nhiếp vô hình. Hai luồng uy nhiếp vô hình va chạm trong không trung, mơ hồ thấy có dòng khí vô hình nổi lên gợn sóng trong không trung. Hai luồng uy nhiếp khổng lồ làm tinh thần Lục Lâm Thiên run rẩy, quá mạnh. Lục Lâm Thiên cảm nhận khí chất vương giả phát ra từ người Thiên Sĩ Tuyết Sư, đó là khí thế như vua vạn thú. Khí thế này đến từ huyết mạch, rất là kiệt ngạo, có thể làm yêu thú khác run rẩy. Lữ Tiểu Linh cảm giác hai khí thế cường đại sau lưng mình, nàng ngoái đầu nhìn Lục Lâm Thiên ở trên cao, ánh mắt ngạc nhiên. Lữ Tiểu Linh không dám suy nghĩ lung tung, tay thay đổi thủ ấn. Các luồng sáng bay vào người Ngân Linh Huyễn Thử. Ngân Linh Huyễn Thử vùng vẫy yếu dần. Tiểu Long trầm thấp phát ra tiếng gầm. Gri gri. Khí thế lại tăng vọt, người Tiểu Long tỏa ánh sáng vàng chói mắt, cái đuôi to quất mạnh vào Thiên Sĩ Tuyết Sư. Thấy Tiểu Long công kích, mắt Thiên Sĩ Tuyết Sư lóe tia sợ hãi. Yêu thú nhị giai tuy chưa hoàn toàn mở ra linh trí nhưng có huyết mạch rất cao, thông minh hơn yêu thú nhị giai bình thường nhiều. Thiên Sĩ Tuyết Sư cảm giác khí thế từ người Tiểu Long làm nó giảm chiến ý. Nhưng Thiên Sĩ Tuyết Sư thuộc loài vương giả trong yêu thú, sẽ không dễ dàng nhận thua. Thiên Sĩ Tuyết Sư vỗ đôi cánh, khí lưu hiện ra trên bầu trời. Khí lưu rít gào đón gió biến to ra, thoáng chốc to 200 thước như dông bão. Vòi rồng cuồng bạo thổi vô số hòn đá bay lên rồi cắt chúng nát vụn. Tảng đá cao mấy thước dễ dàng bị phá hủy, lực lượng cường đại đó ập hướng Tiểu Long. Cái đuôi to quét qua kèm theo tiếng xé gió, vòi rồng ập đến, bao gồm cái đuôi của Tiểu Long bốc cháy lửa vàng. Ngọn lửa phát ra từ thân thể Tiểu Long, cái đuôi to quét qua, vòi rồng không thể dập tắt ngọn lửa này. Cái đuôi xuyên qua vòi rồng đập mạnh vào Thiên Sĩ Tuyết Sư.
năng lượng từ cơn gió mạnh va chạm vào nhau dấy lên tiếng nổ kịch liệt bên trên sơn cốc, năng lượng khủng bố khuếch tán làm Lục Lâm Thiên đứng gần đó bị đẩy lùi. Ầm, cái đuôi to của Tiểu Long đập vào lưng Thiên Sĩ Tuyết Sư, lực trùng kích mạnh mẽ khiến nó rớt xuống. Vù vù vù, Thiên Sĩ Tuyết Sư cách mặt đất khoảng vài thước thì đập cánh thật mạnh, khí lưu lao ra thổi bay đá vụn tứ tán. Nhờ lực lượng khí lưu mà Thiên Sĩ Tuyết Sư nhanh chóng vọt lên cao. Thiên Sĩ Tuyết Sư tức giận giống. Growl growl. Tiểu Long xoay quanh trên tảng đá sơn cốc, Thiên Sĩ Tuyết Sư chỉ dám giống chứ không dám tấn công Tiểu Long. Gri gri. Tiểu Long không hề sợ hãi, bộ dáng Upsilon Thiên Sĩ Tuyết Sư. Tiểu Long búng người, thân thể dài như phi long bay cao cùng với ngọn lửa vàng rạch phá dòng không khí bay nhanh hướng Thiên Sĩ Tuyết Sư. Lục Lâm Thiên đã âm thầm dặn Tiểu Long tốt nhất là khống chế Thiên Sĩ Tuyết Sư để hắn bày huyết hồn ấn, nếu chỉ mình hắn thì rất khó thể bày huyết hồn ấn. Growl growl. Tiếng gầm của Thiên Sĩ Tuyết Sư quanh quẩn ở giữa không trung, nó nhe nanh ra, miệng bắn phong nhẫn xé rách dòng không khí đỡ upsilon.ng mạnh vào Tiểu Long. Đinh. Phong nhẫn trúng người Tiểu Long nhưng chỉ để lại dấu hằn màu trắng rồi biến mất. Xèo xèo. Tiểu Long gầm gừ dường như rất đau. Miệng nó bỗng bắn ra lửa vàng. Ngọn lửa bay ra nhanh hơn phong nhẫn của Thiên Sĩ Tuyết Sư mấy phần, lửa rơi xuống đầu Thiên Sĩ Tuyết Sư. Phực! Lửa vàng đốt cháy, Thiên Sĩ Tuyết Sư lùi nhanh ra sau. Growl growl! Thiên Sĩ Tuyết Sư lùi nhanh mấy thì đầu vẫn bị trúng lửa vàng của Tiểu Long. Cái đầu trắng tinh chợt khét đen, vảy trắng nhỏ trên người bị đốt trụi nhiều mảng. Thiên Sĩ Tuyết Sư gầm gừ đau đớn. Xèo xèo! Tiểu Long cực nhanh xẹt qua hư không, quẫy đuôi to đập vào lưng Thiên Sĩ Tuyết Sư. Rầm! Thiên Sĩ Tuyết Sư nặng nề té cái bịch, mặt đất rung rinh, nhiều đá vụn nảy lên. Thiên Sĩ Tuyết Sư giống to. Growl! Thiên Sĩ Tuyết Sư lại đập cánh bay lên, trừng mắt nhìn Tiểu Long xoay quanh dưới đất. Thiên Sĩ Tuyết Sư liên tục ăn trái đắng, giờ nó đã hơi sợ Tiểu Long. Lục Lâm Thiên lòng máy động nói với Tiểu Long. Tiểu Long! Đừng để Thiên Sĩ Tuyết Sư chạy. Nếu Thiên Sĩ Tuyết Sư trốn thoát thì không đuổi kịp nó, Lục Lâm Thiên rất ngạc nhiên lực phòng ngự của Thiên Sĩ Tuyết Sư. Không uổng là Thiên Sĩ Tuyết Sư, là yêu thú phong hệ nhưng thân thể phòng ngự ngang ngửa thổ hệ. Lục Lâm Thiên biết Tiểu Long và Thiên Sĩ Tuyết Sư đánh nhau, hắn không giúp được gì. Bàn về thực lực thì Lục Lâm Thiên không mạnh bằng Tiểu Long, hiện tại Tiểu Long đối kháng với cường giả vũ phách cũng dư sức qua cầu. Tiểu Long co duỗi lưỡi. Xèo xèo. Tiểu Long nhanh như chớp nhảy ra, thân thể to lớn hừng hực ngọn lửa vàng lao hướng Thiên Sĩ Tuyết Sư. Trong mắt Thiên Sĩ Tuyết Sư tràn ngập sợ hãi giống to. Growl. Đôi cánh lại vỗ bão trắng cuồng bạo che trước mặt Thiên Sĩ Tuyết Sư, bão ập hướng Tiểu Long. Lực phòng ngự của Tiểu Long rất mạnh, nó xuyên qua cơn bão to lớn. Thiên Sĩ Tuyết Sư thấy vậy đôi mắt to như chuông đồng lóe ánh sáng chói lòa. Vỗ đôi cánh, thân thể to lớn ngẩng cao đầu lao tới trước. Chi trước trắng tinh bắn ra chảo quang như phong nhẫn. Chảo vỗ xuống xé rách hư không, tiếng xé gió chói tai vang lên. Chảo ấn vặn vẹo dòng không khí vỗ mạnh vào Tiểu Long. Tiểu Long đang ở giữa hư không bị hạn chế tốc độ, dù sao nó không phải yêu thú phi hành, không chiếm nhiều ưu thế trong không trung. Cơ thể to lớn vặn người, Tiểu Long lại quét đuôi to ra. Bốp! Móng vuốt của Thiên Sĩ Tuyết Sư và cái đuôi của Tiểu Long va chạm, năng lượng nổ tung. Thân thể to lớn của Thiên Sĩ Tuyết Sư bị đẩy lùi, vảy của Tiểu Long cũng rụng mấy vảy trắng, đau nhức làm nó nổi giận. Xèo xèo. Tiểu Long đang trên đà rớt xuống đất chợt đuôi xoay ngược đâm vào tảng đá cao mấy thước nhô lên dưới đất, lực lượng cường đại đập tan nát tảng đá, Tiểu Long nhờ lực đẩy vọt lên đỡ upsilon.ng lùi Thiên Sĩ Tuyết Sư. Growl growl. Thiên Sĩ Tuyết Sư nhanh chóng thụt lùi nhưng không nhanh bằng Tiểu Long. Thiên Sĩ Tuyết Sư đang định công kích thì bị cơ thể to lớn của Tiểu Long đè lên lưng, ép nó rơi nhanh xuống. Thiên Sĩ Tuyết Sư đập mạnh xuống sơn cốc, nó gầm giống điếc tai. Bùm bùm bùm. Trong sơn cốc rung rinh, cơ thể to lớn của Thiên Sĩ Tuyết Sư đập mặt đất thủng cái hố nhỏ. Lực lượng đòn công kích của Tiểu Long rất mạnh. Vù vù vù. Thiên Sĩ Tuyết Sư bò dậy định vỗ cánh bay đi nhưng Tiểu Long đã bay ngay tới trước mặt Thiên Sĩ Tuyết Sư, ngẩng cao cái đầu to, mắt nhìn Thiên Sĩ Tuyết Sư đăm đăm. Cái lưỡi đỏ dài phun ra nuốt vào, trán Tiểu Long lộ ra cái lỗ to cỡ tròng mắt, như có con mắt dựng đứng phát ra ánh sáng vàng chói lòa.
ánh sáng vàng bắn ra từ trán Tiểu Long bao bọc thân thể Thiên Sĩ Tuyết Sư trước mắt nó. Ánh sáng vàng chất chứa cuồng bạo và đáng sợ, khí thế xuyên thấu hồn người, khiến linh hồn rung rinh. Thiên Sĩ Tuyết Sư run lẩy bẩy trong vầng sáng vàng, quỳ rạp dưới đất. Growl growl. Mặc cho Thiên Sĩ Tuyết Sư vùng vẫy vẫn không cách nào đứng dậy, khí thế trên người hoàn toàn bị ức chế. Huyết hồn ấn. Tuy Lục Lâm Thiên rất ngạc nhiên trước lực lượng kỳ dị Tiểu Long bộc lộ ra nhưng hắn không có thời gian quan sát, vội thúc dục huyết hồn ấn trong não. Huyết hồn ấn bị thúc dục, một năng lượng ảo xuất hiện trong đầu Lục Lâm Thiên. Ảo ảnh đỏ rực như máu, ảo ảnh như rồng không phải rồng, giống hổ nhưng không phải hổ, vô cùng thần dị. Huyết hồn ấn nhanh chóng hóa thành năng lượng chui vào kinh mạch Lục Lâm Thiên, lao ra từ kinh mạch toàn thân ngưng tụ trên tay phải của Lục Lâm Thiên. Tiếng long phượng sư tử hổ báo gầm mơ hồ truyền ra từ bàn tay Lục Lâm Thiên. Growl. Một ấn quyết kỳ dị xuất hiện trên lòng bàn tay Lục Lâm Thiên. Ấn quyết như rồng không phải rồng, giống hổ nhưng không phải hổ, màu đỏ rực, vô cùng huyền ảo, uy nhiếp ngút trời khuếch tán. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Thiên Sĩ Tuyết Sư cảm giác uy nhiếp khổng lồ này vẻ mặt kinh hoàng, người run như cầy sấy, vô hình chung nó bị ức chế. Lục Lâm Thiên gầm lên. Đi. Lục Lâm Thiên vung huyết hồn ấn, ấn quyết như rồng lượn trong hư không lại như cọp vồ mồi. Tiếng long phượng sư tử hổ báo thú gầm đánh vào trán Thiên Sĩ Tuyết Sư, hóa thành đoàn sáng đỏ biến mất. Tiểu Long hộ pháp. Cùng lúc đó Lục Lâm Thiên ngồi xếp bằng, trường ấn không ngừng biến đổi, các ánh sáng thần dị rơi vào trán Thiên Sĩ Tuyết Sư. Tiểu Long to lớn xoay quanh sau lưng Lục Lâm Thiên, co duỗi đầu lưỡi. Gri gri. Trong đầu Lục Lâm Thiên cảm giác rõ ràng Thiên Sĩ Tuyết Sư ở trong não mình, huyết hồn ấn đang bị chống cự quyết liệt. Một con Thiên Sĩ Tuyết Sư nhỏ xíu trắng tinh đứng chắn trước huyết hồn ấn, toàn thân Thiên Sĩ Tuyết Sư mờ ảo chưa đông thành hình. Lục Lâm Thiên thầm than. Không uổng có huyết mạch cực cao trong yêu thú. Thiên Sĩ Tuyết Sư nhỏ xíu chính là linh hồn của Thiên Sĩ Tuyết Sư. Trong yêu thú nhị giai thì linh hồn lực là hư ảo, không thể ngưng tụ thành hình nhưng linh hồn của Thiên Sĩ Tuyết Sư lại ngưng tụ, độ mạnh linh hồn hơn hẳn các yêu thú bình thường. Lục Lâm Thiên không dám khinh thường. Hắn khống chế huyết hồn ấn hóa thành hình dạng như rồng không phải rồng, giống hổ nhưng không phải hổ trùm lên Thiên Sĩ Tuyết Sư. Lúc này Thiên Sĩ Tuyết Sư bản nhỏ vùng vẫy dữ dội, lãnh thổ trong đầu không thể để vật bên ngoài xâm nhập. Hai luồng năng lượng đánh nhau trong não Thiên Sĩ Tuyết Sư, mức độ nguy hiểm tuy bên ngoài không nhìn thấy nhưng càng cuồng bạo, hiểm hóc hơn trận chiến lúc nãy. Ầm ầm ầm, các tiếng nổ đi đùng vang lên, quanh thân Thiên Sĩ Tuyết Sư nổi bão tố che kín không gian. Huyết hồn ấn hóa thành ánh sáng đỏ vô biên, uy nhiếp ngút trời đè xuống. Bùm bùm bùm. Vang tiếng nổ điếc tai, bên ngoài thì Lục Lâm Thiên không ngừng bắt ấn đánh ra, mặt tái xanh. Thiên Sĩ Tuyết Sư thật khó khống chế, hoặc nên nói giết nó không khó khăn nhưng muốn kiểm soát Thiên Sĩ Tuyết Sư thì khó hơn giết chết gấp mấy lần. Lục Lâm Thiên hét lên. Khống thú thuật, áp chế. Lục Lâm Thiên đánh ra một thủ ấn phức tạp huyền ảo. Ánh sáng chói mắt chui vào trán Thiên Sĩ Tuyết Sư. Growl. Trong đầu Thiên Sĩ Tuyết Sư quanh quẩn tiếng long phượng sư tử hổ báo gầm thét, uy nhiếp ngập trời đè xuống. Thiên Sĩ Tuyết Sư bản nhỏ run bần bật, chỉ chớp mắt đoàn sáng đỏ máu bao bọc nó. Đoàn sáng hóa thành luồng sáng máu chui vào trán Thiên Sĩ Tuyết Sư cỡ nhỏ. Ngay lúc này, sau lưng Lục Lâm Thiên, Lữ Tiểu Linh đã khống chế ngân linh huyễn thử xong. Lữ Tiểu Linh hét lên. Ngươi là linh giả, đó là Thiên Sĩ Tuyết Sư của ta, trả lại đây. Lữ Tiểu Linh là linh giả nên biết ngay Lục Lâm Thiên định làm gì, đối phương muốn khống chế Thiên Sĩ Tuyết Sư mà nàng thích nhất. Lữ Tiểu Linh lao tới gần Lục Lâm Thiên. Dừng tay, mau dừng tay. Thiên Sĩ Tuyết Sư mà nàng thích nhất sao có thể bị người khác lấy đi. Gri gri. Tiểu Long co duỗi đầu lưỡi, ngẩng cổ nhìn Lữ Tiểu Linh chằm chằm, mắt bắn ra tia sáng cảnh cáo. Tiểu Long biết hai ngày nay Lữ Tiểu Linh luôn đi chung với Lục Lâm Thiên, nếu không nó đã tấn công nàng. Lữ Tiểu Linh nhìn Tiểu Long, dừng bước. Yêu thú. Lữ Tiểu Linh nghi hoặc nhìn hình dạng của Tiểu Long, chợt nghĩ đến điều gì. Lữ Tiểu Linh hét to. Ngân Linh huyễn thử, hãy đối phó con rắn này. Ngân Linh huyễn thử đã bị Lữ Tiểu Linh thu phục lao ra từ sau lưng nàng. Tiểu Long trầm thấp gầm gừ. Gri gri. Cái lưỡi đỏ rực thật dài co duỗi, đôi mắt hung tợn nhìn Ngân Linh huyễn thử chằm chằm. Chít chít,
Ngân Linh Huyễn Thử khoảng 6 thước nhìn Tiểu Long, cảm nhận khí thế từ người nó. Ngân Linh Huyễn Thử kêu chít chít không dám đến gần. Lữ Tiểu Linh nhìn Tiểu Long. Khí thế thật mạnh, người cũng là linh thú, huyết mạch tốt hơn cả Ngân Linh Huyễn Thử. Ngân Linh Huyễn Thử có huyết mạch cực cao nhưng bây giờ Ngân Linh Huyễn Thử sợ con rắn màu vàng này, vậy huyết mạch của con rắn phải là trên Ngân Linh Huyễn Thử, nếu không dù đánh không lại nhưng Ngân Linh Huyễn Thử đã không bị ức chế gắt gao thế này. Lục Lâm Thiên chợt mở mắt ra. Thiên Sí Tuyết Sư nằm dưới đất gào thét. Growl. Khí thế cường đại của Thiên Sí Tuyết Sư đã hoàn toàn phục hồi. Lục Lâm Thiên đứng dậy ngước nhìn Thiên Sí Tuyết Sư thân hình khổng lồ. Thiên Sí Tuyết Sư cúi đầu to, trong mắt tràn ngập kính sợ với Lục Lâm Thiên, ngoan ngoãn đứng sau lưng hắn. Lữ Tiểu Linh biết ngay chuyện gì xảy ra. Đồ lừa đảo, đồ ăn cướp, ngươi cướp Thiên Sí Tuyết Sư của ta, mau trả lại đây. Thiên Sí Tuyết Sư mà nàng yêu thích đã bị tiểu tử này cướp đi. Lữ Tiểu Linh luôn cho rằng đối phương chỉ là vũ giả, mà vũ giả thì không thể một mình khống chế yêu thú, trừ phi có linh giả hỗ trợ. Lữ Tiểu Linh không ngờ rằng đối phương cũng là linh giả, nàng ngây thơ đến mấy cũng biết yêu thú như Thiên Sí Tuyết Sư khiến tất cả linh giả muốn chiếm làm của riêng, nên Lữ Tiểu Linh toàn mời vũ giả hỗ trợ, không ngờ tiểu tử này cũng là linh giả. Lục Lâm Thiên mỉm cười nói. Ta không cướp của ai, là ta thu phục Thiên Sí Tuyết Sư, nàng chỉ dẫn đường cho ta, đa tạ. Thiên Sí Tuyết Sư giống to. Growl. Thiên Sí Tuyết Sư nhảy lên không trung, vỗ đôi cánh, lốc xoáy quét bay đống đá vụn. Thiên Sí Tuyết Sư xoay quanh trên bầu trời. Lục Lâm Thiên nói. Tiểu Long, chúng ta đi. Tiểu Long thu nhỏ người, thần dị biến kích cỡ còn 20 ly hước quấn vai Lục Lâm Thiên. Lữ Tiểu Linh, đa tạ, ta đi trước. Lần sau gặp mặt nàng đừng mặc trang phục nóng bỏng thế này, ta sợ không kiềm được làm này làm kia với nàng, ha ha. Chân khí vận chuyển dưới chân, Lục Lâm Thiên nhảy vọt lên một tảng đá lấy đà rồi leo lên tấm lưng rộng của Thiên Sí Tuyết Sư bay trên trời. Lữ Tiểu Linh nhào hướng Lục Lâm Thiên. Đồ lừa đảo, trả Thiên Sí Tuyết Sư lại cho ta. Growl. Thiên Sí Tuyết Sư vỗ cánh bay lên, nhìn Ngân Linh Huyễn Thử lần cuối như đang từ biệt đồng bạn. Thiên Sí Tuyết Sư đập cánh bay mất. Lữ Tiểu Linh giận dữ nhìn hướng Thiên Sí Tuyết Sư biến mất. Đồ lừa đảo, ta sẽ không tha cho ngươi. Lữ Tiểu Linh hét lên. Này, ngươi không thể bỏ mình ta lại đây, ta thật sự không đi nổi nữa. Là yêu thú phi hành. Mau nhìn, có người ngồi trên nó, yêu thú này đã có chủ. Trong Lan Lăng Sơn có nhiều người ngước lên nhìn bầu trời, một con yêu thú phi hành vỗ cánh bốn phía. Bọn họ than ngắn thở dài, đến Lan Lăng Sơn nhưng không được gì. Lục Lâm Thiên ngồi trên lưng Thiên Sí Tuyết Sư, kinh thán. Tốc độ nhanh thật. Thiên Sí Tuyết Sư bay nhanh hơn hắc đầu giác trĩ mà Lục Lâm Thiên từng ngồi, nham thứ của Vân Dương Tông, hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Lục Lâm Thiên nói. Tuyết Sư, hãy bay với tốc độ nhanh nhất của ngươi. Lục Lâm Thiên rất muốn biết Thiên Sí Tuyết Sư bay bằng tốc độ mau nhất sẽ đến mức độ nào. Rõ ràng nó còn chưa bay hết sức. Thiên Sí Tuyết Sư gầm lên. Growl. Thiên Sí Tuyết Sư đập đôi cánh, khí lưu mạnh mẽ rít gào bay ra, nó như mũi tên rời dây cung rạch phá dòng không khí. Lục Lâm Thiên chép miệng. Nhanh quá. Tốc độ quá khủng khiếp, nhanh hơn hắc đầu giác trĩ gấp 5 lần trở lên. Lục Lâm Thiên thầm giật mình. Hiện tại Thiên Sí Tuyết Sư mới chỉ là yêu thú nhị giai hậu kỳ, nếu lên tam giai. Tứ giai thì sau này nó bay càng nhanh hơn. Chỉ trong hai canh giờ ngắn ngủi, Lục Lâm Thiên điều khiển Thiên Sí Tuyết Sư bay đến bên ngoài Phi Linh Sơn, tốc độ Thiên Sí Tuyết Sư nhanh đến kinh người. Vù vù vù, Thiên Sí Tuyết Sư đáp xuống một đỉnh núi, khép đôi cánh. Tuy nhiên Thiên Sí Tuyết Sư quá to, khoảng 40 thước, cao mấy thước, Lục Lâm Thiên không tiện dẫn vật khổng lồ trở về Phi Linh Môn. Lục Lâm Thiên hỏi Thiên Sí Tuyết Sư. Tuyết Sư. Người có thể thu nhỏ thân hình không? Thiên Sí Tuyết Sư gầm gừ. Growl growl. Thiên Sí Tuyết Sư nhìn Lục Lâm Thiên như đang nói gì. Chỉ có Lục Lâm Thiên biết Thiên Sí Tuyết Sư thật sự nói chuyện, huyết hồn ấn bày trong đầu nó khiến hắn biết ngay các suy nghĩ của nó. Thiên Sí Tuyết Sư đang nói cho Lục Lâm Thiên biết rằng nó không thể thu nhỏ, trừ phi đến tứ giai mới có thể tự do biến đổi. Lục Lâm Thiên nhướng mày nói. Rắc rối đây. Lục Lâm Thiên đành phải mang theo Thiên Sí Tuyết Sư vào Phi Linh Môn, nếu bỏ nó lại bên ngoài lỡ bị cường giả nào thấy thì tiêu. Lục Lâm Thiên nói. Tuyết Sư,
nếu không có chuyện gì nhớ đừng giang hai cánh. Giờ chỉ còn cách đưa Thiên Sĩ Tuyết Sư vào Phi Linh Môn, che giấu thân phận. Nếu Thiên Sĩ Tuyết Sư không dương cánh thì đám người Hoàng Hải Ba cũng khó nhận ra. Thiên Sĩ Tuyết Sư khẽ gầm như đáp lại Lục Lâm Thiên. Growl. Bên ngoài Phi Linh Môn, khi Lục Lâm Thiên trở về được nhiều đệ tử ùa ra đón. Bọn họ rất ngạc nhiên nhìn vật khổng lồ sau lưng Lục Lâm Thiên. Mau nhìn kìa, trưởng môn đã về. Trưởng môn còn mang về một con yêu thú, thật đẹp. Mọi người hành lễ. Kính chào trưởng môn. Lục Lâm Thiên nhẹ gật đầu, mang theo Thiên Sĩ Tuyết Sư trở về chỗ ở. Cá đệ tử còn đứng ở phía tò mò xem xét Thiên Sĩ Tuyết Sư nhưng không dám đến gần. Bên ngoài ồn ào làm Lục Tâm Đồng tò mò đi ra xem. Thấy Lục Lâm Thiên trở về, Lục Tâm Đồng chạy ra ôm. Ca ca. Lục Tâm Đồng nhìn chằm chằm Thiên Sĩ Tuyết Sư đi sau lưng Lục Lâm Thiên. Con chó đẹp quá. Thiên Sĩ Tuyết Sư khép đôi cánh, trên đầu có rúm lông đã bị Tiểu Long đốt trong trận chiến, bề ngoài nó khá giống con chó. Thiên Sĩ Tuyết Sư nghiêm nghị phản đối. Growl. Nó là sư tử, không phải chó. Phương Tân Kỳ đi ra, thấy Thiên Sĩ Tuyết Sư thì rất kinh ngạc hỏi. Đây là yêu thú gì? Sao ta trước giờ chưa từng nó? Lục Lâm Thiên nói. Tuyết Sư, đi sau núi, không được rời khỏi khu vực đó. Thiên Sĩ Tuyết Sư gầm gừ, nhanh chóng ra sau núi. Phương Tân Kỳ kinh ngạc hỏi Lục Lâm Thiên. Trưởng môn đã thu phục được con yêu thú này. Lục Lâm Thiên trả lời. Nó là yêu thú hộ thân cũng là tọa kỵ của ta. Trưởng môn thật lợi hại, có yêu thú làm tọa kỵ. Yêu thú to như vậy chắc là tam giai. Đám sư thúc bàn tán xôn xao, vẻ mặt ngạc nhiên. Đệ tử Phi Linh Môn muốn có tọa kỵ yêu thú của riêng mình là nằm mơ. Dù là đệ tử thân truyền trong đại môn đại phái không phải ai đều có tọa kỵ yêu thú. Mọi người ngạc nhiên qua đi tự động giải tán. Lục Lâm Thiên ăn cơm chiều xong đi về phòng mình chuẩn bị tu luyện. Lục Lâm Thiên ngồi xếp bằng, hắn nhớ đến Lữ Tiểu Linh. Nữ nhân này sẽ không bị nguy hiểm gì, có Ngân Linh Huyễn Thử ở cạnh nàng. Lữ Tiểu Linh lại là linh sư tam trọng, người bình thường không dám trêu vào. Lục Lâm Thiên biết khôn thì đừng gặp lại Lữ Tiểu Linh, hắn cướp Thiên Sĩ Tuyết Sư của nàng, dù Lữ Tiểu Linh không làm gì được hắn nhưng thế lực sau lưng nàng dễ dàng nghiền nát hắn. Lục Lâm Thiên từng nghĩ đã có Thiên Sĩ Tuyết Sư yêu thú phi hành làm tọa kỵ, muốn đi Vân Dương Tông không có vấn đề gì. Nhưng yêu thú trong sơn mạch nguy hiểm này quá mạnh mẽ, thực lực của Lục Lâm Thiên không đủ, dù có Tiểu Long cũng vô dụng. Nếu xui xẻo gặp chuyện thì Lục Lâm Thiên tàn đời, tốt nhất là tìm dòng binh đoàn cùng nhau đi, hoặc tăng mạnh thực lực đến trình độ nào đó. Lục Lâm Thiên cũng đã hứa với Lục Tâm Đồng sẽ báo thù cho tiểu cô nương, hắn không thể đi ngay được. Huống chi trong Phi Linh Môn có báu vật ở mật thất, Lục Lâm Thiên nên đi xem thử, không chừng được thứ tốt gì. Tu luyện. Lục Lâm Thiên ném hai viên đan dược tam phẩm vào miệng, bắt đầu luyện hóa. Âm Dương Linh Vũ Quyết đúng là đốt tiền. Hai viên đan dược tam phẩm vừa rồi đẳng cấp trung giai cộng lại giá trị hơn 1 vạn kim tệ. Đan dược hóa thành năng lượng hùng dũng khuếch tán trong cơ thể. Lục Lâm Thiên vận chuyển Âm Dương Linh Vũ Quyết bắt đầu luyện chế năng lượng trong thân thể, tinh luyện ra từng tia chân khí tinh thuần rót vào đan điền khí hải. Một lát sau, vầng sáng vàng đất bao phủ người Lục Lâm Thiên, tăng mạnh dần lên. Một đêm qua đi, sáng sớm hôm sau, trời còn chưa sáng hẳn Lục Lâm Thiên liền ngừng tu luyện. Một đêm qua đi, hai viên đan dược tam phẩm chứa năng lượng đã bị Lục Lâm Thiên luyện sạch. Lục Lâm Thiên cảm giác chân khí trong cơ thể đã đến hậu kỳ vũ sĩ bát trọng. Lần trước trên đường từ thị trấn về Phi Linh Môn, Lục Lâm Thiên nuốt chân khí của một vũ đồ bát trọng thì đã gần đến hậu kỳ. Bây giờ giờ năng lượng chứa trong hai viên đan dược tam phẩm, nếu Lục Lâm Thiên tiếp tục nuốt một vũ sĩ là có thể đột phá đẳng cấp vũ sĩ cửu trọng. Lục Lâm Thiên mới ra khỏi phòng thì thấy Trương Minh Đào vội vàng chạy đến, vẻ mặt hốt hoảng. Trưởng môn, nguy rồi. Lục Lâm Thiên hỏi. Sư huynh, sao vậy? Trước mặt Phương Tân Kỳ thì Lục Lâm Thiên luôn gọi Trương Minh Đào là sư huynh, tránh cho bị lộ thân phận. Trương Minh Đào nói. Trưởng môn, người Hắc Kiếm Môn đến, bọn họ muốn gặp trưởng môn. Lục Lâm Thiên nghi hoặc hỏi. Hắc Kiếm Môn là gì? Ta không quen. Phương Tân Kỳ mở miệng nói. Trưởng môn, Hắc Kiếm Môn nằm ở vòng ngoài Phi Linh Sơn chúng ta, xem như là hàng xóm. Hắc Kiếm Môn tìm đến sợ là không có chuyện gì tốt đẹp. Trương Minh Đào nói.
có hai đệ tử Hắc Kiếm Môn đến nói thẳng là muốn gặp trưởng môn. Lục Lâm Thiên nhướng mày nói. Vậy được, mang ta đi gặp người đó. Lục Tâm Đồng, Lục Lâm Thiên, Trương Minh Đào, Phương Tân Kỳ lập tức đi đại điện. Dọc đường đi Phương Tân Kỳ kể đại khái về Hắc Kiếm Môn cho Lục Lâm Thiên nghe. Hắc Kiếm Môn gần ngay cạnh Phi Linh Môn, trong môn phái có khoảng 200 đệ tử, thực lực môn chủ là Vũ Phách. Nghe nói Hắc Kiếm Môn có 5 trưởng lão, toàn là đẳng cấp Vũ Phách. Mấy đệ tử thì thực lực tổng thể mạnh hơn Phi Linh Môn một chút. Hắc Kiếm Môn luôn muốn chèn ép Phi Linh Môn, một mình chiếm Phi Linh Sơn. Trước kia Lục Thanh còn sống nên Hắc Kiếm Môn hơi ngán. Giờ nghe đâu trưởng môn của Phi Linh Môn đã bị giết, đổi trưởng môn mới, thế là Hắc Kiếm Môn định tấn công Phi Linh Môn. Lục Lâm Thiên nghe mấy tin này hắn nhíu chặt mày, Phi Linh Môn có nhiều rắc rối thật. Lục Lâm Thiên bước vào đại điện, các đệ tử đều có mặt. Kính chào trưởng môn. Hoàng Hải Ba, Chu Ngọc Hậu, Trịnh Anh đã đứng chờ bên trên đại điện. Có một nam một nữ đứng giữa đại điện, hai người khoảng 22, 23 tuổi, vóc dáng cao ráo. Tóc đen dài vừa phải. Bọn họ lưng cõng thanh kiếm đen to. Nữ nhân thì thân hình yêu kiều, cung trang bó sát người. Mắt nữ nhân là kiểu hoa đào, loại nữ nhân này rất mạnh về tỷ y bản quyền, người bình thường không thỏa mãn nổi. Lục Lâm Thiên xem xét hai người đó, khí thế đều là vũ sư nhất trọng, chắc là người nổi bật trong nhị đại đệ tử của Hắc Kiếm Môn. Hai người khách cũng nhìn chằm chằm Lục Lâm Thiên bước vào đại điện, vẻ mặt ngạc nhiên. Bọn họ không ngờ trưởng môn mới của Phi Linh Môn là một thiếu niên. Bên trên đại điện có 4 chiếc ghế, Lục Lâm Thiên ngồi xuống ngay ghế chính giữa. Lục Lâm Thiên ngồi xuống ghế dựa tốt nhất trong đại điện, hờ hững nhìn thanh niên nam nữ. Ba trưởng lão Hoàng Hải Ba thấy Lục Lâm Thiên không nói chuyện thì đành ngồi kế bên hắn. Hoàng Hải Ba, Chu Ngọc Hậu ngồi xuống dưới tay Lục Lâm Thiên, sắc mặt hơi thay đổi, không biết trong lòng hắn đang nghĩ gì. Nữ nhân mặc cung trang thấy Lục Lâm Thiên chỉ kinh ngạc chóng vánh rồi mắt phượng đảo qua, cười tủm tỉm nói với Lục Lâm Thiên. Chắc hẳn các hạ chính là trưởng môn mới của Phi Linh Môn. Sư phụ đặc biệt phái hai sư huynh muội chúng ta đến chúc mừng trưởng môn mới nhậm chức. Lục Lâm Thiên hờ hững nhìn nữ nhân kia. Các người là Hắc Kiếm Môn, đến chúc mừng ta nhậm chức mà không có quà gì sao? Hắc Kiếm Môn quá hẹp hòi. Cái này, hai người Hắc Kiếm Môn biến sắc mặt. Hơi lúng túng. Bọn họ không ngờ có người trực tiếp đòi quà. Nữ nhân lúng túng nói. Chỉ trách hai sư huynh muội chúng ta vội vàng đi quên mang theo quà sư phụ chuẩn bị, hôm nào sẽ đưa đến. Lục Lâm Thiên lạnh lùng nói. Vậy được, ta chờ ở đây, các người hãy về lấy quà đi, tránh cho bị sư phụ trách thì không tốt. Giọng điệu tốt bụng nghĩ cho người. Hai nữ đệ tử và Phương Tân Kỳ xì cười. Phì. Các nàng không ngờ tiểu sư đệ thú vị như vậy. Thanh niên nam, nữ càng lúng túng hơn, ho khan hai tiếng. Nữ nhân nói tiếp. Nếu sư phụ có trách thì đành chịu, là lỗi của chúng ta. Nhưng sư phụ kêu chúng ta đến vì có chuyện muốn ngay mặt nói với trưởng môn mới Phi Linh Môn, chờ chúng ta trở lại tặng quà trưởng môn cũng không muốn. Lục Lâm Thiên thản nhiên nói. Có chuyện gì, nói đi. Lục Lâm Thiên thầm nghĩ, rốt cuộc vào vấn đề. Nữ nhân cung trang nhìn Lục Lâm Thiên, nhẹ giọng nói. Sư phụ của ta nói Hắc Kiếm Môn và Phi Linh Môn làm hàng xóm mấy chục năm, tình cảm luôn rất tốt, hay hai phái chúng ta hợp thành một. Làm như vậy thực lực lớn mạnh hơn, sau này hai phái là người một nhà. Lục Lâm Thiên nói. Cũng rất tốt, nếu hai phái hợp thành một thì chúng ta là người một nhà. Nữ nhân mặc cung trang mừng rỡ, nàng không ngờ thuyết phục thành công mau như vậy. Trở về sẽ được sư phụ thưởng hậu hĩnh. Đám người Phi Linh Môn khó hiểu nhìn trưởng môn, không hiểu vì sao trưởng môn đồng ý yêu cầu này, rõ ràng ý của Hắc Kiếm Môn là nuốt chửng Phi Linh Môn. Lục Lâm Thiên nhìn đám người trong đại điện, nói với hai người Hắc Kiếm Môn. Nhưng ta nghĩ ra cách khác càng hay. Phi Linh Môn ta nam nhiều nữ ít, âm dương mất cân đối, hay vậy đi, ta thấy tiểu thư là người nổi bật trong nhị đại đệ tử Hắc Kiếm Môn đúng không? Tiểu thư ở lại Phi Linh Môn ta đi, vừa ý đệ tử nào trong môn thì cứ cưới nhau, đây cũng xem như hai phái kết thân. Đồ cưới thì Hắc Kiếm Môn cứ tùy ý ra, Phi Linh Môn ta sẽ không so đo những chuyện này. Nam đệ tử Hắc Kiếm Môn ngạc nhiên nhìn Lục Lâm Thiên. Cái gì, trưởng môn có ý gì? Trong đám đệ tử, một tên đầu chọc bắt mắt tiến lên lớn tiếng nói. Trưởng môn, đệ tử nguyện ý cưới vị tiểu thư này vì Phi Linh Môn.
ha ha ha, ta cũng đồng ý. Nhiều đệ tử tiến lên góp lời, cười ổ lên. Lục Lâm Thiên lạnh nhạt nói. Tiểu thư thấy sao, tự mình chọn một phu tế đi. Lục Lâm Thiên hờ hững liếc mắt hai đệ tử Hắc Kiếm Môn. Thanh niên cõng kiếm sắc mặt âm trầm nói. Phi Linh Môn có ý gì? Hắc Kiếm Môn ta và Phi Linh Môn kết thân, giờ Phi Linh Môn ngươi đang đùa giỡn Hắc Kiếm Môn ta sao? Ánh mắt Lục Lâm Thiên nghiêm nghị lóe tia sáng lạnh liếc qua thanh niên, có sát khí khuếch tán. Càn rỡ, ngươi là thân phận gì, dám nói kiểu đó với ta? Lục Lâm Thiên trầm giọng nói. Hoàng trưởng lão, bắt người này cho ta. Hoàng Hải Ba cảm nhận khí thế từ người Lục Lâm Thiên, biến sắc mặt nói. Trưởng môn, điều này e rằng không ổn, đừng để hai phái phân tranh. Lục Lâm Thiên nét mặt xa sầm nói. Hoàng trưởng lão là trưởng môn hay ta? Hoặc là hoàng trưởng lão không thèm để trưởng môn vào mắt, không để môn quy Phi Linh Môn vào mắt. Lục Lâm Thiên nhìn Hoàng Hải Ba chằm chằm. Đám người trong đại điện cảm nhận khí lạnh từ người Lục Lâm Thiên, trừ ba trưởng lão ra hầu như mọi người như rơi vào ao lạnh, người run rẩy. Bọn họ thế mới biết tiểu trưởng môn có sát khí làm người rét run. Cơ mặt Hoàng Hải Ba co giật nhìn thẳng ánh mắt lạnh lẽo của Lục Lâm Thiên, lên tiếng. Tuân lệnh trưởng môn. Hoàng Hải Ba đứng dậy. Tiểu tử Hắc Kiếm Môn, dám cản rỡ trong Phi Linh Môn. Ngoan ngoãn đứng yêu. Hoàng Hải Ba kết ấn đánh ra. Chân khí màu lam bao bọc quanh thân gã. Hoàng Hải Ba dẫm mạnh xuống đất hóa thành cái bóng mơ hồ vọt hướng thanh niên Hắc Kiếm Môn, trưởng ấn giáng xuống. Thanh niên Hắc Kiếm Môn hét to một tiếng. Phi Linh Môn ngươi mà dám ra tay thì Hắc Kiếm Môn ta sẽ không bỏ qua. Thanh niên Hắc Kiếm Môn nhanh chóng lùi ra sao. Hoàng Hải Ba có thực lực vũ phách nhị trọng, chỉ chớp mắt đã xuất hiện trước mặt thanh niên Hắc Kiếm Môn. Trưởng ấn hóa thành chảo chộp vai thanh niên Hắc Kiếm Môn. Tốc độ nhanh như sấm sét. Vù vù vù. Thanh niên Hắc Kiếm Môn không ngờ người Phi Linh Môn đánh thật, gã buộc lòng phải lùi nhanh lại, tay phải thò ra sau định rút kiếm rộng sau lưng. Hoàng Hải Ba sắc mặt âm trầm nói. Còn muốn chống cự, thành thật chút đi. Hoàng Hải Ba chút hết bất mãn với Lục Lâm Thiên vào người thanh niên Hắc Kiếm Môn, chảo ấn bắn ra mấy chỉ quang. Vài luồng sáng chân khí chói mắt bắn ra nhanh như sấm sét giáng mạnh xuống vai trái của thanh niên Hắc Kiếm Môn. Xoẹt xoẹt xoẹt, thanh niên này còn chưa kịp rút kiếm thì bả vai đau nhức, năm lỗ máu phun ra, mặt trắng bệch. Nữ nhân mặc cung trang biến sắc mặt hét lên. Sư huynh, nữ nhân mặc cung trang thò tay vào túi chữ vật treo bên hông, trường kiếm xuất hiện. Lục Lâm Thiên hét to một tiếng. To gan, ngươi muốn động thủ sao? Năm ngọn lửa nóng cháy bay ra, lửa xẹt qua dòng không khí. Vì khoảng cách không xa nên giây sau năm chỉ ấn đã đến trước mặt nữ nhân mặc cung trang. Hơi nóng làm không khí vặn vẹo. Nữ nhân mặc cung trang sợ hãi biến sắc mặt, thủ ấn lại thay đổi, mũi chân nhún nhẹ lùi nhanh về. Trường kiếm vạch năm năng lượng ảo ảnh tàn kiếm, kiếm ảnh vung lên chém hướng năm chỉ quang lửa nóng rực. Người ngạc nhiên hơn là đệ tử trong Phi Linh Môn, đặc biệt ba vị trưởng lão. Lục Lâm Thiên thi triển vũ kỹ thuộc tính hỏa. Lần trước hắn đấu với người trưởng môn ấn phủ dùng vũ kỹ thuộc tính thủy. Ba trưởng lão nhướng mày. Là vũ giả song hệ. Thực lực càng mạnh bọn họ càng hiểu sự cường đại của vũ giả song hệ. Vù vù vù. Trong đại điện kiếm ảnh và chỉ ấn va vào nhau, năng lượng khuếch tán. Năng lượng cuồng bạo hất văng mấy đệ tử Phi Linh Môn đứng gần gió té xuống đất. Vù vù vù. Lục Lâm Thiên đã biến mất trên ghế ngồi, ánh sáng chợt lóe. Hắn lao nhanh hướng nữ tử bản quyền Upsilon IG Trang Hắc Kiếm Môn. Nữ tử bản quyền Upsilon IG Trang Hắc Kiếm Môn mạnh hơn Lục Lâm Thiên, nàng nhanh chóng lùi ra sau, bất giác thụt lùi ra phía ngoài đại điện. Kiếm ảnh lắc lư, kiếm quang tăng vọt tựa như xé rách không gian bắn hướng Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên hừ lạnh một tiếng. Hừ! Lục Lâm Thiên nhíu mày, vầng sáng vàng đất chói mắt tỏa ra tạo thành vảy ngưng tụ lên áo giáp phủ quanh người hắn. Khi kiếm quang chém tới, Lục Lâm Thiên bắt ấn, kình khí chém ra. Nương nhờ lực đẩy của kình khí Lục Lâm Thiên trượt ra sau, kiếm quang dán sát thân thể xẹt qua. Luồng gió sắc bén xuyên qua thanh linh khải giáp làm Lục Lâm Thiên thấy hơi nhói. Lục Lâm Thiên nhếch môi. Thực lực của tiểu thư không tệ nhưng phản ứng thì quá chậm. Chân khí tăng vọt, chân khí vàng đất dâng lên, năng lượng khổng lồ làm dòng không khí vặn vẹo gợn sóng. Lục Lâm Thiên trầm giọng quát. Khai Sơn Trưởng. Lục Lâm Thiên dẫm mạnh mặt đất,
vọt lên trước, đá vụn bị đạp bể, đất đai nứt rạn. Biểu tình nữ nhân mặc cung trang trầm trọng. Nguy rồi. Nữ nhân mặc cung trang thấy người lạnh lõ, muốn lùi nhưng đã muộn. Một bóng xanh tựa hồn ma cười tủm tỉm đến trước mặt nữ nhân mặc cung trang, trưởng ấn vàng chói mắt đập mạnh vào bụng nàng. Nữ nhân mặc cung trang thậm chí không kịp dựng hộ thân cương khí. Bùm! Khí kình cường đại chút vào bụng nữ nhân mặc cung trang. Cổ họng nữ nhân mặc cung trang phát ra tiếng dê y dỉ khàn khàn, thân thể như diều đứt dây bay lên cao rớt xuống cách hơn 10 thước. Nữ nhân mặc cung trang phun ra búng máu. Bùm! Nữ nhân mặc cung trang té bên ngoài đại điện, mặt đất nứt rạn. Lục Lâm Thiên lạnh lùng nói. Quay về nói với người hắc kiếm môn tốt nhất đừng mơ mộng gì về phi linh môn ta. Tuy phi linh môn không mạnh nhưng hắc kiếm môn người tuyệt đối không trêu vào nổi đâu. Nữ nhân mặc cung trang giãy giụa đứng dậy. Thả sư huynh của ta ra. Trong mắt nữ nhân mặc cung trang nhìn Lục Lâm Thiên dường như không tin nổi chuyện vừa xảy ra. Đối phương chỉ là vũ sĩ bát trọng làm sao có thể đánh bại nàng được. Không thể nào. Lục Lâm Thiên liếc ra sau lưng thanh niên hắc kiếm môn bị Hoàng Hải Ba sách trong tay. Lục Lâm Thiên nói với nữ nhân mặc cung trang. Thả hắn thì tiểu thư ở lại đây, tự chọn đi. Nữ nhân mặc cung trang lạnh lùng nhìn Lục Lâm Thiên. Tốt, phi linh môn chờ đó, nếu dám đỡ upsilon.ng vào một cọng tóc của sư huynh ta thì hắc kiếm môn sẽ không tha cho các ngươi. Nữ nhân mặc cung trang xoay người đi. Lục Lâm Thiên thản nhiên nói. Cứ đi như vậy sao? Chẳng lẽ tiểu thư cảm thấy phi linh môn là nơi tiểu thư muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Lục Lâm Thiên dứt lời đã vào tới sau lưng nữ nhân mặc cung trang. Nữ nhân mặc cung trang ngoái đầu lại, bóng áo xanh đã đứng sau lưng nàng. Ngươi muốn làm cái gì? Không làm gì, đến phi linh môn thì phải để lại thứ gì đó, tránh cho ngươi lần sau không nhớ bài học. Một luồng sáng nóng rực xẹt cao cắt tai trái của nữ nhân mặc cung trang. Nữ nhân mặc cung trang hét thảm. A, à, tai phải nữ nhân mặc cung trang chảy máu ròng ròng, nguyên lỗ tai bị hỏa ảnh chỉ của Lục Lâm Thiên đâm thủng rớt dưới đất. Đám người phi linh môn biểu tình giật mình, không ngờ tiểu trưởng môn khi đã ra tay thì không chút mềm lòng. Mấy nữ đệ tử biến sắc mặt. Lục Lâm Thiên lạnh lùng quát. Cút! Trong cổ vực này ngựa ngoan bị người cưỡi, người hiền bị ăn hiếp. Nếu Lục Lâm Thiên không tâm ngoan thủ lạt thì chức đại trưởng môn này sẽ không làm được bao lâu. Nữ nhân mặc cung trang không dám ở lại lâu hơn, che tai phải chảy máu chạy nhanh ra thiên địa. Thiếu niên này bề ngoài dễ ăn nhưng không ngờ là sát tinh. Lục Lâm Thiên quay đầu nhìn đám đệ tử phi linh môn, ánh mắt sắc bén nói. Mọi người nghe đây, sau này có người đến phi linh môn gây sự đừng hở chút là thông báo với ta, cứ đánh thẳng tay. Một người không đánh lại thì hai người lên. Hai người không đủ thì 10 người. Người phi linh môn ta không làm anh hùng hảo hán, cũng không làm người yếu hèn. Miễn không bị ăn hiếp là được, nghe rõ chưa? Các đệ tử đồng thanh kêu lên. Nghe rõ thưa trưởng môn. Đám đệ tử trẻ máu nóng sôi sục, nhiệt huyết đốt cháy. Những đệ tử vốn đã mất hy vọng với phi linh môn dường như bị đánh thức nhiệt huyết. Mắt Trịnh Anh lóe tia sáng, mỉm cười với Lục Lâm Thiên. Thanh niên hắc kiếm môn bị Lục Tâm Đồng sách trong tay không thể nhúc nhích, gã chừng Lục Lâm Thiên. Thả ta ra, các ngươi muốn làm cái gì? Mau thả ta. Trong mắt thanh niên hắc kiếm môn tràn ngập sợ hãi, mới rồi thiếu niên này ra tay độc ác không chút mềm lòng. Lục Lâm Thiên lạnh nhạt nói. Làm gì, chút nữa ngươi sẽ biết. Lục Lâm Thiên nói với Hoàng Hải Ba. Hoàng trưởng lão, giao người này cho ta giải quyết, mấy đệ tử khác đi tu luyện. Không có thực lực chỉ có thể bị người ăn hiếp. Hoàng Hải Ba giao thanh niên hắc kiếm môn vào tay Lục Lâm Thiên, mắt lấp lóe tia sáng, không biết gã suy nghĩ cái gì. Lục Lâm Thiên trực tiếp trở lại nơi ở, hắn kéo thanh niên hắc kiếm môn vào mật thất sau núi, biểu tình trầm trọng. Lần này hắc kiếm môn đến phi linh môn, hắc kiếm môn sẽ không dễ dàng bỏ qua. Thực lực của phi linh môn chưa đủ sức đối kháng lại hắc kiếm môn, Lục Lâm Thiên cần tìm cách ứng đối. Thanh niên hắc kiếm môn thấy mình bị đưa vào mật thất thì càng run. Rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Ánh mắt Lục Lâm Thiên âm trầm nói. Chút nữa ngươi sẽ biết. Mắt Lục Lâm Thiên lóe tia sáng lạnh, chảo ấn chụp xuống đỉnh đầu thanh niên hắc kiếm môn. Lục Lâm Thiên vận chuyển âm dương linh vũ quyết, lực cắn nuốt tuôn ra. A! À, thanh niên hắc kiếm môn bị tấn công bất ngờ, cơ thể co giật,
chân khí không nghe theo điều khiển xuyên qua kinh mạch tràn ra ngoài người. Não thanh niên hắc kiếm môn đau nhức sống không bằng chết. Chốc lát sau mặt Lục Lâm Thiên đỏ rực, tay hắn cầm cái xác khô. Năng lượng chân khí khổng lồ chạy trồm trong cơ thể Lục Lâm Thiên. Tay Lục Lâm Thiên ngưng tụ linh hỏa đốt xác khô thành cho tàn, hắn ngồi xếp bằng, huyết khí cuộn trào chạy lung tung trong kinh mạch khiến kinh mạch chướng nở đau nhức. Nếu không phải kinh mạch của Lục Lâm Thiên sớm được rèn luyện rộng và dày hơn thì hắn khó sống nổi.